Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 29. Anh họ. Tiếng hét của cô ta vang vọng truyền khắp cả võ nhai. Trên võ nhai, người đông nghìn nghịt, trên chục ngàn võ giả vây xem, bàn tán xôn xao. Soạt. Đột nhiên, một luồng hào quang lóe lên, trong tích tắc, quang hoa tội tụ, ngay sau đó. Một bóng. Người trong suốt được tạo thành bởi hào quang từ dưới vách đá xuất hiện. Nghiêm Hoa. Hắn vừa xuất hiện, lập tức tất cả mọi người đều nhận ra. Anh họ, cứu em với. Nhìn thấy hẳn, chủ Tư Linh như tóm được cọng cỏ cứu mạng, điên cuồng bò về phía hắn. Nhưng Nghiêm Hoa chỉ là thể trong suốt, hư vô. Đây là một tia thần thức của hắn. Thần thức chủ và cơ thể đang bế quan. Bộ dạng lúc này của chủ Tư Linh khiến đôi mắt Nghiêm Hoa lóe lên vẻ ghê tởm buồn nôn, nhưng dù sao chủ Tư Tinh cũng là người của hắn. Bên ngoài đều công nhận, người phụ nữ của hắn. Một tên Trần Bát Hoang nhỏ bé lại cũng dám động đến. Hàn đảo đôi mắt nhìn sang Trần Đức, Trần Bát Hoang, anh biết anh đã động vào người của phụ nữ của Nghiêm Hoa tôi không? Biết, cậu Nghiêm, tôi đã nói cô ấy là người phụ nữ của cậu, nhưng hắn không nghe. Hắn còn giết cả huynh đệ của cậu, dụ lực, Trần Đức còn chưa nói gì. Trong đám đông, Hoàng Ba đã từ trong đám đông nhảy ra, ton hót lấy lòng. Bởi vì, hắn ta lo sợ sau sự việc này, Nghiêm Hoa, Chu Tư Linh sẽ báo thù hắn ta, cũng như vậy, hắn ta cũng rất ngứa mắt với Trần Đức, chỉ hận Trần Đức không chết ngay lập tức. Loại kiến hôi này dựa vào cái gì mà có được người phụ nữ như Âu Dã Tư Linh? Ồ, Nghiêm Hoa rất bất ngờ, nếu đã biết mà còn dám động vào. Ha ha, Trần Bát Hoang, lập tức quỳ xuống, tạ lỗi với em họ của tôi, sau đó, làm nô lệ của tôi thay dụ lực. Chuyện trước đây không có thể truy cứu. Không truy cứu, anh không truy cứu, nhưng tôi muốn truy cứu, Trần Đức thản nhiên nói. Trong lúc nói, ngón tay anh vẫn lấp lánh lưu quang. Phập, trong phút chốc, xuyên qua giữa đôi lông mày của Chu Tư Linh, hủy diệt thần hồn. Hừ cũng không kịp hừ một tiếng, cơ thể cứng đờ, ngã thẳng xuống đất. Có suy nghĩ vượt qua bốn phận với người phụ nữ của tôi, Nghiêm Hoa, anh mà cũng xứng sao. Lúc này, cả võ nhai hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió thối thì không có chút tiếng động nào. Bèn rìa võ nhai, tất cả các võ giả trợn mắt há hốc miệng, nhìn chằm chằm Chu Tư Linh ngã xuống, và vẻ mặt bình tĩnh nhẹ nhàng như mây trôi của Trần Đức, một chữ cũng không thốt ra nổi. Mẹ kiếp, anh ta điên rồi sao? Nghiêm Hoa không xuất hiện, sỉ nhục Chu Tư Linh thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ một tia thần thức của Nghiêm Hoa đã đến. Hơn nữa, còn đồng ý nhận anh làm nô lệ. Những chuyện trước đây cũng không trách. Theo như bình thường, Nghiêm Hoa cũng đã coi trọng Trần Đức, muốn anh làm nô lệ, không giết anh, trắng phái anh. Nên cảm ơn Đại Đức, lập tức cúi đầu quỳ xuống sao. Phái hết sức trân trọng cơ hội này chứ. Phải biết rằng, trước đây, Dụ Lực Chí là một võ giả bình thường của ngoại viện, được Nghiêm Hoa nhìn chúng, nhận làm nô lệ, sau đó thực lực không ngừng tăng lên, chưa đến 3 năm đã đứng thứ 10 ngoại viện. Cả ngoại viện. Không biết có bao nhiêu người xin làm nô lệ, hạ nhân của Nghiêm Hoa. Trần Bát Hoang không trân trọng thì thôi đi, còn giết người trước mặt hắn. Đồ ngốc, đúng là đại ngốc, cơ hội tốt như vậy, nếu là tôi thì tốt biết bao. Đúng thế, có thể làm nô lệ của Nghiêm Hoa, chuyện may mắn như vậy, hân lại. Lại, vãi, tên nhãi đáng chết, nếu tôi thay thế hắn ta, thì tốt biết mấy, đầu óc có vấn đề hả? Hồi lâu... Trong đám đông bùng ra tiếng thì thầm. Còn Trần Đức thì sao? Anh không thay đổi chút nào, vẫn rất bình tĩnh. Anh vẫn luôn là người điềm đạm, bình tĩnh, bất kể trước đây hay bây giờ, đều không thích giết người, nhưng ngoại trừ ba loại người, người phạm vào lãnh thổ của anh. Người xúc phạm anh. Người ra tay với người mà anh thân thiết, hiểu quý, quan tâm. Ba loại người này, Trần Đức tuyệt đối sẽ không tha thứ. Một câu không truy cứu thì bỏ qua sao? Trên đời đâu có chuyện tốt như vậy. Anh không sợ, ngược lại Âu Dã Tư Linh, Từ Phong phía sau anh lại vô cùng căng thẳng, chỉ sợ anh sẽ xảy ra chuyện, căng thẳng đến mức hơi thở gấp gáp đầy lo lắng. Trong khoảng thời gian này, thần thức của Nghiêm Hoa cực kỳ tức giận, nóng nảy, vô cùng không ổn định, cái chết của Chu Tư Linh, về bản chất không ảnh hưởng lớn đến hắn. Nhưng cô ta chết trước mặt mình đấy. Trần Đức làm vậy chính là tát vào mẽ hắn, cho. Hẳn cái bạt tai thật mạnh, giảm đạp hắn dưới đất. Nhịn được không?
nhịn được không? Đương nhiên không thể. Trần Bát Hoang, tốt lắm, được lầm, hồi lâu, Nghiêm Hoa nổi giận, nham hiểm nhìn chằm chằm Trần Đức, giỏi lắm, mày rất giỏi. Tao hy vọng mày tiếp tục giỏi như vậy, ở đây đợi tao xuất quan. Phập, Nghiêm Hoa nói xong, thần thức nổ tung như pháo hoa, biến mất trở về cơ thể. Hắn không đợi Trần Đức trả lời, bởi vì không cần thiết. Bất kể Trần Đức ở đợi ở đây hay không, hắn đào ba tấc đất cũng sẽ lôi anh ra dẫm đạp đến chết. Ba chữ Trần Bát Hoang, đã lọt vào trong danh sách những người phải chết của hắn. Bát Hoang sư đệ, hay là cậu mau chóng rời khỏi học viện Thánh Phong đi, đợi lúc nào mạnh hơn thì quay về cũng được. Nghiêm Hoa biến mất, Từ Phong lập tức tiến lên, cơ thể hơi mập run run nói. Chọc vào ai không được lại chọc đến nghẻm hoa, chắc chân không còn có hội sống sót. Cậu đưa Âu Dã sư muội rời khỏi đây còn có một tỉa hy vọng, Nghiêm Hoa, thực sự rất mạnh. Mạnh đến mức nào, Trần Đức làm như quan tâm hỏi. Nói thế nào nhỉ, nói thế này đi, 5 năm trước, với thực lực thực sự của hắn, đã có thể tiến vào nội viện, chí là hắn vẫn chưa không vào nội viện, tự xung nếu vào nội viện như vậy thì chí là đệ tử bình thường, cho nên, hắn muốn đợi đến khi kiếm. Thiên ma đạt đến đại viên mãn. Một khi kiếm thiên ma đạt đến đại viên mãn, cánh giới của hắn cũng sẽ đột phá, đến lúc đó, cho dù trong các đệ tử nội viên, hắn cũng có thể xếp trong top 30. Lần này hần bế quan, nghe nói chính là muốn luyện kiếm thiên ma đến đại viên mãn. Chỉ mới trong top 30, cũng chẳng làm sao mà, Trần Đức bĩu môi, còn tưởng kiếm thiên ma lợi hại thế nào, đạt đến đại viên mãn mới xếp được trong top 30, thế mà cũng có mặt mũi mang ra nói. Mới trong top 30. Trần Bát Hoang, cậu mới đến, chắc cậu không biết top 30 nội viện khủng bố đến mức nào phải không? Từ Phong cạn lời, Trần Bát Hoang đúng lẻ nghé con mới sinh chẳng biết sợ cọp. Cậu biết trong top 30 đều là nhân vật thế nào không? Đó là đệ tử thân truyền của 6 vị viện trưởng, thực lực của bất kỳ người nào cũng có thể vượt qua một số trưởng lão. Hai, thôi vậy, Bát Hoang sư dệ, sau này cậu sẽ hiểu, tóm lại, mau chạy đi, học viện Thánh Phong không hạn chế ra ngoài. Cậu dẫn theo Tư Linh sư muội lập tức rời khỏi đây đi. Bỏ chạy ư, con người tôi không có thành kiến gì với bổ chạy, cũng cho rằng không đánh nổi thì. Chạy, là chuyện rất bình thường, nhưng, Trần Đức cười, cười rất hòa nhã, Từ Phong, chỉ với tên nhãi như Nghiêm Hoa, tôi thực sự không cần thiết phải chạy. Bát Hoang sư đệ, trò đùa này không buồn cười tí nào đâu, Từ Phong liền nghiêm trọng đến mức trước nay chưa từng có, anh ta cảm thấy nóng như lửa đốt. Trần Đức lại bình tĩnh như vậy, hận không thể tóm Trần Đức mau bỏ chạy, còn không đi, thực sự sẽ chết người đấy, tôi không muốn cậu chết. Từ Phong, tin tôi đi. Trần Đức lấy ra hai bình rượu, đưa một bình cho Từ Phong, nào, chúng ta ở đây uống rượu đợi hẳn. Tôi, Từ Phong sắp khóc đến nơi, lúc này còn có lòng dạ uống rượu. Tư Linh, em tin anh không? Trần Đức nhìn sang Âu Dã Tư Linh vẫn luôn trầm mặc. Em tin. Tuy trong lòng Âu Dã Tư Linh rất lo lắng, nhưng vẫn tin tưởng Trần Đức một cách khó hiểu, người đàn ông trước mặt, chính là vị thần trong lòng cô ta, vị thần không có gì là không thể. Tốt, vậy chúng ta cùng đợi người được gọi là người đứng thứ 5 ngoại viện, Nghiêm Hoa, Từ sư huynh, nếu anh không uống rượu, thì tôi uống, đây là... Rượu ngon đấy. Trần Đức mỉm cười, nói xong liền thu lại cánh tay. Đợi đã. Từ Phong cắn răng, tóm cánh tay của Trần Đức. Khuôn mặt núng nính đỏ bừng, cao giọng nói, uống thì uống, Từ Phong tôi vào học viện Thánh Phong vì có quan hệ, đi cửa sau, vẫn luôn bị gọi là đuôi cần cấu, phế vật, chỉ có Trần Bát Hoang cậu là không coi thường tôi. Dường như anh ta đang nói với Trần Đức, lại dường như đang nói với hơn chục ngàn đệ tử ngoại viện, cất giọng rất lớn, truyền khắp võ nhai. Trần Bát Hoang, cậu đồng ý coi tôi là bạn không? Đương nhiên rồi, Trần Đức gật đầu. Anh là người bạn đầu tiên ở học viện Thánh Phong của tôi. Được, có cậu nói này của cậu là đủ rồi. Từ Phong quyết chí, cầm lấy chai rượu trong tay Trần Đức. Hôm nay, Từ Phong tôi liều mạng theo cậu. Nếu Nghiêm Hoa đó giết cậu, trường kiếm ba tấc trong tay Từ Phong tôi, kể cả chỉ có thể khiến hắn bị thương một sợi tóc, cũng phải chiến đấu hết sức. Rượu cũng là thứ Từ Phong tôi thích nhất, Từ Phong tôi đâu có lý nào không uống. Sau đó, Từ Phong mở nút chai, ngửa đầu, uống ửng ực. Ha ha, tốt, cuộc đời có một chi kỷ, phải uống một chén đầy, Trần Đức cũng cười lớn, ngửa đầu uống. Hai người coi như hơn chục ngàn người ở võ nhai như không tồn tại,
uống từng ngụm lớn, rượu theo khóe miệng thỉnh thoảng tràn ra, hào khí anh hùng mạnh mẽ ngút trời xanh. Chúc mừng hôm nay ổng sắp lại có được một huynh đệ, Tư Linh nguyện múa kiếm góp vui, Âu Dã Tư Linh biết rõ tính cách Trần Đức mạnh mẽ khí khái, thẳng thắn, không có nhiều người có thể làm bạn với anh. Cỏ ta cảm thấy vui mừng thay cho Trần Đức, lập tức phóng khoáng vung múa thanh kiếm trong tay. Âu Dã Tư Linh thực sự rất đẹp, nói đẹp tựa tiên nữ cũng không phải quá, trường kiếm trong tay vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, vừa có sự dũng cảm của kiếm, vừa có vẻ mềm mại của điệu múa, khuôn mặt thanh lạnh, xinh đẹp, dáng người đường nét hoàn hảo, đẹp động lòng người. Mặc dù không có nhạc đệm, không phối nhạc, điệu múa của cô ta vẫn rực rỡ rạng ngời. Hơn chục ngàn võ giả ngắm nhìn bóng hình động lòng người đó, gần như sắp mê mẩn. Đáng tiếc, quá yếu, yếu đến mức không thể làm chủ số phận của mình, cuối cùng phải chết. Đến lúc này rồi ba người đó còn có tâm trạng múa kiếm, còn có tâm trạng uống rượu. Đúng là có dũng khí. Đúng thế, một khi Nghiêm Hoa xuất quan, họ chết xác. Lúc này rồi còn không bỏ chạy, ha ha. Sau một hồi mê mẩn, thì vẫn là khinh thường, chế nhạo. Có đẹp thì đã làm sao? Vân Tiêu Giới, đẹp không thế dùng làm cơm ăn, không có thực lực tương xứng với dung mạo, cuối cùng cũng là đồ chơi, nô lệ của người khác. Nghiêm Hoa vốn là người đứng thứ năm ngoại. Viện, một khi luyện kiếm thiên ma đến đại viên mãn, thực lực của hắn chắc chắn sẽ đạt đến đứng đầu ngoại viện, đến lúc đó, cho dù là nội viện, cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Một Trần Bát Hoang là cái thá gì? Loại đuôi cần cẩu. Phế vật như Từ Phong, Âu Dã Tư Linh thì càng không cần phải nói. Không có ai đồng cảm với họ, nguyên tắc Tùng Lâm, kẻ mạnh hàng đầu, kẻ yếu chọc vào kẻ mạnh, thì là đáng chết, không đáng sống. Bát Hoang sư đệ, không, sau này nên gọi cậu là Hoang Huynh, Từ Phong uống ngụm rượu mạnh, cười nói, cậu xem, những người lạnh lùng vô tình này đều đang đợi xem trò cười của chúng ta, đợi cái chết của chúng ta, chẳng lẽ võ giả thực sự chỉ có thể vô tình sao? Đến bây giờ, Từ Phong vẫn không cảm thấy Trần Đức là đối thủ của Nghiêm Hoa, ở lại đây, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chí là anh ta vẫn có suy nghĩ của mình về con đường võ đạo. Tôi vẫn luôn cho rằng võ giả là bảo vệ, là cứu người, tiếc rằng ai ai cũng cười tôi quá điên khùng. Vậy sao, tôi lại cảm thấy không phải anh điên khùng, mà là những người đó ngu dốt, khóe miệng Trần Đức cong lên ý cười, võ đạo của anh, chẳng phải là như vậy. Cho nên, từ khi tôi vào viện, chỉ có cậu mới coi tôi là bạn thực sự, Từ Phong thở dài, đôi mắt hiện lên vẻ cô đơn. Từ Phong, tôi tin thành tựu tương lai của anh sẽ vượt qua bất kỳ ai ngồi đây, Trần Đức nói. Không phải anh an ủi Từ Phong, mà là cảm thấy Từ Phong thực sự có thế sẽ mạnh lên, bởi vì lòng tin của anh ta rất kiên định. Theo lý, một võ giả sinh ra ở Vân Tiêu Giới, từ nhỏ đã phải hiểu quy tắc của Vân Tiêu Giới, nhưng anh ta vẫn giữ được đức tính tốt, không nhuốm bùn. Kể cả bản thân Trần Đức cũng không làm được điều này, có lòng tin như vậy, và cố gắng vì nó, thì sao không mạnh lên được. Tỏi cũng nghĩ như vậy, Từ Phong lộ ra hàm răng trắng tinh, cười rất phóng khoáng nói, mạnh là gì, cường giả, không gì khác hơn là bảo vệ người. Mình quan tâm, vật quý trọng, cho dù hy sinh tính mạng vì nó, tôi cũng tuyệt đối là cường giả. Hôm nay nếu Từ Phong tôi chết thì vẫn là cường giả một thời, cậu nói xem. Ha ha, uống. Trần Đức không trả lời Từ Phong, nâng chai rượu và chạm với anh ta. Hai người ngồi đối diện nhau, coi như không nhìn thấy hàng chục ngàn võ giả khác, thảo luận võ đạo, thảo luận tương lai, thảo luận về cường giả, đồng thời, Trần Đức cũng cố ý mà như vô tình chỉ điểm Từ Phong, hai người đều có thu hoạch phong phú. Một canh giờ trôi qua, bỗng nhiên. Một tiếng vang lớn truyền ra, võ nhai trên mực nước biến 2-3 ngàn mét bỗng nhiên chấn rung. Như động đất cấp 10, ầm ầm vang lên. Cũng may nơi này là Vân Tiêu Giới, nếu đối lại là địa cầu, chấn động như vậy, át phải long trời lở đất. Ha ha ha. Cùng lúc đó một trận cười lớn ngang tàn vang lên, trong một phòng bế quan của võ nhai, linh khí cuồn cuộn, một bóng hình vút lên trời, trong tích tắc, kiếm ý ngút trời tràn ngập, một luồng sát khí như sóng biển dữ dội tràn ra. Đó là kiếm ý. Kiếm ý bá đạo như ma quỷ, như biến hóa thực chất. Một vùng không gian trên võ nhai méo mó vì nó, cuồn cuộn dập dờn như mặt nước, cực kỳ không ổn định. Tinh, tinh, tinh. Trong phút chốc, xung quanh võ nhai, thanh kiếm của hàng ngàn võ giả phát ra tiếng vỡ nứt, xuất hiện các vết nứt, vỡ vụn.
Bên trên võ nhai, cây cối cao đến 100 mét, thân cây gãy đổ hàng loạt, như bị thanh kiếm vô hình chém nứt, cảnh tượng chấn hãi, đáng sợ. Nghiêm Hoa, là Nghiêm Hoa, anh ta xuất quan. Rồi, kiếm thiên ma hủy diệt tất cả, ngang ngược hoành hành, quả nhiên là vậy. Soạt, vô số võ giả nhìn chằm chằm theo bóng hình vút lên trời, rồi lại hạ xuống, đứng thẳng bên trên võ nhai, hít khí lạnh, nuốt nước miếng, không nhịn được lùi lại mấy bước. Nghiêm Hoa đã mạnh hơn trước đây. Hắn mặc áo choàng đen, trên áo choàng đen, một đám mây bồng bềnh, tung bay theo gió, hai tay chắp sau lưng, đứng lẻn vách đá, không nhúc nhích, cả người dường như một thanh kiếm sắc bén, không gì hủy diệt được, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vãi, mạnh quá, mạnh hơn không chỉ gấp 1000 lần so với trước đây ấy chứ. Đúng thế, khí tức trên người anh ta xác hẳn đến thần tôn 60 giai rồi. Là thần tôn 60 giai, đúng thế, nhưng chiến lực của anh ta chắc có thể sánh được với người thần tôn 70 giai. Nghiêm Hoa cố ý phóng linh khí, các võ giả vừa. Nhìn là biết cảnh giới của hắn, thậm chí đoán ra chiến lực của hắn, người nào cũng chấn hãi, hoảng sợ, tê dại ra đầu. Đối đầu với Nghiêm Hoa nha vậy, Trần Bát Hoang còn có thể sống được không? Cậu Nghiêm, cuối cùng cậu cũng đến rồi, giết 3 con chó này, báo thù cho cô Chu. Hoàng Ba lớn tiếng hét lên, xum xoe nịnh hót, lột da bọn họ, đánh vỡ xương bọn họ. Bên võ nhai, Nghiêm Hoa di chuyển ánh mắt lướt nhìn những người có mặt, khóe miệng hiện ý cười nham hiếm, cuối cùng dừng lại trên người Trần Đức. Sau đó từng bước đi về phía 3 người. Hoàng Huynh, tên này thực sự rất mạnh, Từ Phong đứng bên Trần Đức, nhìn Nghiêm Hoa, tràn đầy cảm khái, chỉ là trong đôi mắt không có chút sợ hãi nào, bởi vì đã đứng ở đây, anh ta không nghĩ đến việc sống sót. Rất khá, Trần Đức thản nhiên, đánh giá nhẹ bẫng. Vừa dứt lời, Nghiêm Hoa đã đến trước 3 người Trần Đức, cách bọn họ chưa đến 5 mét. Sau đó khóa chặt 3 người, khoảng cách như vậy, lại còn khóa chặt, 3 người tuyệt đối không thể nào có cơ hội chạy thoát. Trần Bát Hoang, hối hận rồi chứ, Nghiêm Hoa cất giọng âm u, trong giọng điệu chỉ có tức giận, sát ý, đáng tiếc, mày, và cả Từ Phong, sẽ không có cơ hội sống sót, sau này. Người phụ nữ của mày để tao chăm sóc giúp mày. Mày lắm lời thật, Trần Đức hơi bĩu khóe miệng, như người không có việc gì, nâng chai rượu uống mẩy ngụm, đừng nhiều lời, ra tay đi. Lời vừa được nói ra, trên 10.000 võ giả liền sửng sốt. Vãi, Trần Bát Hoang điên rồi sao? Mẹ kiếp, lại bảo Nghiêm Hoa ra tay trước, đang cố tình nộp mạng ư. Đám đông sôi sục, đều cạn lời lắc đầu. Trước đó, tuy bọn họ cho rằng Trần Bát Hoang chết chắc, nhưng sau khi nghe cuộc trò chuyện của anh và Từ Phong, ít nhất cảm thấy anh có dũng khí. Bây giờ xem ra, mẹ kiếp, đâu phải là dũng khí. Rõ ràng là nghé con mới sinh chẳng biết sợ cọp, nói một cách đơn giản, chính là đầu óc có vấn đề. Bảo Nghiêm Hoa ra tay trước. Thực sự coi mình là đĩa rau. Phải biết rằng, quyết đấu giữa 2 võ giả giống như đánh cờ. Người ra tay trước, chiếm ưu thế tuyệt đối. Thực lực, cảnh giới của Trần Đức không bằng Nghiêm Hoa, ra tay trước, có lẽ còn có 1/10000 cơ hội sống. Nếu Nghiêm Hoa ra tay trước, ha ha, 1 chiêu, không, nửa chiêu, Trần Bát Hoang sẽ chết. Khả năng sống bằng không. Nghiêm Hoa cười âm hiếm lạnh lùng, hào quang sát ý nổi lên, nếu mày đã muốn cầu xin chết nhanh như vậy, thì tao cho mày toại nguyện, giết mày, 1 ngón tay là đủ. Cùng lúc đó, Nghiêm Hoa giơ 1 ngón tay lên thật. Hơn nữa, còn là ngón út, nhẹ nhàng chém chuẩn về phía Trần Đức. Bù! Hào quang lưu chuyến trên đầu ngón tay, một đường kiếm ý vô địch trực tiếp vẽ ra một đường nứt trong không gian, khoảng cách nã mét, chưa đến nửa hơi thở, tay của hắn đã xuất hiện ở cổ họng của Trần Đức. Chỉ 1 ngón tay đã giấy lên làn sóng dữ, 1 ngón tay như một đường kiếm, sắc bén ngang tàn. Đủ để giết chết bất kỳ võ giả thần tôn 10 giai trở xuống nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng mà, 1 ngón tay cú hẳn có thể giết chết được Trần Đức thật sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Soạt, mọi người chỉ thấy một luồng sáng chói mắt nhoáng lên, sau đó ngón út cú Nghiêm Hoa, rớt. Cứ thế trực tiếp đứt lìa khỏi bàn tay hân, mang theo máu tươi rơi xuống đất. Còn Trần Đức thì sao? Hoàn toàn chẳng ai thấy anh ra tay như thế. Nào, dù Từ Phong, Âu Dã Tư Linh đang đứng ngay trước mặt anh cũng không phát hiện. Tóm lại, ngón tay của Nghiêm Hoa đã đút.
nứt một cách đột ngột, không chút dấu hiệu. Hơn 10.000 võ giá nghẹn họng nhìn chân chối, quá thật giống như thấy quý nhìn chằm chằm ngón tay dính đầy máu kia. Quá khinh địch rồi. Nghiêm Hoa quá khinh địch. Tuy có chút bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Từ lúc Trần Đức chưa gia nhập học viện Thánh Phong thì cũng đã nghe đồn anh ta từng giết Lương Vĩnh Thanh, một thần tôn 30-40 giai. Nghiêm Hoa mạnh đó, nhưng muốn dùng một ngón út giết anh ta thì đúng là thật sự khinh địch. Mẹ, khốn kiếp, cơn đau thấu tim truyền đến, mí mắt Nghiêm Hoa giật giật, mặt mày vặn vẹo dữ tợn, sát khí càng trở nên dày đặc hơn. Hắn vậy mà lại bị thương, bị một tên thần tỏn ngũ giai chặt đứt ngón tay. Thật là nhục nhã. Nhục nhã hết sức. Xin lỗi nhé, hình như một đầu ngón tay của mày không thể giết được tao rồi. Trần Đức thong dong bình tĩnh, cười cợt nới, đừng chần chờ nữa, ra tay tiếp đi chứ. Chán sống hả? Nghiêm Hoa quát khẽ một tiếng, không có xoắn suýt nhiều việc đút ngón tay, một ngón tay mà thôi, còn có thể khôi phục lại. Giờ, hắn chỉ muốn giết chết Chân Bát Hoang ngay lập tức. Thế nên, hắn lại ra tay, không là rút kiếm. Nghiêm Hoa rút trường kiếm trên eo ra, gió thổi mây phun, sắc trời cũng tối sầm lại, trở nên hơi u ám, không gian cũng bắt đầu quay cuồng, chập chờn dao động, cuối cùng dưới một kiếm của hắn bắt đầu sụp đổ. Nghiêm Hoa là một kiếm tu. Hắn giống như Lương Vĩnh Thanh, thứ mạnh và am hiếu nhất không phải là những đòn tấn công bằng cơ thể, mà là kiếm. Khi sử dụng kiếm và không sử dụng thì trình độ khác nhau cả mấy lần. Keng keng keng. Một kiếm vừa ra. Từng tiếng ngân vang của kim loại chợt nổ vang như sấm rền, réo rắt điếc tai, vang vọng khắp không trung. Giờ đây, dù là một số đệ tử nội viện có thực lực không tệ đến vây xem cũng biến sắc. Nghiêm Hoa thật là cẩn thận, đối phó một tên thần tôn ngũ giai thôi mà cũng dùng một kiếm như thế. Điều này giống như giết gà mà dùng dao mấu trâu vậy, hoàn toàn là chẳng đáng. Khi họ đang cảm thấy giật mình hoảng sợ thì trong 0,1 giây ấy, thanh kiếm kia cũng đang không ngừng phóng đại trong mắt Trần Đức, nhắm thẳng vào trán anh. Mắt thấy, nó sắp đâm vào. Nhưng, Trần Đức lại chẳng hề nhúc nhích. Dường như là không định ra tay hay tránh né. Thằng ôn con, sợ ngu người rồi hả? Ha ha, ở trong mắt Nghiêm Hoa thì Trần Đức hoàn toàn chính là sợ ngu người. Hắn cười lạnh, tay cũng không chút tạm dừng. Ừ, tao sợ quá, sợ ngây người rồi nè, sợ đến nỗi muốn uống một ngụm rượu. Trần Đức nhàn nhạt nói vừa. Nâng bình rượu lên thật. Kịch. Ngay khi anh nâng bình rượu lên, kiếm trong tay Nghiêm Hoa bỗng dưng ngừng lại. Trực tiếp khựng lại. Giống như bị nhấn nút pause, bỗng dưng, chẳng hề có chút dấu hiệu nào dừng lại. Mọi người ngơ ngác, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, khó hiếu nhìn Nghiêm Hoa. Tử Phong cũng giống như họ, anh ta còn tưởng rằng Trần Đức sắp chết, đang định ra tay. Nhưng... sao Nghiêm Hoa lại bỗng nhiên ngừng lại? Mũi kiếm của hắn chỉ còn cách trán của Trần Đức chưa đến 1 mm. Gần như vậy rồi, tại sao lại dừng lại? Là nương tay sao? Cậu Nghiêm, tuyệt đối không thể bỏ qua cho thằng khốn đó, giết cậu ta đi, chỉ còn một chút thôi, đâm xuyên đầu cậu ta rồi cầm đi nướng. Hoàng Ba hô, phấn khích không thôi, hắn ta quyết định ôm. Mình cũng bị một tên rác rưởi thần tôn ngũ giai nói được không? Nói ăn hại. Nói thật, Trần Bát Hoang mạnh đến nỗi khiến hắn có hơi kiêng kỵ. Người như thế, nếu cho anh ta thêm 1-2 năm nữa thôi thì có lẽ sẽ thật sự vượt qua hắn. Vậy nên, tuyệt đối không thể để cho Trần Bát Hoang còn sống được. Ha 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 ha. Lúc này, Nghiêm Hoa bồng bật cười, cười đầy âm trầm, gương mặt cũng trở nên vặn vẹo, một cơn gió lốc chợt nổi lên, quay cuồng quanh người hẳn. Không gian bất chợt bắt đầu dập dờn như có một cơn lốc xoáy hình thành trên biển, quét ngang xung quanh. Sắc trời lại trở nên u ám, từng đóa mây đen chậm rãi bao phủ khu vực này. Trần Bát Hoang, chẳng phải mày muốn trông thấy chiêu thức càng mạnh hơn sao? Một khi đã một lòng muốn chết như vậy thì, Nghiêm Hoa tao sẽ tốt bụng thỏa mãn mày. Câu nói âm trầm của Nghiêm Hoa chấn động tận trời, không trung vang lên từng tiếng sấm rền. Tia chớp đan xen khiến cả vùng trời này lúc thì âm u lúc thì sáng trưng. Lúc này, thanh kiếm trong tay hắn toát ra từng luồng khí tức tối tăm như mực, quỷ dị lạnh lẽo. Hai chân Nghiêm Hoa chậm rãi rời khỏi mặt đất, bay lên cao, cánh tay cũng dần nâng lẽn. Theo động tác của hắn, từng hoa văn và ấn ký hiện lên trên không trung rồi rớt lẽn thân kiếm. Thân kiếm cũng biến thành màu đen, tản ra một mùi máu tanh. Kiếm Thiên Ma,
hắn muốn thi chiến kiếm thiên ma. Từ Phong ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hoa, trong đôi mắt tràn ngập sự chấn động, có thể chết dưới một kiếm ấy, cuộc đời này cũng coi như không uống. Đây là kiếm thiên ma sao? Trần Đức nhìn cảnh tượng long trời lở đất kia mà vẫn không nhúc nhích. Nhưng, hơn 10.000 võ giả bên cạnh võ nhai lại trốn xa hơn. Bởi vì họ nhận ra kiếm thiên ma. Lúc trước, khi nó còn chưa đến đại viên mãn thì đã có rất nhiều người may mắn được nhìn thấy chiêu ấy. Khi đó, Nghiêm Hoa mới thần tôn 30 giai nhĩ. Kiếm thiên ma đã trực tiếp giết chết một tên giáo viên ngoại viện có cảnh giới thần tôn 45 giai. Hơn nữa, còn là lập tức giết chết. Đến giờ, nơi tên giáo viên kia chết vẫn còn một cái hố cực kỳ khổng lồ, thể hiện chiến tích của Nghiêm Hoa. Mà giờ, đã qua bao nhiêu năm? Giờ Nghiêm Hoa đã mạnh hơn trước gấp trăm gấp ngần lần. Lúc này, hắn lại thi triển kiếm thiên ma đại viên mãn thì sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Chẳng ai có thể đoán trước được, chỉ có thể trốn ra xa càng tốt. Sư tôn, có cần ra tay cứu anh ta không? Chẳng ai phát hiện, giờ một chỗ phía xa võ nhai đang có hai người âm thầm nhìn chăm chú vào nơi này. Đó là một già một trẻ. Già là đại viện trưởng cổ lục đạo. Trẻ lại là một cô gái mặc một chiếc váy dài trông khoảng 20 tuổi. Cô ta lắng lặng đứng bên cạnh cổ lục đạo. Giờ vẫn chưa vội, cổ lục đạo xưa tay, ông ta cố ý nhận Trần Đức làm đệ tử và vẫn chú ý đến anh. Thế nên, khi biết anh có một trận chiến với Nghiêm Hoa đã chạy đến quan sát. Thậm chí, còn dần theo đệ tử đắc ý nhất cả đời này của ông ta là Diêu Mộng Vũ. Nếu không cứu anh ta sẽ phải trả một cái giá đắt vì sự kiêu ngạo của mình đó, Diêu Mộng Vũ nhàn nhạt nói. Trong mắt cũng lộ ra chút không hài lòng với vị sư đệ tương lai cùng một sư phụ này của mình. Anh ta thật là ngông cuồng và kiêu ngạo. Đối mặt với một Nghiêm Hoa có cảnh giới cao hơn mình cả 10 giai còn kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn chính là chán sống. Tính cách ấy, dù có đi nội viện làm đệ tử của cổ, lục đạo cũng không sống được mấy ngày. Phải biết rằng, mấy tên trong nội viện kia tên này còn kiêu ngạo và ngông cuồng hơn tên khác. Chỉ là... bọn họ có bản lĩnh và vốn liếng để ngông cuồng. Còn Trần Bát Hoang thì sao? Tâm tính kiểu đó cũng không biết suốt cuộc cố lục đạo nhìn chúng anh ta ở điểm nào. Có lẽ, cổ lục đạo không tỏ ý kiến, dựa vào thực lực thần tôn ngũ giai của Trần Bát Hoang đúng là không thể nào đỡ được kiếm thiên ma. Nhưng mà, đừng quên trong thức hải của cậu ta còn có một người khác. Một người khiến cho cổ lục đạo ông ta cũng không đoán ra được hay nhìn thấu. Có người đó thì chắc hẳn Trần Bát Hoang sẽ không xảy ra chuyện. Huống chi, cổ lục đạo còn định dành trước giúp đỡ Trần Bát Hoang trước khi người sống nhờ trong thức hải cậu ta ra tay. Sau đó, lại xuôi nước đấy thuyền nhận cậu ta. Làm đệ tử. Bên cạnh võ nhai, tất cả mọi thứ đều mất đi ánh sáng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Nghiêm Hoa. Áo của Nghiêm Hoa bỗng nổ tung, rõ ràng có thể thấy được. Trên ngực hắn có một cái dấu ấn màu đen giống như đầu lâu. Theo hắn không ngừng xúc thế, lại xúc thế, dấu ấn đầu lâu bắt đầu vặn vẹo rồi lan rộng ra. Chưa đến 10 giây, trên người Nghiêm Hoa đã phủ kín dấu ấn đó. Trần Bát Hoang, mày, có thể đi chết được rồi. Nghiêm Hoa lại mớm miệng, giọng nói của hắn cũng thay đổi giống như đến từ địa ngục khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Hân vừa nói xong, sau đó bèn di chuyển. Lần này, Nghiêm Hoa không dám lơ là, vốn dĩ kiếm thiên ma có thể tấn công từ xa, nhưng hắn lại nháy lên, thoáng chốc đã xuất hiện bên cạnh Trần Đức. Cảnh tượng ấy khiến mọi người cạn lời. Có cần vậy không? Có cần cẩn thận vậy luôn không? Điều này giống như hỏa tiễn, rõ ràng tấn công từ xa cũng có thể đạt được hiệu quả, nhưng vẫn muốn đặt hỏa tiễn trước mặt người ta. Hình như quá cẩn thận rồi thì phải. Trần Bát Hoang, nếm thử kiếm. Thiên. Ma của tao đi. Cùng lúc đó, Nghiêm Hoa cũng ra tay. Hắn giơ kiếm trong tay lên. Tức thì, mây đen trên không cũng bị bổ ra một đường rãnh, hư không vỡ vụn, trận văn vốn phủ kín toàn bộ võ nhai cũng hoàn toàn chẳng thể chịu nổi, ầm sụp đổ, đất đá lăn xuống. Đây chỉ mới là xúc thế thôi đó. Mọi người hoảng sợ. Từ Phong, Âu Giá Tư Linh cũng biến sắc, tuy họ đã chuẩn bị sẵn sẽ chết. Nhưng lúc này vẫn hơi sợ. Đó là một loại sợ hãi bẩm sinh đối với cái chết của con người rồi. Chỉ riêng Trần Đức là vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh cất bình rượu vào nhẫn tu di, nhìn một kiếm điên cuồng mãnh liệt kia, sau đó giơ một chưởng lên tiếp.
Đù má! Anh ta làm gì vậy? Dùng tay để đỡ kiếm. Hơn 10.000 võ giả nhìn thấy cảnh đó đều không biết nên nói gì, còn chẳng còn hứng thú chế giễu hay chửi rủa. Kiếm thiên ma chỉ dùng tay là có thể đỡ được hả? Một võ giả thần tôn ngũ giai có thể đánh một trận với Nghiêm Hoa đã cực kỳ miễn cưỡng, không thể nào thẳng nổi rồi. Còn dùng tay đỡ kiếm. Ha ha! Ngay cả Cổ Lục Đạo cũng cạn lời, tên nhóc này quả thật là có chút tự đại. Giờ phút này, Cổ Lục Đạo bỗng dưng hơi không muốn nhận Trần Đức làm đệ tử. Cái tâm tính không biết sống chết ấy dù có tư chất mạnh hay yêu nghiệt đến mấy cũng tuyệt đối sẽ không sống được bao lâu. Còn Diêu Mộng Vũ thì sao? Nếu nói trước đó cô ta còn có chút khinh bỉ Trần Đức thì giờ lại hoàn toàn thất vọng. Cô ta không nên đồng ý với Cổ Lục Đạo đến đây xem trận chiến này. Chỉ tổ lãng phí thời gian. Cùng lúc gió, bên cạnh võ nhai, kiếm thiên ma của Nghiêm Hoa cũng xúc thế xong, kéo theo vô ngàn sát khí, điên cuồng càn quét, bổ về phía một trưởng của Trần Đức. Thoáng chốc, kiếm và trưởng đã đụng vào nhau. Phụt! Gần như cùng lúc đó, máu tươi cũng bân ra. Rõ ràng có thể thấy được, lòng bàn tay của Trần Đức đã nứt ra, máu me be bét, một vết chém lộ rõ cả xương trông cực kỳ ghê người. Cảnh tượng cực kỳ máu me ấy khiến người ta giật mình, ớn lạnh. Hai bên vừa va vào nhau, bàn tay của Trần Đức đã gần như đứt lìa, máu me be bét. Trần Bát Hoang, mày quá kiêu ngạo rồi, cho rằng mình có thể đỡ nổi một kiếm ấy sao? Nghiêm Hoa âm trầm cười gần đầy khát máu, dấu ấn đầu lẩu trên người nhảy lẽn như ma quỷ đến trái đất. Kiếm thiên ma vẫn bổ tiếp về phía trước, sắp bổ thẳng vào đầu anh. Nhưng ngay lúc đó, vẻ mặt Nghiêm Hoa chợt cứng lại như thấy quỷ, vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Đức, nói đúng hơn là nhìn vào cái tay kia của anh. Bàn tay của anh vẫn đón đỡ về phía kiếm thiên ma. Lòng bàn tay vốn máu me bé bét thế mà, chẳng biết khi nào đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Hoàn toàn lành lặn, không nhìn thấy một chút vết thương nào. Ngay khi Nghiêm Hoa đang sững sờ thì bàn tay của Trần Đức đã chộp lấy thanh kỳ ếm phủ kín phù văn kia. Kiếm thiên ma lại bổ vào lòng bàn tay anh, đâm vào da thịt, xương cốt, kinh mạch. Nhưng mà, một cảnh tượng kinh khủng đã xuất hiện, bàn tay của Trần Đức không ngừng nứt toác, rồi lại nhanh chóng khôi phục. Mỗi lần kiếm thiên ma chém bị thương tay anh thì nó lại nhanh chóng lành lại, bố nát làn da thì chỗ ấy cũng sẽ mọc ra da non ngay. Nhìn như máu bẩn tung tóe, da chóc thịt bong, nhưng thực ra bàn tay Trần Đức lại trắng bị thương xíu nào. Năm ngón tay anh chộp lấy kiếm thiên ma. Kiếm thiên ma bị nằm chặt lấy giống như một con cá đang giãy đành đạch bị đè trên mặt đất không thể nhúc nhích. Con người Nghiêm Hoa rung động, quá thật không tài nào tin nổi vào cảnh tượng đó, giống như là thấy quỷ, đang nằm mơ, cá người toát mồ hôi lạnh. Hân dùng hết sức định rút kiếm về, nhưng lại vô dụng. Thế kiếm thiên ma đã xúc lực đến cùng cực, dù bàn tay Trần Bát Hoang có bị thương nặng đến mấy cũng vô dụng. Sức sát thương của hắn gây ra cho Trần Đức hoàn toàn không thể sánh bằng tốc độ khôi phục của anh. Và lại, sức lực của Trần Bát Hoang thật sự rất mạnh, bàn tay của anh vững như núi, Nghiêm Hoa hoàn toàn không thể nhúc nhích được gì. Xin lỗi nhé, tao đúng là có thể đỡ được một kiếm đó đấy, Trần Đức vẫn lạnh nhạt nói, mặt mày không chút thay đổi, bình tĩnh nhìn Nghiêm Hoa. Đây là tất cả thực lực của mày hả? Một khi đã như vậy, kế tiếp, nên đến lượt tao biểu diễn rồi. Sau đó, Trần Đức nhếch mép cười, cánh tay bắt đầu điên cuồng xúc thế, gần 10 triệu long tượng lực dồn vào bàn tay. Kế tiếp, cái tay kia chậm rãi giơ lên, bổ về phía thân kiếm thiên ma. Kiếm thiên ma đúng là rất mạnh, khi bàn tay Trần Đức bổ xuống thì xương cốt cũng biến hình, vặn vẹo. Nhưng, vẫn là câu nói cũ, khả năng khôi phục của anh quá mạnh, kiếm thiên ma không thể làm anh bị thương. 0,5 giây sau. Keng! Bàn tay anh bố xuống kiếm thiên ma, một tiếng kim loại va vào nhau vang lên. Sau đó, rực rặc, kiếm thiên ma bắt đầu xuất hiện một cái khe. Nó giống như một cái ngòi nổ, vừa xuất hiện đã dần lan rộng ra. Chưa đến 0,1 giây sau kiếm thiên ma đã tràn đầy vết nứt. Sau đó, bùm, kiếm thiên ma, nổ. Nó giống như một quả pháo, bùm bùm nổ tung. Từng miếng kim loại đặc biệt nổ tung giống như một màn mưa kiếm bắn ra xung quanh, mấy trăm cây cổ thụ che trời trên võ nhai cũng hóa thành bột mịn. Nhưng Trần Đức vẫn chưa dừng lại, bàn tay thoáng lật, chát một tiếng, tát lên mặt Nghiêm Hoa. Âm thanh giòn tan, chói tai vang vọng võ nhai.
Nghiêm Hoa theo êm thanh ấy bay ngược ra sau hơn trăm mét giống như một con diều đứt dây rồi rớt bịch xuống đất. Trên mặt, một dấu bàn tay đỏ chót chói mắt trực tiếp ánh vào mi mắt, trong đầu, trong tim của vô số võ giả. Nghiêm Hoa chỉ cảm thấy đầu kêu ong ong, khó khăn muốn đứng dậy, chỉ là vừa định đứng lên thì trong thức hải đã truyền đến một cơn đau thấu tim, không thể khống chế quỳ một chân xuống đất. Thần thức của hắn đã bị thương nặng. Ngay cả kim đan trong cơ thể cũng xuất hiện vô số vết nứt. Nghiêm Hoa ngơ ngác, kinh ngạc đến ngây người, còn sợ hãi hơn là thấy quỷ. Cả người hắn không ngừng run lẩy bẩy, hoàn toàn chẳng thốt nên lời. Sâu trong lòng chỉ còn lại nỗi sợ hãi và sợ hãi. Một bàn tay và một cái tát của Trần Đức, chỉ hai chiêu đã khiến hắn mất hết sức chiến đấu. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hoa cảm thấy tuyệt vọng, kinh ngạc, sợ hãi như vậy. Cả người hoàn toàn bị nỗi sợ hãi bao phủ. Xong, xung quanh cũng im lặng giống như bị. Nhấn nút pause, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Dù Từ Phong và Âu Dã Tư Linh vẫn đứng bên phía Trần Đức cũng quên cả kích động và mững rỡ, kinh ngạc đến ngây người. Hai người biết Trần Đức có thực lực rất mạnh, nhưng lại thật sự không ngờ anh sẽ khủng bố đến mức đó. Nói thật, dù Âu Dã Tư Linh rất tin tưởng vào Trần Đức cũng chỉ cho rằng anh có thể đánh một trận với Nghiêm Hoa thì cùng lắm là ngang tay, ngang sức ngang tài thôi. Suy cho cùng, dù có biến thái thì cũng phải có đường biên ngang và giới hạn mà đúng không? Nhưng giờ phút này, sự thể hiện của Trần Đức lại thật sự yêu nghiệt đến cùng cực, hoàn toàn không có giới hạn. Hơn 10.000 võ giả bên cạnh võ nhai không ai là không ngơ ngác, bất kể là đệ tử ngoại viện hay nội viện thì cũng trợn mắt há hốc mồm. Còn tưởng rằng sau khi bể quan sẽ mạnh lắm, ha ha, vẫn chẳng làm nên tích sự gì, thoáng chốc, Trần Đức đã đi tới trước mặt Nghiêm Hoa, rũ mắt nhìn hắn nói. Cậu chủ Trần, môi Nghiêm Hoa khô khốc, sợ hãi, giọng nói không ngừng run lên, tha cho tôi, tha mạng cho tôi, cầu xin anh tha cho tôi. Nói đến đó, người đứng thứ 5 ngoại viện. Không, chính xác mà nói, lúc này Nghiêm Hoa, phải là người đứng đều ngoại viện. Hắn dập đầu quỳ lạy rồi, liên tục dập đầu. Nghiêm Hoa không muốn chết, hắn thật sự không muốn chết, hắn muốn sống. Có thể, nếu mày có thể tiếp một chiêu của tao, tao sẽ cho mày rời khỏi đây, Trần Đức cười nhạt, ngay sau đó, anh vung chân lên, bùm. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, Nghiêm Hoa bay lên trời, đột nhiên nổ tung, hóa thành một cơn mưa máu, rào rào rơi xuống. Nghiêm Hoa, chết rồi. Chết không còn sót lại chút gì. Giống như dụ lực, thuộc hạ của hắn, không còn một mảnh hài cốt. Ở phía xa, mặc dù hai thầy trò của Lục Đạo và Điêu Mộng Vũ rất mạnh, chỉ cần một trong hai. Người này cũng đủ mạnh để tiêu diệt quét sạch ngoại viện. Nhưng lúc này, bọn họ vẫn vô cùng kinh ngạc, có điều sự kinh ngạc của bọn họ không hề khoa trương như hàng vạn võ giả đang đứng bên bờ võ nhai, rất nhanh sắc mặt của cả hai đã khôi phục như thường. Tên nhóc này, quá là biến thái rồi. Cổ Lục Đạo có chút không nói nên lời, cho dù ông ta có cùng cảnh giới với Trần Bát Hoang, cũng không làm được như vậy. Trong lòng Diêu Mộng Vũ càng phức tạp hơn. Trước đây cô ta còn cười nhạo Trần Đức quá ngông cuồng, quá tự cao tự đại, nhưng bây giờ xem ra không phải là anh ngỏng cuồng, tự cao tự đại, biểu hiện của anh hoàn toàn bình thường, đó là điều đương nhiên. Cũng giống như một đại thổ hào tiền tỷ, trên tay đeo chiếc đồng hồ mấy triệu tệ, xem thời gian trước mặt người bình thường. Người bình thường nhất định sẽ nghĩ người này ra oai, khoe mẽ. Thực tế, người ta chỉ đơn giản là muốn xem thời gian mà thôi. Trần Bát Hoang chắc chắn là như vậy, người khác tưởng anh cao ngạo tự phụ, nhưng thực tế thì chấm ans không hề. Đánh giá từ sức mạnh mà anh thể hiện, nếu anh là người ra tay trước, dùng hết toàn bộ sức lực thì Nghiêm Hoa đã chết từ lâu rồi, thậm chí có thể không hề có cơ hội ra tay. Cổ Lục Đạo và Diêu Mộng Vũ không nán lại lâu. Chứng kiến xong cảnh kinh ngạc kia, cả hai đều rời đi. Về vấn đề thu nhận đệ tử, Cố Lục Đạo quyết định sẽ hoãn lại, chờ thời cơ thích hợp. Mặc dù Diêu Mộng Vũ có chút ngạc nhiên nhưng cũng không đến nổi quá sốc, dù Trần Đức rất mạnh nhưng cũng chỉ ở mức tương đối mạnh ở cảnh giới đó mà thôi, nếu gặp phải biến thái ở nội viện thì vẫn chưa phải là đỉnh cao. Nghiêm Hoa chết rồi, bầu trời đen kịt cũng bắt đầu quang đãng trở lại. Tuy nhiên, xung quanh vẫn luôn vắng lặng và im. Ắng. Sau một thời gian dài, rất lâu sau, bên bờ võ nhai, cuối cùng hàng vạn võ giả cũng lần lượt bắt đầu tỉnh táo lại. Ngay sau đó, tiếng hít thở sâu, tiếng kinh hãi cùng kinh hoàng vang lén,
như thể sắp ngạt thở lại. Có cơ hội hít thở trở lại, ai nấy cũng không ngừng hít sâu. Trong số đó, có 2-3 ngàn võ giả bị dọa sợ đến nỗ run bần bật, ngồi bệt xuống đất. Tâm trí của hàng ngàn, hàng vạn đệ tử ngoại viện đã bị những nhát dao, cái tát, cú đá vừa nãy của Trần Đức cùng với dáng vẻ sợ hãi của Nghiêm Hoa trước khi chết lấp đầy. Trần Đức khá hài lòng với khung cảnh xung quanh. Sao anh không ra tay trước, sao không trực tiếp giết chết Nghiêm Hoa? Mục đích chính là để răn đe những người này. Để bọn họ biết, ngay cả khi Nghiêm Hoa cố gắng hết sức, hắn vẫn sẽ chết. Chỉ có như vậy, những ngày tới Trần Đức mới có thể yên tĩnh bình thản hơn một chút, nếu không loại người nào cũng muốn dầm anh vài phát, muốn quấy rầy Âu Dã Tư Linh thì sao anh có thể yên tâm tu luyện thăng cấp được. Trần Đức quay người lại, liếc nhìn hàng vạn võ giả ở đằng xa. Ánh mắt của anh lướt qua nơi nào, những võ giả đó đều không khỏi lui về phía sau, đổ mồ hôi lạnh, sợ chết khiếp, không có ngoại lệ. Cảm giác đó giống như một đứa trẻ tận mắt nhìn thấy một tên ác ma giết chết một cường giả, sau đó ác ma lại chuyển sự chú ý sang nó. Loại sợ hãi đó hoàn toàn xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn. Tất cả mọi người đều không ngừng run rẩy. Cuối cùng ánh mắt của Trần Đức dừng lại trên người Hoàng Ba, hắn ta đang đứng run rẩy trong đám đông, muốn âm thầm rời đi, nhưng lúc này thân thể Hoàng Ba đột nhiên cứng lại, sau đó toàn thân trở nên yếu ớt, run bền bật, không kiềm chế được mà tè ra quần. Đường đường là giáo viên hướng dẫn của ngoại viện, cao thủ thần tôn 40 mấy giai, vậy mà lại bị dọa đến nổi tè ra quần. Cậu chủ Trần, tha mạng cho tôi, cầu xin cậu tha mạng cho tôi, Hoàng Ba nằm trên mặt đất cầu xin khóc lóc, giọng nói tràn đầy thành khẩn cùng sợ hãi, lúc van xin, thậm chí nước dãi còn không ngừng trào ra, giống như một đứa trẻ 3 tuổi. Cho mày một con đường, tự hủy kim đan, Trần Đức nhẹ giọng nói. Vâng vâng vâng. Hoàng Ba không dám do dự, ánh mắt của Trần Đức trong mắt hắn ta giống như một tên ác ma, chỉ cần hắn ta không nghe lời, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Người đời có câu tham sống sợ chết, mặc dù Hoàng Ba là giáo viên hướng dẫn nhưng chẳng có khí phách gì, lập tức tự hủy linh hải và kim đan tại chỗ, hoàn toàn trở thành phế nhân, hôn mê bất tỉnh. Tại thời điểm này, tất cả đã kết thúc. Giết Nghiêm Hoa là giết hổ dọa mèo, diệt Hoàng Ba là giết gà dọa khỉ. Một người chết một người bị thương, điều này đã chứng tỏ thái độ của anh. Chắc Trần sau này, ngoại viện tuyệt đối sẽ không có kẻ nào dám gây rắc rối cho Trần Đức nữa. Sau đó, anh thu lại ánh mắt lạnh như băng cùng sát khí và sự dữ tợn, mỉm cười đi về phía Tử Phong và Âu Dã Tư Linh. Bát Hoang, cậu, mạnh thật đầy, lúc này, cuối cùng Tử Phong cũng hoàn hồn, kích động, hưng phấn, giống như vượt qua kiếp nạn. Sự bất ngờ mà Trần Bát Hoang đem đến cho anh ta quá lớn, nếu nói là bất ngờ thì không bằng nói là khiếp sợ, thực lực của người này thực sự khiến anh ta sợ hãi. Chồng à, anh có sao không? Âu Dã Tư Linh bước tới, cô không quan tâm đến kỳ tích của Trần Đức, chỉ quan tâm đến việc anh có bị thương hay không. May mắn thay, Trần Đức phản ổn, trên người không có thương tích gì. Tư Linh, anh Từ, chúng ta đi thôi, Trần Đức cười nhẹ. Không quan tâm đến tình hình ở đây nữa rồi rời đi. Trong nửa ngày tiếp theo, ba chữ Trần Bát Hoang đã điên cuồng lan tràn khắp ngoại viện. Cái chết của Dụ Lực, Châu Tư Linh và Nghiêm Hoa đã được ghi lại một cách hoàn hảo, trận chiến này đú đế ghi vào sử sách của ngoại viện, là một trận chiến vượt cánh giới còn hấp dẫn hơn cả sách giáo khoa. Rất nhiều giáo viên hướng dẫn của ngoại viện đã tận mắt chứng kiến, không nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là tài liệu và đề tài câu chuyện mà bọn họ sẽ dạy cho các đệ tử ngoại viện của Học viện Thánh Phong trong tương lai. Ba chữ Trần Bát Hoang đang vang dội hơn bao giờ hết, đến mức lan vào tận nội viện. Nội viện và ngoại viện nằm ở hai nơi hoàn toàn khác nhau, hai đỉnh núi cách nhau hàng chục, hàng trăm dặm. Thông thường, ngoại viện và nội viện đi lại với nhau thông qua trận văn, chỉ có điều, hầu như không ai đến ngoại viện cả. Nhưng lần này, có hơn chục người từ nội viện đến ngoại viện làm việc, đúng lúc chứng kiến cái chết của Nghiêm Hoa. Tên tuổi của Trần Đức không chỉ được lan truyền ở ngoại viện, mà rất nhanh người ở nội viện cũng đều nghe thấy. Tôi tận mắt chứng kiến, Nghiêm Hoa chủ nhân của Kiếm Thiên Ma bị tên đó một phát đá chết. Mọi người không biết tình huống lúc đó đâu, thực sự là vô cùng khủng khiếp. Trong một góc của sân học võ, một người đang kể lại chuyện bản thân đã trải qua. Anh vừa nói hắn tên gì ấy nhỉ, một người hỏi. Tôi địa ều cha rồi, hắn họ Trần, tên Đức, tự Bát Hoang. To gan thật đấy,
ngay cả đàn em của Thư Vân Phi cũng dám giết. Các tình huống tương tự cũng được diễn ra ở một số nơi. Trong nội viện, tại một lầu gác rộng gấp 10 lần biệt thự ở Thế Tục, hai người đàn ông đang chơi cờ trong sân. Một người đàn ông cầm quân trắng, cũng mặc trang phục màu trắng, tay cầm quạt giấy, tà áo bay phấp phới, phong độ phóng khoáng. Người còn lại là quân đen, giống với màu cờ, hắn mặc trang phục màu đen. Người mặc đồ trắng là Thư Vân Phi, đứng thứ ba trong số các đệ tử nội viện, lông mày lưỡi mác, nhẹ nhàng tao nhã. Người mặc trang phục đen đứng thứ sáu trong số các đệ tử nội viện, tẻn là Thường Khải Lâm, so với vẻ tao nhã của Thư Vân Phi, hắn có vài phần khí chất của một người đàn ông mạnh mẽ. Cậu chủ Thư, mặc dù Nghiêm Hoa có chút ngông cuồng, đi đùa giỡn phụ nữ của người khác, quả thực đáng chết. Nhưng mọi người trong nội viện đều biết hắn là thuộc hạ ở ngoại viện của anh, thường xuyên giúp anh làm việc, dâng nạp linh thạch, Thường Khải Lâm nói, nếu chúng ta không dạy cho tên Trần Bát Hoang kia một bài học thì mất mặt lắm. Đúng là như vậy, nhưng Khải Lâm, tôi hỏi cậu, Thư Vân Phi nhẹ nhàng hạ cờ xuống, ba chiêu, với ba chiêu cậu có thể giết chết Nghiêm Hoa không? Thường Khải Lâm lắc đầu, rồi đáp, không thế. Mặc dù Nghiêm Hoa là đệ tử ngoại viện, nhưng bất kể là cảnh giới hay thực lực đều đã đủ tư cách gia nhập nội viện từ lâu, hơn nữa hắn cũng xếp hạng thứ 30 mấy trong số đệ tử nội viện, thực lực không tệ. Thành thật mà nói, để giết một người như vậy chỉ với ba chiêu, Thường Khải Lâm không thế nào làm được. Nghĩ thôi cũng đủ biết Trần Bát Hoang mạnh đến mức nào. Nếu hắn thực sự là cường giả thần tồn năm giai như lời đồn thì thiên tư của tên này đã biến thái đến mức không thể biến thái hơn. Nếu thật sự nghiêm túc giết Nghiêm Hoa, tôi phải dùng 10 chiêu, Thường Khải Lâm suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. Cho nên, nếu như lời đồn là thật, Khải Lâm, ngay cả cậu cũng không phải là đối thủ của hắn, Thư Vân Phi cười rất thản nhiên tao nhã, tiếp tục thả một quân cờ trắng, ăn quân cờ đen. Nhưng cậu chủ Thư, tôi không phải đối thủ của hắn thì còn có anh mà, muốn giết Nghiêm Hoa. Anh cần gì ba chiêu, Thường Khải Lâm nói. Đừng quên, hắn chỉ ở thần tôn năm giai, cho hắn thêm một chút thời gian, nhất định sẽ vượt qua tôi và cậu, Khải Lâm, cục tức này, phải nhịn thôi. Không thế nhịn. Đúng lúc này, cống lớn của sân trong được đấy ra, một người đàn ông khoảng 30 tuổi từ bẽn ngoài bước vào, ánh mắt sắc như dao, ở thắt lưng đeo một cây loan đao. Người này đứng thứ 5 nội viện, tên là Đồ Điền. Phía sau hắn còn có một người đàn ông, tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, mặc trường bào long mãng, phong thái uy vũ, có vài phần khí chất của cấp trên. Ưng Tuyệt Võ, đứng thứ 7 nội viện. Hai người cùng nhau tiến vào trong sản, lần lượt hành lễ với Thư Vân, sau đó Đồ Điền nói, cậu chủ Thư, cục tức này không thể nhịn được, Nghiêm Hoa là người của chúng ta, bây giờ trên dưới nội viện đều đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, nếu chúng ta không làm gì thì không phải là đang nói với mọi người, một tên ngoại viện cũng có thế đẻ đầu cưới cố chúng ta sao? Không nhìn cũng được, Đồ Điền, vậy cậu đi giết hắn, Thư Vân Phi cười nói. Tôi, nhất thời Đồ Điền không nói nên lời. Mặc dù hắn đứng thứ 5 trong nội viện, nhưng thực lực tổng thể không mạnh hơn Thường Khải Lâm là mấy, bảo hắn đi giết Trần Bát Hoang, đùa sao? Không cẩn thận, nói không chừng có khi còn mất mạng. Cậu chủ Thư, Đồ Điền không phải vì bản thân mà là vì tôi, đúng lúc này, Ưng Tuyệt Võ đứng phía sau Đồ Điền nói, tôi và Trần Bát Hoang, có thù. Ồ, Thư Vân Phi cảm thấy kỳ quái, hỏi, Hần vừa mới tới học viện Thánh Phong sao hai người lại có thù rồi? Cậu chủ Thư không biết đẩy thôi, cách đây không lâu, tôi nhận được thư từ gia tộc nói em trai Ưng Thương và em gái Ưng Khả Nhi của tôi chết rồi, còn có rất nhiều cao thủ trong gia tộc cũng bị thương vong. Kẻ gây nên tất cả những chuyện này chính là Trần Đứa Cơ Trần Bát Hoang. Khi Ưng Tuyệt Võ nhắc lại chuyện này, giọng nói của hắn khàn đi, sát khí toát ra dữ dội, hắn biết tại sao em trai và em gái mình chết, cũng biết tại sao nhà họ Ưng lại bị tổn thất nghiêm trọng. Xưa nay chỉ có nhà họ Ưng Hần đi giết người khác, từ khi nào lại có chuyện nhà họ Ưng hắn bị người khác giết. Cho nên, hắn rất hận Trần Bát Hoang, hận không thể lập tức tìm thấy và trừ khử Trần Đức. Ai ngờ người mà nhà họ Ưng tìm mãi không thấy, lại đến học viện Thánh Phong, dâng lên tận miệng hắn. Ưng Tuyệt Võ không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Không, Thư Vân Phi nhíu mày, thằng nhóc đó ngông cuồng như vậy sao? Chỉ là, dựa vào chúng ta, rất khó giết được hắn. Gần đây tôi đang trong thời kỳ đặc biệt không thể ra tay, nhưng nếu qua một thời gian dài, hắn càng mạnh mẽ hơn,
e là ngay cả tôi cũng không phải đối thủ của hắn. Cậu chủ thư, không phải chỗ anh có một cuốn tam thần đại trận sao? Sau khi tu luyện thành công, ba người chúng ta giết một tên Trần Bát Hoang không phải dễ như trở bàn tay sao, thường. Khải Lâm nói, tam thần đại trận là một loại võ kỹ dung hợp các đại trận với nhau, nhất định phải được tu luyện bởi ba người cùng lúc, sau khi thành công, ba người hợp lực sẽ nâng thực lực mạnh hơn gấp trăm lần. Điều quan trọng nhất là chỉ cần nửa tháng đã có thể tu luyện thành công tam thần đại trận. Trong nửa tháng, Trần Bát Hoang có thể thăng cấp được bao nhiêu? Còn bọn họ có thể thăng cấp gấp trăm lần, nếu như vậy thì chuyện giết Trần Đức cực kỳ dễ dàng. Đồ Điền và Ưng Tuyệt Võ nhìn Thư Vân Phi đầy mong đợi. Hai, thôi vậy, im lặng hồi lâu, Thư Vân Phi khẽ thở dài, tôi sẽ truyền lại cho mọi người, có điều tam thần đại trận là cấm thuật, cần phải chuẩn bị một số thứ. Bây giờ ra ngoài tìm mấy kẻ trên cảnh giới thần tôn giết chết rồi mang bọn chúng về đây, tôi sẽ truyền lại cho mọi người. Vâng, Đồ Điền không nói nhiều, lập tức đồng ý, cùng Ưng Tuyệt Võ rời đi, Thường Khải Lãm cũng đúng lúc thua ván cờ này mà rời đi cùng bọn họ. Ba người đều không nhận ra, phía sau, ánh mắt Thư Vân Phi chuyển từ dịu dàng thoải mái sang trạng thái có chút u ám, lóe lên một tia mưu mô, đợi tam thần đại trận tu luyện thành công, ba người chính là dưỡng liệu của tôi. Ngoại viện, Trần Đức đánh một trận với Nghiêm Hoa xong lại bắt đầu hướng dần Âu Dã Tư Linh luyện kiếm. Đương nhiên, ngoài luyện kiếm ra cũng không thiếu làm một số chuyện giữa nam nữ mới có thế làm. Mùi vị và sự thoải mái ấy đương nhiên cũng chỉ có Trần Đức và Âu Dã Tư Linh mới biết được. Có điều, cái loại sung sướng, thoải mái, yên tĩnh ấy chỉ duy trì một ngày. Ngày thứ hai, Từ Phong đã vội vã chạy tới, sốt ruột nói, cậu Hoang, xảy ra chuyện lớn rồi. Làm sao thế, Trần Đức thấy anh ta hốt ha hốt hoảng, không khỏi hơi tò mò. Trong nội viện truyền ra tin tức, ba đệ tử xếp thứ 5, thứ 6, thứ 7 trong nội viện là Đồ Điền, Thường Khải Lâm, Ưng Tuyệt Võ. Muốn khiêu chiến cậu, khiêu chiến tôi. Trần Đức có chút khó hiểu, anh cũng không biết ba người kia, đang không khiêu chiến mình làm gì, rảnh quá sinh nông nổi. Đúng vậy, không những khiêu chiến, còn chẳng phân cao thấp, chỉ nhìn sống chết. Sắc mặt Từ Phong trắng bệch nói, đến giờ tôi mới biết được. Nghiêm Hoa kia vậy mà lại quen họ. Hóa ra là thể, Trần Đức hơi bất ngờ, anh có biết rõ chi tiết của ba người họ không? Khỏi cần cậu nói, đương nhiên là tôi đã đi tìm hiểu rồi, Từ Phong vội vàng nói tình huống của ba người họ cho Trần Đức. Thường Khải Lãm là đệ tử của xứ Đông Nguyên, gia chủ trẻ nhất nhà họ Thường có cảnh giới thần tôn 70 giai. Đồ Điền là đệ tử thân truyền của một thế lực hạng nhất ở Đông Nguyên, là thần tôn 75 giai. Ưng Tuyệt Võ yếu nhất, là thần tôn 60 giai đến từ nhà họ Ưng ở Bắc Hoang và là con thứ ba của thần Vương Ưng Chiếu. Hèn chi, sau khi biết được thân phận của Ưng Tuyệt Võ, Trần Đức chợt hiểu. Anh cũng không ngờ lại gặp được người của nhà họ Ưng ở đây. Song, nếu nơi này là Bắc Hoang, gặp được người nhà họ Ưng sạc anh sẽ kiêng kỵ. Nhưng đây là Đông Nguyên. Là học viện Thánh Phong. Dù nhà họ Ưng có thần vương thì sao? Vẫn ngoài tầm với. Ba người họ không phải trọng điểm, quan trọng là cả ba có một người cực kỳ kính trọng vừa là thầy vừa là bạn tên Thư Vân Phi, đứng thứ ba trong nội viện. Nhưng cũng may, nghe nói Thư Vân Phi là một người tốt, lần này không có ra tay. Có điều, cho dù như vậy, ba người Đồ Điền cũng là kẻ xuất sắc trong thế hệ đệ tử này. Cậu Hoang, cậu gặp giặc rối to rồi. Bát Hoang. Làm sao giờ, Âu Dã Tư Linh nhíu hàng mày xinh đẹp lại, mới thư thả được mấy ngày đã có người tìm tới cửa. Cô ta thở dài, mặt ủ mày ê. Có thể làm sao giờ, muốn sống tiếp trong học viện Thánh Phong này thì phải qua được một cửa của ba người họ. Trần Đức cười nói, nếu như ba tên nội viện đó đã không biết xấu hổ, định ba đánh một thì anh đây sẽ cho họ một cơ hội. Từ Phong, truyền tin ra ngoài nói Trần Bát Hoang tôi ứng chiến. Trần Đức biết nếu muốn nhanh chóng tăng thực lực lên thì không thể tránh né chuyện này mà phải đối mặt. Ưng Tuyệt Võ, Đồ Điền, Thường Khải Lâm trực tiếp anh bị liệt vào danh sách cần phải chết của mình. Bởi vì họ khiêu chiến chẳng phản cao thấp, chỉ nhìn sống chết. Tỏ rõ là muốn giết anh. Mà nguyên nhản cuối cùng của chuyện này, e rằng giúp Ưng Tuyệt Võ là giả, Trần Đức giết Nghiêm Hoa khiến họ mất mặt mới là thật. Vì thế diện mà giết anh. Người như vậy thì sao Trần Đức có thể tha cho được? Anh cũng không phải Đức Mẹ Maria hay người tốt gì. Ứng chiến, Từ Phong ngơ ngác, trong tình hình như này, Trần Đức lại chẳng thèm lo lắng mà ứng chiến luôn.
Đúng vậy. Trần Đức khẽ nhếch mép, hần muốn chết, vậy chiến. Được rồi, Từ Phong có chút choáng váng, nhưng anh ta cũng biết chuyện Trần Đức mà đã quyết định thì sẽ không có khả năng thay đổi. Huống chỉ, ba người kia đã nhằm vào Trần Đức rồi, có muốn trốn cũng không được. Chỉ có thể đánh một trận. Chuyện ba người nội viện khiêu chiến Trần Đức chẳng mấy chốc đã thông qua đủ mọi cách rơi vào tai ngoại viện. Bất kể là ngoại viện hay nội viện thì đều bàn tán xôn xao. Đù, ba người họ có biết xấu hổ không vậy? Ba người nằm trong top 10 nội viện lại đi khiêu chiến một đệ tử ngoại viện. Đúng vậy, thật là ghê tởm mà. Tôi chỉ thấy buồn nôn. Tuy các đệ tử ngoại viện từng khinh bỉ, chế giễu Trần Bát Hoang, nhưng sau khi anh bày ra thực lực khủng bố của mình thì họ chỉ còn lại sự kính trọng và nể phục. Hoàn toàn coi anh là người một nhà. Giờ, ba cao thủ nội viện khiêu chiến Trần Bát Hoang cũng thôi đi, còn định ba đánh một. Cái cách làm vô sỉ, ghẽ tởm, không biết xấu hổ ấy ngay cả đệ tử ngoại viện cũng phải phỉ nhổ. Bất cứ ai trong ba người họ khiêu chiến Trần Bát Hoang cũng đã là một sự chèn ép rồi, còn định lên ba người cùng một lúc. Mẹ! Chuyện này các trưởng lão và viện trưởng nội viện cũng đồng ý há? Mặc kệ họ có đồng ý hay không, nhưng tin mới nhất là Trần Bát Hoang đã đồng ý. Ngoại viện và nội viện đều bàn tán xôn xao, ngay cả các đệ tứ nội viện cũng thấy ba người kia thật là vô liêm sỉ. Nhưng, ba người kia lại chẳng có ý gì là muốn hủy bỏ thư khiêu chiến, mặc kệ bên ngoài sỉ vá hay chửi rủa, đều không thèm để ý. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần Trần Bát Hoang chết thì mọi lời chửi rủa, nhục mạ đều sẽ biến mất và trở thành kính sợ. Đây là sự khắc nghiệt của tu sĩ và võ giả. Trong sự bàn tán kịch liệt ấy, có người bắt đầu phân tích sức mạnh của ba người kia và Trần Đức. Sau khi phân tích, họ phát hiện một chuyện hết sức kinh người. Ba người kia bắt tay với nhau cũng chưa chắc là đối thủ của Trần Bát Hoang. Bọn họ dựa theo lịch sử chiến đấu của ba người kia và cánh tượng Trần Đức giết Nghiêm Hoa cho ra cái khả năng ấy. Với thực lực của ba người thì khả năng sẽ thua trong tay Trần Bát Hoang lại cao tới 70%. Kết quả đó khiến nhiều người trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Cuối cùng họ cũng biết tại sao các giáo viên, trưởng lão, viện trưởng nội viện lại chẳng hề phản ứng. Không đúng, chúng ta có thể tính ra khả năng ấy thì ba người kia cũng có thế. Nhưng họ vẫn chọn một trận chiến, lẽ nào họ bị ngu rồi? Chắc chắn là có lý do gì đó. Vì sự an nguy của Trần Đức, Từ Phong bắt đầu hỏi thăm xung quanh. Ba ngày sau, cuối cùng chuyện họ tu luyện Tam Thần Đại Trận cũng bị truyền ra. Tam Thần Đại Trận, bọn họ đang tu luyện nó thật ha, lần này, ngay cả các trưởng lão cũng kinh ngạc. Sáu viện trưởng lại mở một cuộc họp bàn bạc xem có nên ngăn cản trận khiêu chiến này hay không. Cuối cùng, bọn họ quyết định không ngăn cản. Cổ Lục Đạo cho rằng có lẽ trận chiến này là một cơ hội tốt để ông ta nhận Trần Đức làm đệ tử. Vào lúc quan trọng thì ra tay cứu cậu ta, rồi thuận nước đẩy thuyền nhận Trần Đức làm đệ tử. Một kế hoạch quá tốt. Còn Tam Thần Đại Trận thì có rất nhiều người đều biết vì từng có ba người tu luyện bộ võ kỹ kia. Ba người đó chẳng qua chỉ là thần tôn 50 giai, sau khi tu luyện Tam Thần Đại Trận đã trực tiếp chặt bỏ được đầu một gã thần tôn đỉnh cấp. Tuy sau đó ba người kia vì quá ngông cuồng, đi vào trong núi sâu tu luyện, bị linh thú giết chết. Nhưng trận chiến ấy vẫn có rất nhiều người nhớ rõ. Từ Phong kể hết tất cả những chuyện đã xảy ra lúc trước cho Trần Đức nghe, nhưng anh vẫn vô cùng bình tĩnh, chẳng có chút gì là sợ hãi. Từ Phong, chẳng phải anh nói ngoại viện chúng ta có một cái rừng thạch kiếm à? Chúng ta giản tư linh đến đó thử đi. Giản chị dâu đi, Từ Phong hơi ngạc nhiên, anh Hoang, chị dâu mới thông thần cảnh, đến rừng thạch kiếm thì có thể sẽ không chịu nối kiếm ý bên trong đâu. Tôi tin Tư Linh. Trần Đức nhìn về phía Âu Dã Tư Linh, vợ ơi, em cảm thấy sao? Thực ra, vốn dĩ em cũng muốn đi, Âu Dã Tư Linh nói. Dù Trần Đức không nói, cô ta cũng định đến dùng thạch kiếm thử xem. Từ khi đến Vân Tiêu Giới và gia nhập học viện Thánh Phong, cô ta mới biết được mình cũng thật sự không được coi là cao thủ. Thực lực như vậy của cô ta cùng lắm cũng coi là tốt ở Vô Song Môn. Mà Vô Song Môn, so với Vân Tiêu Giới thì thật sự là quá yếu. Nếu nói học viện Thánh Phong là đại học, vậy, Vô Song Môn cùng lắm chỉ được coi như là tốt nghiệp nhà trẻ. Giờ, Âu Dã Tư Linh cũng cực kỳ khao khát đối với thực lực, không cam lòng đứng sau người khác. Thế nên, cứ việc sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng cô ta cũng phải đi thử một lần. Được,
Trần Đức cực kỳ có lòng tin với Âu Dã Tư Linh. Bởi vì, mức độ phù hợp của Âu Dã Tư Linh với kiếm có thể nói cô ấy chính là kiếm, kiếm chính là cô ấy. Từ những chuyện đã gặp phải trên đường, anh từng bí mật thảo luận với Linh Lung thì bất kể là Trần Đức hay Linh Lung đều có tư chất kém hơn Âu Dã Tư Linh. Vì vậy, Âu Dã Tư Linh đến rừng Thạch Kiếm thì rất có thể sẽ đạt được một cơ duyên lớn. Ngay ngày hôm đó, Âu Dã Tư Linh đã đi vào bên trong. Chuyến này của cô ta đi suốt 2-3 ngày. Trần Đức đợi 2 ngày bên ngoài, không có đợi. Được Âu Dã Tư Linh bèn chuẩn bị đi đến những chỗ khác. Niềm khao khát đối với thực lực của anh cũng không thua gì Âu Dã Tư Linh nên đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội để mạnh lên. Đầu tiên, anh đi đến núi Thần Phong. Núi Thần Phong, hang Vạn Lôi và suối Thiên Hỏa nổi tiếng là những nơi hiếm có để tăng lên thực lực. Chuyến này của Trần Đức, anh đã ở trong núi Thần Phong một ngày một đêm. Chẳng ai biết anh đã mạnh lên bao nhiêu, chỉ biết là khi Trần Đức vừa ra khỏi núi Thần Phong đã đi đến chỗ thứ hai là hang Vạn Lôi. Tên của mỗi địa điểm cũng không phải đặt một cách lung tung, hang Vạn Lôi, tên như ý nghĩa, là một nơi suốt ngày có sấm rung chớp giật. Trong hang động khổng lồ, sấm sét tụ tập thành biển, nhìn từ xa đã khiến lòng người run sợ. Trần Đức vừa đến, thoáng chốc đã có hàng ngàn luồng sấm sét bổ về phía anh. Mà đây mới chỉ là bên ngoài. Đi vào trong thì mạnh như Trần Đức cũng có chút không chịu nổi, bị sấm sét đánh ra chóc thịt bong, đầm đìa máu tươi. Nhưng anh lại chẳng hề lùi bước, vẫn tiến về phía trước, lợi dụng khả năng khôi phục khủng bố của bất tử điếu đi vào trung tâm hang Vạn Lôi. Nhóc Trần, đây là một chỗ tốt đó. Có thể lấy giọt máu mà Đoàn Sơn Nhạc đã đưa cho anh ra rồi luyện hóa trong đây. Sau khi đến đây, giọng nói của Linh Lung cũng chợt vang lên. Trần Đức ngấn ra, ở đây hả? Được không? Đương nhiên là được, nơi này là một biến sấm sét tự nhiên, sét sinh hỏa. Bất tử điếu có thuộc tính hóa, hơn nữa, khả năng tái sinh của bộ tộc kia cũng có quan hệ chặt chẽ với sấm sét. Trước mặt thì đây chính là chỗ thích hợp nhất trong số những nơi có thể tìm thấy được. Linh Lung lại bổ sung, nơi này rất có ích với anh, có thể giúp anh nhanh chóng luyện hóa giọt máu kia. Nếu là chỗ khác, không mất nửa năm thì anh sẽ không thể luyện hóa được giọt máu kia đâu. Hang Vạn Lôi lúc nào cũng bị bao phủ trong sấm sét, nhìn ra xa, trong phạm vi vài trăm mét đều là sấm sét đan xen, tiếng sấm đỉ đùng, trông cực kỳ khủng bố. Khác với suối Thiên Hỏa, chính giữa suối là nơi nóng nhất. Còn hang Vạn Lôi thì dưới đáy mới là nơi đáng sợ nhất. Ở đó, sấm sét đã không còn là màu trắng, mà là một mảng màu tím. Trần Đức đi trong biển sấm, còn chưa đi được một nửa đã ra chóc thịt bong, đầm đìa máu tươi. Ngoài đầu ra thì cả người anh không chỗ nào là lành lặn. Xong, anh lại không sử dụng bất cứ cách phòng ngự nào, cố tình rèn luyện cơ thể, mặc kệ sấm sét đánh lên người giống như búa bổ. Rõ ràng có thể thấy được, mỗi lần cơ thể anh khôi phục đều trở nên cứng rắn hơn rất nhiều. Ngay từ đầu, có lẽ 100 luồng sấm sét là có thể đánh rách da thịt anh, nhưng càng về sau thì cần cả ngàn rồi chục ngàn luồng mới có thể làm được. Trần Đức đi rất chậm. Khoảng cách mấy trăm mét mà mất cả 3 tiếng anh mới đến được đáy của hang Vạn Lôi. Sau đó, anh khoanh chân ngồi xuống, trong tay xuất hiện một cái ngọc bội đỏ như máu. Bên trong ngọc bội có một dòng máu đỏ tươi đang chảy giống như kinh mạch trên cơ thể người, trông rất bắt mắt. Bắt đầu đi, húng lấy sức mạnh biển sấm kết hợp với uy lực của ly hỏa luyện hóa nó, Linh Lung trong thức hải nói. Ừ, Trần Đức vận chuyển âm dương kinh. Trong tay anh xuất hiện một ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy ngọc bội. Sau đó, anh dần từng luồng sấm sét rơi vào lòng bàn tay. Sét đánh lửa đốt. Ngọc bội đang yên lặng bắt đầu hừng hực nhảy lên giống như sống lại. Có giọt máu kia ở bên trong thì dù là ngọc bội cũng có được sự bền bỉ và khả năng khôi phục khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn, ly hỏa và sấm sét vậy mà lại chẳng thể làm gì được nó. Trần Đức lòng thầm chấn động. Có thể nói trong máu anh vì Ưng Thanh Vũ cũng coi như có một chút huyết mạch của bất tử điếu. Nhưng, ngay cả vậy, tại đáy của hang Vạn Lõi này, vô cùng vô tận sấm sét kia vẫn có thể làm anh bị thương, da thịt trên người anh không có chỗ nào là lành lặn, rất nhiều chỗ đều cháy đen, quần áo sớm đã hóa thành tro tàn. Phải biết rằng, trước đó, dù là Nghiêm Hoa cũng chẳng thế khiến anh bị thương, nhưng sấm sét màu tím này lại làm được. Vậy mà ngọc bội trong tay anh lại hoàn hảo không chút hư hao. Đương nhiên là rất đáng sợ, Đoàn Sơn Nhạc vốn dĩ chính là một cường giả cực mạnh mà anh không thể tưởng tượng nổi,
đừng nói ông ta sở hữu thần lực của bất tử điếu, cho dù không có thì dựa vào cấp độ có thể thi triển ly hỏa hiện tại của anh, cũng khó mà chấn động được tinh huyết của ông ta, Linh Lung ung dung nói. Quả thật, đối chiến với Đoàn Sơn Nhạc, Trần Đức có ấn tượng rất sâu sắc, chỉ với một sợi tóc, đối phương chỉ cần dùng một sợi tóc đã có thể cản đường anh, huống hồ là tinh huyết của ông ta. Chẳng trách Linh Lung nói nếu không có sự trợ giúp của Hang Vạn Lôi thì nửa năm cũng chưa chắc có thể luyện hóa được tinh huyết đó. Muốn thôn tính tinh huyết, trước tiên phải luyện hóa ngọc bội này cực kỳ cứng rắn, chỉ dựa vào sức lực của mình anh quả thực vô cùng khó khăn. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong 48 giờ, Trần Đức không hề dừng lại nửa giây, mỗi giây đều đang điều động ly hỏa, tạo nên sấm sét, cuối cùng sau khoảng 50 giờ đồng hồ, ngọc bội cũng bắt đầu nứt ra. Nhanh, dùng linh lực đấy tinh huyết trong đó ra đi, Linh Lung kinh ngạc, vội vàng nhắc nhở. Không cần cô ta nói, Trần Đức đã sớm hành động rồi, nếu động tác của anh không nhanh hơn chút thì ngọc bội lại sắp khôi phục như thường. Một giọt máu đỏ như lửa từ trong ngọc bội chảy ra rơi xuống lòng bàn tay của Trần Đức, tí tách. Trong nháy mắt, tay của Trần Đức không còn. Nữa, toàn bộ lòng bàn tay bị tinh huyết nuốt chửng, hóa thành máu. Đệt. Trần Đức không nhịn được chửi thề, con mẹ nó như này cũng quá đáng sợ rồi, đây mà là một giọt máu sao. Chỉ dựa vào sức mạnh của giọt máu này, e là cũng có thể giết chết cường giả có cùng cấp bậc với Nghiêm Hoa trong vài giây. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, ly hỏa trong người Trần Đức giống như rồng, gầm thét lao ra, quấn lấy tinh huyết, sau đó anh há miệng hút tinh. Huyết vào khoang mũi. Ngay lập tức, đồng tử của Trần Đức đột nhiên co rút lại. Một cơn đau khó mà tả được khiến anh sống không bằng chết, dồn dập ập đến tứ chi, xương cùng nội tạng của anh. Lúc này, trong cơ thể anh như có hàng ngàn con kiến cùng sâu bọ đang cắn xé, vô số gân xanh nổi lẻn như núi trên người và trên mặt, trông cực kỳ kinh người. Cơn đau chưa từng có. Từ khi tu võ đến nay, Trần Đức thật sự chưa bao giờ chịu đựng loại đau đớn này, anh muốn hét, nhưng trong miệng lại có tinh huyết nên không thể mở miệng. Nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng. Răng và lưỡi trong miệng đang dần hóa thành mủ máu, nếu không phải sở hữu sức khôi phục của bất tử điếu thì e là Trần Đức đã sớm mất mạng rồi. Này nhóc Trần, nếu thật sự không được thì từ bỏ đi, anh đâu thiếu chút cơ hội này. Giọng nói của Linh Lung hơi lo lắng, cô ta đã dự liệu trước sẽ có chút đau đớn, nhưng không ngờ lại đến mức thế này. Cô ta sống trong thức hải của Trần Đức, có thể cảm nhận rõ ràng, thần thức mạnh mẽ của anh lúc này đang méo mó, lay động, trạng thái cực kỳ không ổn định. Không. Trần Đức lắc đầu, nếu như đã bắt đầu, anh tuyệt đối ý sẽ không bao giờ bỏ cuộc và dừng lại. Âm dương kinh đang vận chuyển tới cực hạn, lúc này cửu trọng cực ánh cũng bắt đầu thi triển, với sự gia trì của 500 lần năng lượng, anh chọn gắng gượng phản kháng. Đau đớn vẫn tiếp tục dày vò, lại 3 ngày trôi qua, cả người Trần Đức dường như biến dạng, bên trong tinh huyết chói mắt, bên ngoài tử điện bao phủ, trở nên méo mó, cực kỳ khủng khiếp. Nếu không phải thỉnh thoảng có thể cảm nhận được khí tức của anh thì e rằng ai cũng sẽ nghĩ đây chính là một xác chết, không có chút sự sống nào nữa. Từ trong cơ thể Trần Đức, khó có thể cảm nhận được sự hiện diện của hơi thở sinh mệnh. Trong 3 ngày qua, quả thực anh đã không ít lần ở bên bờ vực của cái chết, nhưng nhờ có sự trung hòa của tử điện và tinh huyết, cùng với sức khôi phục của bất tử điểu, cuối cùng anh cũng vượt qua được. Đây đã là ngày thứ 5 Trần Đức đến Hang Vạn Lôi. Ngày hôm nay, cuối cùng anh cũng mở mắt, trong mắt hiện lên sự phấn khích. Sự phấn khích mãnh liệt chưa từng có. Giọt tinh huyết kia, cuối cùng cũng không khuấy động nữa, không khiến anh bị thương nữa. Không chỉ vậy, sức mạnh chữa trị đáng sợ trong tinh huyết còn đang nuôi dưỡng và sửa chữa phục hồi những tổn thương bên trong cơ thể anh. Thương tích trong 3 ngày qua, dưới sự sửa chữa phục hồi của nó, kinh mạch, lục phủ ngũ tạng và mọi tế bào thần kinh, trong vòng chưa đầy nửa giờ. Đã hoàn toàn khỏe mạnh và khôi phục lại như cũ. Hoàn toàn không nhìn ra anh đã từng bị thương. Nhóc Trần, chúc mừng nhé, Linh Lung thực lòng cảm thấy vui mừng hay anh, bước đầu tiên này đã thành công hơn một nửa rồi. Đồng thời, cô ta cũng thực lòng kính phục Trần Đức, anh thật sự đã trưởng thành rồi. Còn nhớ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, khi Trần Đức nhìn thấy Linh Lung, anh còn tưởng là quỷ ơ rất hoảng sợ. Bây giờ, sự trưởng thành của anh đã rất rõ ràng. Sự trưởng thành này không đơn giản chỉ là về cảnh giới hay thực lực mà là tất cả mọi khía cạnh, bao gồm kiến thức, tính tình. Linh Lung biết rõ,
nếu đổi lại là cô ta thì e là tuyệt đối không thể chịu đựng được sự đau đớn của giọt tinh huyết đó, sẽ lựa chọn từ bỏ. Nhưng Trần Đức lại có thể chống đỡ được. Chỉ riêng nghị lực này thôi cũng đủ để đá bay 99% số võ giả. Bước tiếp theo là triệt để luyện hóa nó trở thành một phân bộ phận trong huyết mạch của tôi, Trần Đức thở phào nhẹ nhõm, bước khó khăn nhất cuối cùng cũng đã hoàn thành, kế tiếp chỉ cần kiên trì thêm một chút thời gian là có thể nước chảy thành sông rồi. Tất nhiên, khoảng thời gian này không hề ngắn, muốn thực sự luyện hóa nó trở thành của mình cũng không phải là chuyện một sớm một chiều là xong. Ở bên trong hang vạn lôi, Trần Đức lại nhắm mắt lại. Cùng lúc đó ở ngoại viện, trong rừng thạch kiếm đột nhiên vang lên tiếng nổ động trời, giống như có động đất, chấn động địa cầu. Bùm bùm bùm. Sau đó, vô số kiếm ý thi nhau phóng lên trời, còn trong rừng thạch kiếm, những tảng đá trông giống như những thanh trường kiếm bay vút lên trời. Kiếm ý u ám lạnh như băng cùng với chấn động dữ dội giống như bị nước biến tràn ngập, dập dờn gọn sóng. Sức mạnh đó đã chấn động toàn ngoại viện. Kiếm trong tay của vô số người luyện kiếm lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát, lao ra khỏi vỏ, bay thẳng lẽn tận trời mây, tập trung về hướng rừng thạch kiếm. Đệt, kiếm của tôi, chạy rồi. Không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ? Bảo bối, đợi đã. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có kiếm ý dữ dội như vậy? Tí tí. Ngoại viện, lúc này tất cả đệ tử và giáo viên hướng dẫn đều giật mình hoảng hốt. Giáo viên hướng dẫn cao cấp nhất ngoại viện đứng trên không trung nhìn về phía rừng thạch kiến, sắc mặt vô cùng kinh ngạc, kiếm đạo truyền thừa, có người nhận được truyền thừa của kiếm thánh cầm tâm rồi. Không nán lại thêm nữa, vị giáo viên hướng dẫn này trực tiếp biến mất, đi vào nội viện báo cáo. Sở dĩ rừng thạch kiếm này nằm ở ngoại viện hàng ngàn năm nay là để chờ đợi người có mệnh hệ hòa hợp tuyệt đối với kiếm đạo, có thể nhận được truyền thừa. Người để lại truyền thừa là thiên tài số một rất lâu về trước của học viện Thánh Phong, Cầm Tâm. Có thể nói là xưa nay chưa từng có người nào xuất chúng như vậy. Dù cho đến tận bây giờ, cũng vẫn chưa có ai có thể vượt qua bà ấy trên con đường kiếm đạo. Trong rừng thạch kiếm là truyền thừa của kiếm thánh Cầm Tâm. Chỉ ai có tư chất kiếm đạo không thua gì hay vượt qua bà ấy mới xứng nhận được truyền thừa. Đây không phải là một chuyện nhỏ đối với cả học viện Thánh Phong. Hơn 10.000 người ngoại viện đều tập hợp đến rừng thạch kiếm, cả đám ngẩng đầu nhìn lên cao với ánh mặt đầy chấn động. Chỉ thấy trên không trung là hàng triệu thanh kiếm đang xoay quanh giống như một đàn cá giết qua sông. Dường như ngay cả trong không khí cũng có vô số thanh kiếm vô hình, khiến người ta lạnh thấu xương. Sinh ra một cảm giác hết sức sợ hãi. Mơ hồ trong không khí đang tràn ngập một luồng uy áp của thánh nhân. Trong đám người, Từ Phong kích động đến mặt đỏ tía tai, đi qua đi lại nói, là chị dâu, chắc chắn là chị dâu. Trong khoảng thời gian này, chỉ có chị ấy đến rừng thạch kiếm mà chưa đi ra. Xoạt, xoạt, xoạt. Đúng lúc này, bên ngoài rừng thạch kiếm chợt xuất hiện từng bóng người già nua và ai cũng cực kỳ mạnh, mạnh đến cùng cực. Một đám đệ tứ ngoại viện nhìn thấy họ thì đều hoảng sợ hành lễ. 26 bóng người. Và những người này đều là trưởng lão. 30 vị trưởng lão thì có lục trưởng lão đến tam thập trưởng lão đều tới đây. Ngoài ra, còn có một người mặc áo gấm, thần uy cái thế đi tuốt đằng trước. Dù là những trưởng lão kia cũng phải kính cẩn với ông ta. Ngũ viện trưởng, người quản lý toàn bộ học viện Thánh Phong. Xong. Ông ta cũng là kiếm tu duy nhất trong 6 đại viện trướng. Ông ta trông rất già cả, y như một ông lão trăm tuổi, nhưng lại cực kỳ tinh thần, mặt mày sáng láng, trường bào bay phấp phới. Dưới chân dầm lên một thanh kiếm, trông tiên phong đạo cốt giống như kiếm tiên. Ngũ viện trưởng và 20 mấy trưởng lão đều im lặng chờ đợi ngoài rừng thạch kiếm. Các đệ tử ngoại viện cũng không ai dám phát ra âm thanh, lắng lặng chờ đợi cùng họ. Keng, keng, keng. Trên không trung, tiếng kiếm ngân bắt đầu vang lên như soạn nên một khúc hành quản, đinh tai nhức óc, khiếp hồn khiến cho người ta sinh lòng khao khát. Kiếm quang đầy trời rơi rụng, vô tận kiếm ý xoay vòng, trong rừng thạch kiếm không ngừng vang lên âm thanh vù vù. Cảnh tượng ấy mãi một lúc lâu cũng chưa biến. Mất. Vừa đợi chính là 3 ngày. Đến ngày thứ 3, kiếm đá, kiếm sạt bay đầy trời cuối cùng cũng hạ xuống. Mọi thứ, khôi phục yên tĩnh. Cùng lúc đó, kể cả ngũ viện trưởng và hơn 20 vị trưởng lão đều tập trung tinh thần, căng thẳng, sốt ruột nhìn chằm chằm chỗ sâu trong rừng thạch kiếm. Bọn họ biết,
người ở bên trong đã hoàn toàn đạt được truyền thừa của kiếm thánh Cầm Tâm. Người như thế, nếu họ có thể nhận làm đệ tử thì mai sau tất nhiên có thể mạnh lên theo. Những trưởng lão như họ cũng có đạo lý mẹ vinh nhờ con, đệ tử càng mạnh thì đãi ngộ của họ cũng càng cao. Đương nhiên, đây không chỉ đơn giản là đãi ngộ, ai mà chẳng muốn có được một đệ tử có tư chất kinh người. Một mặt, khi đệ tử trưởng thành sẽ có cảm giác về thành tựu, còn hãnh diện. Mặt khác, ví dụ tương lai họ không thể mạnh lên nữa thì đệ tử sẽ trở thành ngọn núi lớn nhất để họ dựa vào. Đặc biệt là Lục Trường Lão, ông ta cũng là kiếm tu nên cực kỳ mong chờ đối với người trong rừng thạch kiếm. Đương nhiên, trong hơn 20 trưởng lão, kiếm tu cũng có 7-8 vị. Người nào người nấy cũng chẳng thua kém gì Lục Trường Lão. Bất kể là đệ tử, trưởng lão, ngũ viện trưởng hay hơn 10.000 đệ tử ngoại viện thì đều tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào rừng thạch kiếm. Cuối cùng, cùng với một tiếng vang nhỏ, một bóng người cầm kiếm chợt đi ra. Đó là một người mặc một bộ đồ trắng như mây, quần chân phấp phới nhẹ nhàng thanh thoát. Bộ đồ trắng bao vây lấy đường cong đẫy đà, duyên dáng đến cùng cực. Trên cái gáy ngọc ngà là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần có chút trong trẻo lạnh lùng, lại lộ ra đôi nét thong dong, tùy ý. Một làn gió nhẹ lướt qua, mái tóc đen dài phấp phới cực kỳ giống một hiệp khách đang cầm kiếm bước tới. Cô ta đi rất chậm và thong thả, lại vô cùng uyển chuyển có tiết tấu. Là cô ta. Mẹ, không ngờ lại là cô ta. Không, không thế nào. Khi gương mặt hoàn mỹ của cô gái hoàn toàn xuất hiện trong mắt mọi người, hầu như ai cũng trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn cô ta. Là Âu Dã Tư Linh. Đúng vậy, không sai. Quả thật chính là Âu Dã Tư Linh. Mấy ngày nay, có ai mà không biết đến Âu Dã Tư Linh và người đàn óng của cô ta? Các đệ tử ngoại viện đều câm nín, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Lúc trước, Trần Đức rất mạnh, tuy họ hâm mộ, nhưng vừa nghĩ đến anh có một người vợ thông thần cảnh thì tâm trạng chợt bình tĩnh lại. Nhưng mà giờ, Âu Dã Tư Linh đã đạt được truyền thừa của kiếm thánh Cầm Tâm. Thậm chí, cảnh giới của cô ta cũng mẹ nó tăng lên đến thần tôn cảnh. Từ dao động khủng bố ấy thì phải là thần tôn hơn 50 giai. Bịch, 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 xung quanh rừng thạch kiếm lần lượt có người ngã xuống. Họ không chịu nổi sự kích thích ấy, trực tiếp ngất xíu. Mấy ngày trước, Âu Dã Tư Linh Vân còn là thông thần cánh đó. Mấy ngày đã đạt tới thần tôn 50. Giai, mẹ nó đây quá thật còn hơn cá bắc. Quá khủng bố rồi. Chí vài ngày đã đi xong chặng đường mấy năm, mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm của người khác. Một tên Trần Bát Hoang đã biến thái còn hơn biến thái, giờ lại thêm có một siêu cấp biến thái nữa. Sự đá kích ấy ai mà chịu cho nổi. Sau khi có một mảng lớn ngất xỉu, những người còn lại cũng khó thở, mặt mày tái nhợt, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Song, dù thế vẫn có hơn 1.000 võ giả tức giận hộc máu. Phun hết ngụm này đến ngụm khác. Mà hơn 20 trưởng lão kia cũng lộ ra vẻ mặt hết sức xuất sắc và phức tạp. Sự mạnh lên của Âu Dã Tư Linh quả thật là mang đầy tính chấn động và điên đảo. Tất cả mọi người biết đạt được truyền thừa của kiếm thánh Cầm Tâm đương nhiên sẽ mạnh lên, nhưng chẳng ai nghĩ tới nó lại mạnh lên một cách khoa trương và khủng bố như vậy. Các đệ tử ngoại viện đều sắp phát điên, còn hơn 20 trưởng lão kia. Trong lòng cả đám lại tràn ngập sự phức tạp, vẻ mặt còn xuất sắc còn hơn là nuốt phải ruồi bỏ. Lúc trước, không phải là họ không nghĩ tới ai sẽ có khả năng nhận được truyền thừa của kiếm thánh. Họ đều đoán là mấy kiếm tu đứng đầu trong ngoại viện, nhưng lại chẳng nghĩa tới Âu Dã Tư Linh. Dù sao, một người ở tầng dưới chót như vậy, dù là dùng lệnh bài tử cực tiến vào cũng chẳng ai sẽ để ý và nghĩ đến cô ta. Nhưng, ai mà ngờ được vậy mà lại là cô ta cơ chứ? Cả đám đều hết sức xấu hổ, nhớ đến cảnh tượng ghét bỏ Âu Dã Tư Linh trước đó, trong lòng không khỏi hối hận muốn chết. Nhìn lầm rồi. Bọn họ thực sự nhìn nhầm rồi. Ai có thể ngờ một người chỉ ở thiên tôn cảnh lại là thiên tài kiếm đạo. 6 vị trưởng lão trợn mắt há hốc mồm miệng, nhất thời ngây người, đứng im như khúc gỗ. Sau hơn 30 nhịp thở, Âu Dã Tư Linh dần dần đi ra khỏi rừng thạch kiếm, nhìn thấy đám đệ tử bên ngoài người thì ngất xỉu, người thì nôn ra máu, người thì đang nhìn chằm chằm mình. Các vị trưởng lão ai nấy cũng đều có vẻ mặt kinh ngạc, sửng sốt và hối hận, bọn họ rất bất ngờ.
nhưng rất nhanh cô đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, khi nhận được truyền thừa, chấn động quá lớn, cô có thể cảm nhận được sự rung chuyển của cả ngoại viện. Mưa kiếm xuất hiện trên trời dày đặc cộng với sự thăng cấp cảnh giới của cô, tất nhiên là những võ giả này không thể chịu được sự kích động đó. Có điều, chỉ có Âu Giá Tư Linh mới biết rõ, truyền thừa mà bản thân nhận được kinh người đến mức nào. Không chỉ có sự lĩnh ngộ cả đời về kiếm đạo và võ kỹ của kiếm thánh Cầm Tâm mà còn là sự tu hành cả đời của bà ấy. Sự tu hành cả đời của thánh nhân. Mặc dù sau mấy ngàn năm, năng lượng tu hành kia đã thất thoát đi rất nhiều, nhưng một phần còn sót lại đó vẫn rất khủng khiếp. Trực tiếp nâng cảnh giới của cô từ thông thần lên thần tôn 50 giai. Chí ngang mức này, vì cảnh giới của cô quá thấp, một phần năng lượng không thể hấp thu đã trôi mất trong quá trình truyền thụ. Đó là lý do tại sao rừng thạch kiếm lại có động tĩnh lớn như vậy. Còn có một phần nữa, đang được phong ấn trong người cô, đợi sau này sẽ từ từ luyện hóa. Cho nên, Âu Giá Tư Linh đột phá lên thần tôn 50 giai, nghe có vẻ khoa trương. Nhưng thực tế dưới sự truyền thụ như vậy có thể đột phá lên cảnh giới đó cũng là chuyện bình thường. Cô gái, cô tên là gì? Đúng lúc này, hình bóng của ngũ viện trưởng hạ xuống đất, đi đến chỗ Âu Giá Tư Linh. Âu Giá Tư Linh tham kiến ngũ viện trưởng, cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ của 6 vị viện trưởng qua sách vở, cho nên vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay, khẽ cúi người chào. Ha ha, không tệ, ngũ viện trưởng cười hài lòng, đối với Âu Giá Tư Linh khá vừa ý. Ngoại viện có một thiên kiêu chi nữ như vậy, vậy mà Chiến Lăng Tiêu này lại không hay biết, đúng là sơ suất quá. Tư Linh, từ hôm nay trở đi, cô sẽ gia nhập nội viện, làm đệ tử của nội viện, tiếc là. Số đệ tử của tôi đã đạt giới hạn, bằng không nhất định sẽ nhận cô làm đệ tử chân truyền, ngũ viện trưởng cảm thấy khá tiếc, vừa gặp Âu Giá Tư Linh ông ta đã rất vừa mắt, thứ nhất là cô nhận được truyền thừa của Cầm Tâm, thứ hai là cô khá hiểu chuyện, khiến người ta yêu thích. Tư Linh. Lúc này trong đám người, Lục Trường Lão mới sực tỉnh lại, nắm bắt cơ hội, ân cần nói, võ kỹ địa giai lần trước tôi đưa cho cô luyện thế nào rồi? Bẽn tôi vẫn còn chỗ, hay là làm đệ tử của tôi đi, tôi sẽ đích thân chỉ dạy cho cô. Lục Trường Lão, ông có ý gì thế, dành người sao? Lục Trường Lão vừa dứt lời, Thập Trường Lão Cung là người tu kiếm, vội lên tiếng, lần đầu tiên nhìn thấy Tư Linh, tôi đã cảm thấy cô ấy là một người phi phàm, có ý muốn nhận cô ấy làm đồ đệ. Ông dành cái gì, Tư Linh, chỉ cần cô đồng ý làm đệ tử của tôi thì cô chính là đệ tử chân truyền duy nhất của tôi. Tư Linh, đừng nghe lời lão già kia, tôi là cửu trường lão trong nội viện, mặc dù tôi không phải tu kiếm nhưng cha tôi là người tu kiếm, chỉ cần cô đến, tôi đồng ý truyền tất cả những thứ liên quan đến. Kiếm cho cô. Hừ, mấy thứ đó của ông có gì hiếm lạ chứ, lúc này, lại một vị trưởng lão khác xuất hiện. Trước đây ông ta là người đầu tiên tỏ rõ thái độ coi thường Âu Giá Tư Linh nhất, nhưng bây giờ lại sốt sắng lạ thường. Tư Linh, chỉ cần cô đồng ý làm đệ tử của tôi sẽ tặng cô 5.000 ký tử linh thạch. Nghe vậy, vô số đệ tử ngoại viện đứng xung quanh vừa kinh ngạc vừa ghen tị. 5.000 ký tử linh thạch đấy. Thứ này đối với các vị cường giả thần tôn mà nói cũng cực kỳ quý giá, so với những cái gọi là lời hứa thì 5.000 ký tử linh thạch này thực tế hơn nhiều, lẻ thứ có thể thấy được. Tôi có 7.500 ký tử linh thạch. Tư Linh, phản nên làm đệ tử của tôi. Tư Linh, thập tam trưởng lão tôi chẳng có thứ gì tốt, chỉ có một thanh kiếm. Thanh kiếm này là kiếm của Tố Tiên, trị giá 15.000 ký tử linh thạch. Tư Linh, các vị trưởng lão giống như đang đấu giá đồ vật, tranh nhau nâng giá, thu hút Âu Giá Tư Linh về. Phía mình, nhìn thấy bọn họ như vậy. Trong đầu Âu Giá Tư Linh không khỏi nghĩ đến chuyện lúc cô vừa mới đến học viện Thánh Phong, những vị trưởng lão này chán ghét cô đến mức nào. Khóe miệng cô khẽ nở một nụ cười rung động lòng người, cuối cùng xem như cô cũng không cách Trần Đức quá xa nữa, trong đôi mắt trong veo hiện lên một chút kích động, nhưng ngay sau đó, cô liền bình tĩnh lại, chậm rãi nói, các vị trưởng lão, thực xin lỗi, e là Tư Linh không thể làm đồ đệ của các vị rồi. Chỉ một câu nói đơn giản đã hoàn toàn khiến 20 mấy vị trưởng lão sững sờ, làm vào trạng thái im lặng trong giây lát. Nhiều vị trưởng lão có chút không vui. Đúng, Âu Giá Tư Linh đúng là rất mạnh. Nhưng, dù mạnh đến đâu cũng có giới hạn, chỉ là thần tôn 50 giai mà thôi. Trong số hơn 20 vị trưởng lão ở đây, có ai không phải lè cường giả thần tôn đỉnh phong? Tuy rằng đều là đỉnh phong, thực lực có chút chênh lệch, nhưng người có thực lực tệ nhất. Giết Âu Giá Tư Linh trong vài giây cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Bọn họ đã khom lưng uốn gối như vậy, bỏ qua.
thể diện rồi, vậy mà vẫn không biết tốt xấu. Tất cả các đệ tử ngoại viện cũng đều sững sờ, hoàn toàn không hiểu Âu Dã Tư Linh đang nghĩ. Gì? Não bị úng nước rồi sao? Cơ hội quý báu như vậy đang ở ngay trước mặt, vậy mà lại từ chối. Tư Linh, cô còn đang trách chúng tôi chuyện trước kia sao? Mặt Lục trưởng lão hơi đỏ, có chút ngượng ngùng hỏi. Lục trưởng lão hiểu lầm rồi. Kỳ thật lúc đó Tư Linh cũng có chút oán hận, nhưng cũng không đến mức hận mãi không quên. Âu Dã Tư Linh nho nhã lề độ, cư xử đúng mực, nói với ngũ viện trướng và hơn 20 trướng lão, Tư Linh ở trong rừng Thạch Kiếm đã bái Kiếm Thánh Cầm Tâm làm thầy, nhận truyền thừa của Kiếm Thánh, một ngày làm thầy cả đời làm thầy. Bây giờ ân sư không còn nữa, nhưng Tư Linh chỉ muốn một lòng một dạ, không muốn tìm sư tôn khác. Tư Linh, làm người phái biết linh hoạt, sắc mặt Lục trướng lão đanh lại, nghiêm túc nói, Kiếm Thánh Cầm Tâm đã chết, mặc dù có nhân đức chuyện. Thưa, nhưng nếu không có người hướng dẫn, con đường kiếm đạo sau này sẽ vô cùng khó khăn. Cô có chắc không bái sư không? Chắc chắn. Âu Dã Tư Linh trả lời một cách quả quyết như đinh đóng cột, không chút do dự. Hai, Lục trưởng lão thở dài, thất vọng vô cùng. Trong suy nghĩ của ông ta, Âu Dã Tư Linh vẫn đang giận dỗi về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Người tu hành, nếu quá để ý chuyện cũ, so đo từng tí thì khó có thể đạt được thành tựu to lớn. Không chỉ mỗi ông ta nghĩ vậy mà 20 vị trưởng lão khác cũng nghĩ vậy. Thậm chí bọn họ cảm thấy Âu Dã Tư Linh cố ý chọc tức bọn họ, quả thật không biết điều. Cho dù ngũ viện trưởng cũng có mấy suy nghĩ này, nhưng ông ta vẫn nói, nếu Tư Linh không muốn, vậy được, kể từ hôm nay, cô chính là đệ tử nội viện, được hướng tất cả tài nguyên của đệ tử nội viện, có vấn đề gì về mặt kiếm đạo thì cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào. Cảm ơn ngũ viện trưởng. Trong lòng Âu Dã Tư Linh kích động, cô đưa mắt nhìn về phía đám người đế tìm Trần Đức, hy vọng anh có thể nhìn thấy thời khắc vinh quang của mình. Nhưng, từ đầu đến cuối cũng không thấy bóng dáng đâu, cô không khỏi có chút mất mát. Trần Bát Hoang, mày ở đâu, mau ra đi, đúng lúc này, ngoại viện vang lên một tiếng quát chói tai giống như sấm rền, vang khắp bốn phương tám hướng. Nhìn theo hướng âm thanh vang lên. Lại thấy ở xa xa giữa không trung có ba bóng hình đang từ phía truyền tống trận của nội viện bay đến nơi này. Phía sau bọn họ còn có 15-16 ngàn người. Những người này, không ngoại lệ đều là đệ tử nội viện. Học viện Thánh Phong và các thế lực như tông môn, môn phái khác vì điều kiện thu nhận học sinh đều cực kỳ nghiêm khắc. Cho nên đệ tử ngoại viện ít hơn đệ tử nội viện. Phàm là mới tuyến vào, chỉ cần trì hoãn thời gian. Phần lớn cũng có thể đi vào hàng ngũ đệ tử nội viện. Khi bọn họ đến, lập tức, toàn bộ ngoại viện náo nhiệt. Là bọn họ, trong đám người lập tức có người nhận ra ba người đứng đầu tiên. Bọn họ không ai khác. Chính là Đồ Điền, Ưng Tuyệt Võ và Thường Khải Lâm trước đó khiêu chiến với Trần Đức, tiến hành. Cuộc chiến sinh tử. Đồ Điền vóc dáng đâu con, hắn vác một cái chùy lớn màu đen, bước đi giữa không trung, động tĩnh cực lớn. Người bên cạnh hắn, Thường Khải Lâm mặc đồ đen, hai tay chắp sau lưng, giống như cao nhân thế ngoại. Ưng Tuyệt Võ đứng bên trái, toàn thân như pháo long, hiện ra khí chất vô cùng cao quý. Ba người vừa đến đây liền nhìn thấy các trưởng lão và ngũ viện trướng lập tức khom người, hành lễ. Sau đó, Thường Khải Lâm nói, ngũ viện trưởng, chúng tôi tới tìm Trần Bát Hoang, trước đó khiêu chiến với hắn, hắn cũng đã đồng ý rồi. Ừ, mấy người đánh nhau. Tôi sẽ không nhúng tay vào, nhưng không phải nói nửa tháng sau mới tỉ thí cơ mà, sao hôm nay đã tới rồi. Ngũ viện trưởng gật đầu, chuyện này ông ta biết, thậm chí vì chuyện này đã mở cuộc họp với mấy vị viện trưởng. Cho nên, ông ta cũng khỏng ngăn cản, ngược lại còn ớ. Đây chuẩn bị theo dõi cuộc chiến. Chỉ là, ba người đột nhiên đến, ông ta vẫn có hơi kỳ lạ. Ngũ viện trưởng, chúng tôi nói là trong vòng nửa tháng. Chứ không phải nửa tháng nữa, Thường Khải Lâm nói. Thì ra là như vậy. Nhớ đến tin tức truyền ra lúc trước quả thật là nửa tháng, nhưng không nói là nửa tháng sau hay cụ thể ngày nào, ngũ viện trưởng ngược lại cũng không nói gì nhiều. Sau đó, Thường Khải Lâm lại hành lễ với 20 vị trưởng lão, chư vị trưởng lão, mời các vị ở lại chứng kiến, để cuộc chiến sinh tử này tránh cho có người khác nhúng tay vào, để cuộc chiến sinh tử này càng công bằng. Phụt! Mẹ nó! Ba người đánh một người mà nói công bằng. Mẹ nó chứ, chưa từng gặp qua người nào không biết xấu hổ như vậy.
dối trá nhất là đến đây trước thời hạn, rõ ràng cho thấy không muốn để Trần Bát Hoang bất kỳ thời gian chuẩn bị. Tiếng nói của Thường Khải Lâm vừa dứt, các đệ tử ngoại viện nhao nhao bày tỏ khinh bỉ, tiếng bàn luận không dứt. Ồn ào gì thế, nói thêm câu nữa có tin ông đây làm thịt chúng mày không? Đồ Điền quát một tiếng chói tai đầy hung hãn. Lập tức, giọng nói xung quanh yếu dần. Mặc dù trường lão và viện trường đều ở đây, bọn họ sẽ không thể ra tay, nhưng không sợ bọn họ giết ngay lập tức, mà chỉ sợ bọn họ nhớ mặt. Đây chính là đệ tử ngoại viện sao, sợ quá, ha. Ha, quả nhiên, đám người ngoại viện đều là rác rưởi, tạp chủng. Ngoại viện đúng là ngoại viện. Đệ tử nội viện cười lớn một tiếng, giọng nói diễu. Cợt tràn ngập, sắc mặt các đệ tử ngoại viện ai ai cũng cực kỳ khó coi, nhưng không ai dám phản bác. Được, chúng tôi ở lại xem cuộc chiến, nơi này không phù hợp với trận chiến sinh tử, chúng ta đến đài đấu võ ngoại viện đi, Lục Trường lão nói. Bất chợt, 10.000-20.000 người lần lượt đi về phía đài đấu võ ngoại viện. Bọn họ hoàn toàn quên đi chuyện của Âu Dã Tư Linh, suy cho cùng Âu Dã Tư Linh cũng chỉ là thần tôn 50 giai mà thỏi. Ba người bọn họ thì sao? Rác rưởi nhất cũng phải 60 mấy giai. Ba người liên thủ đánh giết Trần Bát Hoang, ai không muốn xem chứ? Các đệ tử nội viện đều đang chờ đợi xem kịch vui. Xung quanh đài đấu võ gần như có rất nhiều người ngồi. Biết được ba người đi tới ngoại viện, liên tục có người đến đây xem, liếc mã nhìn đã thấy người qua. Lại tấp nập. Trần Bát Hoang, mày ở đảo. Thời hạn nửa tháng đã đến. Không dám thò đầu ra đánh một trận sao, trên đài đấu võ, Đồ Điền hét lớn, dùng linh khí truyền âm thanh ra khắp bốn phía. Ưng Tuyệt Võ chắp hai tay sau lưng, hờ hững nói, Trần Bát Hoang, chẳng lẽ đã trốn mất sao, định làm con rùa đen rụt cổ. Thường Khải Lâm thì không nói lời nào, lặng lặng chờ đợi. Phía dưới, Từ Phong ở trong đám người mặt đầy căm hận, chị dâu, làm sao đây, anh Hoang mấy ngày nay cũng không biết đi đâu. Ba tên nhãi này thật sự không biết xấu hổ, Âu Dã Tư Linh lạnh lùng, tóc xanh tung bay, ba đánh một, lại còn không cho Bát Hoang thời gian. Đúng vậy, Từ Phong gật đầu, quá vô liêm sỉ. Trên đài đấu võ, ba người Đồ Điền, Ưng Tuyệt Võ chửi rủa làm nhục đủ các kiểu, hoàn toàn không biết xấu hổ. Đặc biệt là Ưng Tuyệt Võ, hắn chế giễu đủ mười mấy phút. Trần Bát Hoang, cuối cùng cho mày thời gian là 5 cái hít thở, nếu không đến. Trận quyết đấu sinh tử này mày thua, đến lúc đó, tốt nhất mày tự sát luôn đi, đỡ cho bọn tao phải ra tay. Lúc này, Thường Khải Lâm chậm rãi mở miệng, giọng nói chậm rãi truyền đến trong tai mỗi người. Nói xong, hắn giơ 5 ngón tay, hạ xuống từng ngón đến ngược. 5, 4, 3. Khi hẳn đếm ngược, đám người ở đài đấu võ đều im lặng cực kỳ mong chờ Trần Bát Hoang. Nhưng, xung quanh không có một chút động tĩnh. Từ đầu đến cuối anh chưa từng xuất hiện. Tôi thấy hay là đừng đếm nữa, tên rác rưởi kia chắc là sợ nên đã chạy từ lâu rồi, Ưng Tuyệt Võ cười ha ha nói. Không sai, tôi còn tưởng rằng hắn có dũng khí thế nào, bây giờ xem ra cũng chỉ đến vậy thôi, Đồ Điền nói. Phía trên, ngũ viện trưởng và hai mười mấy vị trường lão cũng đều thất vọng. Vốn tưởng rằng có thể xem một trận đấu sinh tử. Ai ngờ lại mong chờ uổng công rồi, tâm tình cực kỳ sa sút. Trong nháy mắt, Thường Khải Lâm đã đếm ngược đến một, khóe miệng có chút không thoải mái nói, chư vị, mọi người cũng thấy rồi đấy, Trần Bát Hoang không dám tới, sau này tôi gặp hắn cũng không gọi là Trần Bát Hoang nữa, gọi là Trần Rụt Cố đi. Khóe miệng Thường Khải Lâm tràn đầy khinh. Miệt coi rẻ, ngoại viện đúng là ngoại viện, một đám giấy vụn. Nói xong, hắn xoay người, chắp tay về phía ngũ viện trướng, Trần Rụt Cổ xác không dám hiện thân rồi. Thắng bại trận đánh này rất rõ ràng, mời óng tuyên bố kết quả. Ngũ viện trưởng ngồi phía trên liền ngấn ra. Trần Bát Hoang là người mà mấy viện trưởng bọn họ coi trọng, dù thực lực không mạnh cũng nên đến đây đánh một trận chứ. Nhưng, tại sao phải lựa chọn lùi bước? Ông ta không hiếu. Sợ chết sao? Không phải đâu, nếu thật sự sợ chết thì sẽ không giết Nghiêm Hoa. Viện trưởng, thấy ngũ viện trưởng không nhúc nhích, Thường Khải Lâm nhắc nhở. Mời ông tuyên bố kết quả. Trong sân, hoàn toàn im lặng, đặc biệt là các đệ tử ngoại viện trong lòng đã kiềm chế đến cực điểm, hai quả đấm nắm chặt. Bị Thường Khải Lâm làm nhục trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ tức đến mức không thể tức giận hơn được nữa.
nhưng lại không một ai dám đứng ra chỉ trích đánh lại. Không còn cách khác, bọn họ là kẻ yếu, yếu hơn nhiều so với ba người ỷ Thường Khải Lâm, Đồ Điền, Ưng Tuyệt Võ. Người yếu phải nhịn, phải chịu nhục nhã, chịu bực bội. Được rồi, Ngũ viện trưởng khẽ thở dài, bất luận nguyên nhân gì, quả thật Trần Bát Hoang không tới chính là sợ hãi, chính là thua. Trong lòng ông ta cực kỳ tiếc nuối. Phải biết rằng, một khi đồng ý trận chiến sinh, tử, bên thua cũng phải chết thì mới có thể kết thúc. Chỉ cần ông ta tuyên bố kết quả, như vậy thì sư tôn thế hệ trước ở sau lưng ba người Thường Khái Lãm, Đồ Điền, Ưng Tuyệt Võ mới có thể danh chính ngôn thuận đích thân ra tay đánh chết Trần Đức. Đến lúc đó, Trần Bát Hoang chắc chắn phải chết. Nhưng thân là viện trưởng, ông ta cũng không nên quá thiên vị. Tiếp đó, ông ta chậm rãi đứng dậy nói, nếu cuộc chiến sinh tử lần này Trần Bát Hoang không thể xuất hiện, tôi lấy thân phận viện trưởng tuyên bố, người thắng trận là. Chờ chút. Nhưng lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng không chút dao động vang lên, nhìn về phía âm thanh, trong đám đệ tử ngoại viện đang ngồi có một bóng dáng xinh đẹp không biết từ lúc nào đã đứng dậy, từ trong đám người nhảy lên đài đấu võ, hành lễ nói. Viện trưởng, Âu Dã Tư Linh xin đánh một trận thay chồng. Lời nói lạnh như băng vang khắp sàn đấu võ. Lời này vừa nói ra, ánh mắt ba người Thường Khải Lâm, Đồ Điền, Ưng Tuyệt Võ lập tức rơi trên người cô. Trong nháy mắt, ba người đồng thời bị Âu Dã Tư Linh hấp dẫn. Không còn cách nào khác, cô quả thật quá đẹp, dù ở trong nội viện cũng thuộc hạng đứng đầu ấy chứ. So với đệ nhất mỹ nhân Diệu Mộng Vũ trong nội viện thì cũng không kém cạnh chút nào đâu. Lập tức, trong ba người, Thường Khải Lãm đã rung động. Mà bốn phía sân đấu võ, bất luận là đệ tử ngoại viện hay nội viện thì đều không khỏi kinh ngạc. Thay chồng đánh một trận. Âu Dã Tư Linh, có tư cách gì? Chỉ là thần tôn 50 giai mà thôi. Lúc trước vừa bị 20 mấy chướng lão từ chối, thoáng chốc liền trở nên thú vị rồi. Quá nhiên. Quả nhiên không biết thức thời, không biết sống chết. Đúng. Giành được truyền thừa Cầm Tâm Kiếm Thánh quả thật là không tồi, được người ta hâm mộ, tương lai tiền đồ không hạn chế. Nhưng đó là tương lai, không phải bây giờ. Bây giờ Âu Dã Tư Linh chỉ là thần tôn 50 giai thôi. Ở ngoại viện có lẽ cũng không tệ. Đặt vào nội viện. Ha ha. Vẫn chỉ là hạng bét. Còn Đồ Điền, Thường Khải Lâm, Ưng Tuyệt Võ. Thì sao? Ba người bọn họ lần lượt là 75 giai, 70 giai và 68 giai. Ba người bọn họ hợp lực, đủ để chiến đấu với cao thủ thần tôn đỉnh phong. Huống chi, lần này tới đây bọn họ còn luyện thành Tam Thần Đại Trận. Một khi thi triển Tam Thần Đại Trận, sức chiến đấu vượt xa hình thái thông thường. Đầu uống nước rồi, một trưởng lão cười lạnh, ngày đầu tiên vừa có được truyền thừa liền chết ở đây, vậy thì nực cười quá, ha ha. Loại đàn bà này sớm muộn gì cũng chết, chết sớm hay muộn thì có gì khác biệt đâu. Ngũ viện trưởng cũng hơi kinh ngạc, vẻ mặt kỳ quái, Tư Linh, cô nhất định phải thay Trần Bát Hoang chiến đấu. Đúng, tôi chắc chắn, Âu Dã Tư Linh trả lời. Được, nếu đã như vậy, cô thay thế Trần Bát Hoang, đánh một trận với ba người đi, ngũ viện. Trưởng nói, sau đó ông ta ngồi xuống. Ha, tên rác rưởi Trần rụt cổ kia. Lại còn không bằng một người đàn bà, Đồ Điền cười nhạt, Âu Dã Tư Linh tuy đẹp nhưng hắn không có ý định thương hoa tiếc ngọc. Đúng vậy, thú vị lắm, chỉ bằng chúng ta bắt cô ta đi, biến thành người phụ nữ của chúng ta, mấy anh nói xem, Trần Bát Hoang có tức chết không, Ưng Tuyệt Võ cười nói. Thường Khải Lâm ho nhẹ một tiếng, hai tẽn nhãi các anh nói chuyện không thể khách khí một chút được sao. Trần rụt cổ là Trần rụt cổ, không liên quan đến cô Âu Dã. Chúng ta ba đánh một có chút quá đáng, hay là như này, để tôi đấu với cô Âu Dã trước, thế nào? Được đấy, Ưng Tuyệt Võ biết Thường Khải Lâm đã rung động, hắn rất dứt khoát. Tôi không thành vấn đề, một người phụ nữ thôi mà, Đồ Điền nói. Được, cảm ơn hai vị đã nhường. Thường Khải Lâm toàn thân áo đen khẽ đung đưa, hắn chậm rãi đi về phía Âu Dã Tư Linh, khóe môi nhếch lên nụ cười ám muội, cô Âu Dã, tiếp. Theo là tôi đấu với cô, nhưng tôi có thể không giết cô, điều kiện tiên quyết là cô đồng ý làm người phụ nữ của tôi. Xin lỗi, Âu Dã Tư Linh vẫn lạnh lùng giống như hầm chứa băng, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. An, cái thằng Trần rụt cố có gì tốt, bây giờ còn đế một người phụ nữ như cô ra tay, cô còn thích hắn.
Thường Khải Lâm thở dài đầy tiếc hận, người phụ nữ này, nói thật tôi đã rung động với cô rồi, tiếp theo tôi sẽ không dùng toàn lực, tôi sẽ nhường cô. Cố gắng kéo dài đến 100 chiêu mới đánh bại cô. Đinh! Lời Thường Khải Lâm còn chưa dứt, Âu Dã Tư Linh liền ra tay, linh khí vận chuyển, thực lực thần tôn nả mươi dai, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân đấu võ. Trong giây lát đó, không gian bốn phía bắt đầu méo mó, đung đưa. Kiếm hàn băng. Lên chiêu thứ nhất, Âu Dã Tư Linh liền thi triển võ kỹ địa giai cao cấp, kiếm hàn băng. Trong phút chốc, nơi chân trời quang đãng vạn dặm đột ngột thổi ra một trận gió rét, rõ ràng có thể thấy xương. Mù, linh khí trong không khí bắt đầu điên cuồng đọng lại rồi đóng băng. Nhiệt độ không khí lập tức hạ xuống điếm băng. Đi đôi với kiếm quyết thi triển, khí tức bốn phương tám hướng cũng bắt đầu đè lên, ngay cả rất nhiều đệ tử nội viện cũng bị khí thế kia chấn động đến. Võ kỹ địa giai cao cấp quả nhiên kinh khủng. Vù. Cùng giây đó, kiếm xuất ra, lao đến trước mặt Thường Khải Lâm. Cô gái nhỏ à, một kiếm này muốn làm tôi bị thương khó lắm, khóe miệng Thường Khải Lâm mím cười, vô cùng tự tin giơ hai ngón tay lên nghênh đón. Hắn trực tiếp lấy thân xác ra ứng chiến. Có thể nói là cực kỳ tự tin và ngông cuồng. Phải biết rằng kiếm và thể xác là hai loại trình độ. Nhưng, không ai nói gì, trong mắt tất cả mọi người, điều này cũng bình thường. Thường Khải Lâm có tự tin, có ngông cuồng. Chênh lệch 20 giai, chỉ cần hai ngón tay là đủ. Rất nhanh, kiếm của Âu Dã Tư Linh chạm vào ngón tay của hắn. Thời khắc sắp chạm được vào. Bên trong cơ thể Âu Dã Tư Linh lại đột ngột xông ra một luồng sức mạnh điên cuồng, kiếm quyết biến đổi. Cuối cùng lại cứng dần thay đổi một loại võ kỹ. Trong nháy mắt, không gian xung quanh bể nát, một tiếng sét rền vang, kiếm của Âu Dã Tư Linh xuất hiện liên tiếp điện quang, được đường sáng màu trắng bao phủ. Phụt! Một giây kế tiếp, rõ ràng có thể thấy kiếm của cô hoàn toàn đâm vào da thịt Thường Khải Lâm. Một kiếm cắt đứt hai ngón tay của hắn. Liên lụy đến cả bàn tay. Lưỡi kiếm sắc bén quét qua hư không, để lại vết máu đỏ tươi đầy rực rỡ. Rõ ràng có thể thấy, bàn tay Thường Khải Lâm gãy lìa. Nó bị cắt đứt rơi xuống sàn, không ngừng run lấy bấy. Cơ thể Thường Khải Lâm đột nhiên thụt lùi, cơn đau dai dứt khiến gân xanh hắn không ngừng nhảy nhót, sắc mặt không còn vẻ bình tĩnh, trở nên khó coi hơn cá màu gan heo. Đồng thời, trong lòng cảm thấy cực kỳ chấn động với sức chiến đấu của Âu Dã Tư Linh. Cảnh giới thần tôn 50 giai có thể khiến hắn bị thương. Phải biết rằng, sự chênh lệch giữa hai cấp này theo lẽ thường mà nói, căn bản là rãnh trời không thể vượt qua. Cứ như vậy, Âu Dã Tư Linh làm hắn bị thương. Xung quanh võ đài, cả sánh đường đều im lặng. Kết quả này không chỉ Thường Khải Lâm không ngờ tới, trong sân càng không có bất kỳ ai ngờ tới. Hiệp thứ nhất, Thường Khải Lâm rơi vào thế hạ phong. Sư tỷ giỏi quá. Sư tỷ Tư Linh, cố lên. Sư tỷ, sư tí. Trong chốc lát, các đệ tử ngoại viện xôi trào, từng người hô to tên của Âu Dã Tư Linh, ở học viện Thánh Phong này thực lực ai mạnh, người đó chính là sư tỷ, sư huynh. Từng tiếng kêu gào vô cùng kích động, giống như người làm Thường Khải Lâm bị thương cũng là bọn họ. Vù. Cùng giây đó, Âu Dã Tư Linh ra tay tại đây. Thân kiếm nhảy múa, chớp mặt, trong chu vi mấy trăm mét, kiếm ý cuồn cuộn, sức mạnh cuồng bạo như biển gầm, kinh thiên động địa, hư không giống như tờ giấy trắng bị khuấy đến nát vụn. Nếu không phải trong sân đấu võ khám trận văn, e rằng đã sớm bị sụp đổ, san thành bình địa. 3000 sợi tóc xanh tràn ra, Âu Dã Tư Linh như thiên tiên giáng thế, một kiếm giống như ánh sáng, trong nháy mắt gào thét về phía Thường Khải Lâm. Trong lòng Thường Khải Lâm hoảng sợ, hẳn cảm nhận thấy nguy hiểm, nếu như còn không nghiêm túc cư xử, có thể hắn sẽ thua thật. Con đàn bà này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu đã như vậy, Thường Khải Lâm tôi sẽ cho cô biết thế nào gọi là đàn ông. Thường Khải Lâm trầm giọng quát, khí tức cuồng bạo trong cơ thể sôi trào. Trên mặt đất, bàn tay bị chặt đứt bay ngược về. Cánh tay của hắn dung hợp lại như máy móc. Truy tới. Tiếp đó. Hắn nhắm thẳng về phía đổ điền, nắm giữa hư không. Hô hô! Cây chùy lớn màu đen dài hơn 2 mét đổ điền đang vác giống như bị một thứ gì đó kêu gọi, nó bay lên trời, xoay tròn 360 độ, rơi vào trong tay Thường Khải Lâm. Binh khí của đổ điền là đao, vũ khí của Thường Khải Lâm là chùy. Hắn nắm chuôi chùy,
đột ngột quét về phía trước. Hô! Kinh phong sôi trào, linh khí màu xanh ra trời cuồng bạo trên thân chùy, ánh sáng lóe lên, trời đất hoàn toàn chịu sự bá đạo của Thường Khải Lâm bao phủ, ánh sáng lam sáng lạn nhức mắt. Keng! Một chùy ngay lập tức chạm vào một kiếm của ẩu dã tư linh. Tiếng vang đinh tai nhức óc, gõ xuống như thiên chùy. Chùy lớn màu đen nháy mắt nhấn chìm linh khí của Âu Dã Tư Linh, một chùy đập kiếm dài đến mức run rẩy kịch liệt, tất cả ánh sáng đều ảm đạm mất sắc. Màng nhĩ của rất nhiều võ giả cũng sắp nứt ra, rơi vào tình trạng mất thính giác tạm thời, chùy lớn màu đen đánh đâu thắng đó, đẩy lui kiếm dài, một chùy hướng về phía ngực Âu Dã Tư Linh. Đụng! Sau một tiếng kêu, bóng dáng xinh đẹp của Âu Dã Tư Linh bay ngược ra, xoay tròn giữa không trung, miền cưỡng ổn định lại cơ thể, lảo đảo ngã xuống đất. Lại thấy sắc mặt Âu Dã Tư Linh trở nên cực kỳ tái nhợt, còn trắng hơn tờ giấy trắng, giống như phủ lên một lớp sơn trắng, khóe miệng, khóe mặt, dưới mũi cô chảy ra máu liên tục. Phụt! Nửa giây sau, Âu Dã Tư Linh phun ra một ngụm máu tươi, lấy kiếm làm nặng, chống đỡ cơ thể, trong lòng cô cực kỳ chấn hãi. Khoảng cách giữa cô và Thường Khải Lâm thực sự quá lớn, thực sự không thể vượt qua. Chỉ một đòn, hai người chỉ đập vào nhau một đòn, cô đã sắp không thể đứng vững. Quả nhiên, khoảng cách cảnh giới thực sự không thể bù lấp. 50 giai, và 70 giai, không thể so sánh. Xung quanh võ đài, tất cả tu sĩ vô cùng chấn hãi, Âu Dã Tư Linh đã đủ mạnh, nhưng lại không trụ được một chùy của Thường Khải Lâm. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, lúc này Âu Dã Tư Linh như nỏ mạnh hết đà, sức cùng lực kiệt, không. Còn chút sức chiến đấu. Cô gái, nếu cô đi theo tôi thì tôi có thể miên chết cho cô. Thường Khải Lâm cầm đại chùy, đứng sừng sững trên không trung, cúi đầu nhìn Âu Dã Tư Linh, cất giọng lạnh lùng, mặc áo choàng đen lẫm liệt tung bay theo gió, giống như vị thần, tra xét tất cả. Tôi khinh. Âu Dã Tư Linh phun ra một ngụm máu, ổn định cơ thể, từ từ nâng kiếm, trận chiến sinh tử, bất kể sống chết, đâu có lý nào khuất phục. Chỉ đáng tiếc, có lỗi với sư tôn, có lỗi với truyền thừa của người. Soạt soạt soạt, Âu Dã Tư Linh kéo lê thanh kiếm, đi từng bước kiên quyết đi về phía trước. Rất rõ ràng, cô muốn chiến đấu. Không muốn sống nữa hả, đồng tử của ngũ viện trưởng hơi co lại, là thần vương, ông ta làm sao không nhìn ra tình hình của Âu Dã Tư Linh. Một chiêu tùy tiện của Thường Khải làm cũng có thể dồn cô vào chỗ chết. Đúng là đàn bà điên cuồng. Ha ha, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, loại phụ nữ này không sống được lâu đâu. Hừ, không biết thức thời. Hai mươi mấy vị trưởng lão bày vẻ mặt thích thú xem kịch hay. Các đệ tử ngoại viện sững sờ nhìn cảnh này, trong lòng sao động, người nào cũng yên lặng. Hoàng huynh, anh đang ở đâu, còn không đến, chị dâu sẽ xảy ra chuyện mất, Từ Phong mặt đầy lo lắng, khoang mắt đỏ bừng. Nếu anh ta xông lên, thì trên võ đài chỉ thêm một thi thế mà thôi, không giúp được gì, thậm chí còn thêm loạn. Thường Khải Lâm đứng trên không trung võ đài sửng sốt, không ngờ cô gái trước mặt lại ngoan cố chống lại như vậy. Đã vậy thì tôi tặng cô một cái chết sung sướng, Thường Khải Lâm vung đại chùy, cùng với động tác của hắn, hư không dậy lên từng đợt sóng, không ngừng lăn tăn khuấy động, gần như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Tạo khí khế. Hân đang điên cuồng sẵn sàng tạo khí thế. Kể cả Âu Dã Tư Kinh là nò mạnh hết đà, Hân cũng không định cho cô cơ hội, thi triển một đòn cực mạnh. Thiên Nhật Chùy. Thường Khải Lâm quát lên một tiếng, trong tích tắc, đại chùy màu đen trở nên vô cùng chói mắt, rực sáng, như một vầng mặt trời, chiếu sáng xung quanh, lóa mắt như mù. Hai ba chục ngàn võ giả sớn tóc gáy. Cú đập chùy đó không phải là ra tay với họ, nhưng họ lại thực sự cảm nhận được nỗi sợ cái. Chết! Âu Dã Tư Linh lạnh buốt lòng, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tuyệt vọng. Cô biết rõ, với thực lực của cô, tuyệt đối không thể chịu được cú đập chùy này, mặc dù là uy lực còn lại, cô cũng sập không chống đỡ nổi. Một khi cô ngã xuống thực sự, xác chân sẽ rơi vào kết cục không còn mảnh xác. Chết đi! Vừa nghĩ đến đó không biết Thường Khải Lâm đã đến trên không trung đính đầu Âu Dã Tư Linh từ lúc nào, tiếp đó, đại chùy đập thẳng xuống đầu của Âu Dã Tư Linh. Ông xã! Hẹn gặp kiếp sau, Âu Dã Tư Linh cầm kiếm, dùng chút sức lực, niềm tin, quật cường cuối cùng giơ kiếm lẻn, cho dù đã vô cùng yếu ớt, cô cũng phải chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Phập, liền sau đó, kiếm và chùy lại đập vào nhau lần. Nữa, bất giác,
Âu Dã Tư Linh nhắm mắt, đợi tử thần giáng xuống. Nhưng một giây, hai giây, ba giây, hàng chục giây trôi qua, nỗi đau, cái chết trong tưởng tượng vẫn chưa đến, cô cũng phải chậm rãi mở mắt, bỗng nhiên, trong đôi mặt của cô, đồng tử co lại, vô cùng không dám tin nhìn cảnh trước mắt, kiếm của cô lại. Lại ngăn được đại chùy màu đen. Trong lòng Âu Dã Tư Linh tràn đầy nghi hoặc. Xung quanh, rất nhiều võ giả cũng thộn mặt. Đều đứng dậy, không thể tưởng tượng nổi nhìn đại chùy đen dừng lại, không thể giáng xuống. Sao lại thế được? Đừng nói Âu Dã Tư Linh sức cùng lực kiệt, cho dù cô ta đang vào thời kỳ hoàng kim cũng tuyệt đối không thể đỡ được đại chùy đó chứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất cả mọi người đều vô cùng nghi hoặc. Kể cả Thường Khải Lâm. Lúc này, Âu Dã Tư Linh mới phát hiện, kiếm trong tay cô ta không thực sự tiếp xúc với đại chùy đen, giữa kiếm và chùy, được ngăn cách bởi một kẽ hở rất nhỏ, gần như không thể nhìn thấy. Chính cái hở này như một bức tường ngăn ở giữa. Bà xã, xin lỗi, để em chịu ấm ức rồi. Cùng lúc đó, đột nhiên bên tai Âu Dã Tư Linh vang lên giọng nói chậm rãi quen thuộc, cùng với đó, một cánh tay xuất hiện từ trong hư không ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Cùng với cánh tay xuất hiện, một bóng người. Cũng từ từ đi ra từ trong không gian, xuất hiện trong con mắt của tất cả mọi người, vẫn là áo choàng đen, rộng rãi, áo choàng đen tung bay. Bao trùm bóng hình cao dài phong khoáng đó, trên khuôn mặt, khóe miệng thấp thoáng cong lên. Trần Bát Hoang. Trần Bát Hoang. Gần như cùng một lúc, một tay Trần Đức ôm Âu Dã Tư Linh trong lòng, bế lên, một tay khác, năm ngón còn lại nâm chặt thành nâm đấm, vạch ra đường cong nhẹ lao về phía đại chùy. Bành. Tiếp đó, một tiếng vang bức bối truyền ra, có thể nhìn thấy rõ ràng, trên đại chùy trước đó đánh đến rất thuận lợi, bá đạo xuất hiện một dấu ấn cú đấm. Thường Khải Lâm như bị trọng thương, hai cánh tay tê liệt, một luồng sức mạnh lớn lao về phía hắn, trong phút chốc, cơ thể bay ngược đi, như một chiếc xe tải đâm vào với tốc độ cực nhanh, bay ra 20-30 mét, rơi mạnh xuống đất. Khụ. Hần phun ra một ngụm máu tươi, bảy lỗ mắt mũi miệng tai của Thường Khải Lâm đều chảy máu, lục phủ ngũ tạng rung lẻn dữ dội, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi tột độ. Soạt. Trong phút chốc, bốn phương tám hướng võ đài. Tất cả những người chứng kiến cảnh này đều ào ào đứng lên, nhìn sang Thường Khải Lâm bị thương nặng, sợ hãi vô cùng. Một quyền. Trần Bát Hoang chí dùng một quyền đã đánh hẳn bay đi. Trong lòng tất cả mọi người nổi lên gió bão cấp 10, đúng là không thể chấp nhận. Hoang huynh, ha ha, cuối cùng anh cũng đến rồi, đánh chết hẳn đi, báo thù cho chị dâu, dưới võ. Đài, trong đám người đệ tử ngoại viện, Từ Phong kích động hét lớn. Mặt đỏ tía tai, cảm xúc sôi trào. Khải Lâm, anh Thường, hai người đồ điền, Ưng Tuyệt Võ vội vàng xông lên trước, kiểm tra thương tích của Thường Khải Lâm, giúp hắn hồi phục. Ở bên khác, Trần Đức nhìn thấy vết máu trên mặt Âu Dã Tư Linh, trong lòng liền trầm xuống, Tư Linh, để em chịu ấm ức rồi. Nói xong, anh lấy ra một viên đan dược, đích thân bón cho cô. Bây giờ em chỉ cần đi xuống làm khán giả thôi. Cứ giao ba tên này cho anh, ông xã. Báo thù cho em. Ông xã, anh nhớ cẩn thận, đối diện với Trần Đức, Âu Dã Tư Linh không còn lạnh lùng, mà có mấy phần dịu dàng của một cô gái, ba người bọn họ rất mạnh. Yên tạm, không sao. Trần Đức đích thân đưa Âu Dã Tư Linh xuống võ đài, sau đó lại quay lên. Cho đến lúc này, mọi người mới hoàn hồn, thực sự là Trần Bát Hoang, anh ta đến thật rồi. Trước đó anh ta đã đi đâu? Chẳng phải làm con rùa rụt cổ rồi sao? Theo bản năng, tất cả mọi người bắt đầu quan sát cảnh giới của anh. Thần tôn 10 giai. Vãi, sao lại thế? Mới thần tôn 10 giai. Sau khi nhìn ra tình hình cảnh giới của Trần Đức, tất cả mọi người, đặc biệt là đệ tử ngoại viện đều chẳng còn gì để nói. Đây chính là Trần Bát Hoang trước đẩy được thổi đến mức thần kỳ, ba chiêu đánh bại Nghiêm Hoa ư. Sao lại rác rưới như vậy? Cảnh giới này làm sao làm được đến mức đánh lui Thường Khải Lâm chỉ bằng một đòn? Chẳng lẽ là Thường Khải Lâm sơ suất? Các đệ tử ngoại viện đều thấy kỳ quái, thần tôn 10 giai chỉ nhiều hơn khoáng 5 giai so với mấy ngày trước thôi. Trong mấy ngày, 5 giai, thực ra tốc độ như vậy cũng là không tệ, thậm chí có thể nói là thiên phú xuất sắc, nhưng rõ ràng không phù hợp với lời đồn về Trần Bát Hoang ở bên ngoài, và cả thế hiện trước đây của Trần Bát Hoang. Bên trên, hai mươi mấy vị trưởng lão, còn có năm viện trưởng cũng cảm thấy rất kỳ lạ.
Ngay cả Thường Khải Lâm cũng cảm thấy vừa nãy chỉ là sự cố bất ngờ, là Hần không chú ý đến, xuất hiện cảm giác tự tin khó hiểu. Trần Bát Hoang, cứ tướng mày hèn nhát thật, xem ra, vẫn có chút súng khí mà, ha ha, Ưng Tuyệt Võ cười lạnh lùng, giọng nói rất lạnh nhạt. Súng khí thì có tác dụng gì, cũng may chúng ta còn luyện tam thần đại trận, còn tường anh ta che giấu cảnh giới, bây giờ xem ra không phải là che giấu, chỉ là 10 giai, cũng không biết tên nhóc Nghiêm Hoa đấu kiểu gì. Rác rưởi như vậy ư, ngay cả người 10 giai cũng không đánh nổi, Đồ Điền khinh thường nói. Thật ngại quá, khiến các người thất vọng rồi, Trần Đức cất giọng bình tĩnh, thản nhiên nói, đã như vậy thì tao đột phá là được. Vừa dứt lời, trong khi mọi người còn đang ngâm nghĩ rốt cục câu nói đó có ý gì, đột nhiên, khí tức. Trong cơ thể Trần Đức bắt đầu nổi lên như cuồng phong. Như hồng thủy phá đẻ, đèn cuồng nổi lẽn, tăng. Một giây trước còn đang là thần tôn 10 giai, một giây sau, đột nhiên đã đạt đến 20 giai, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Khí tức của anh không ngừng lại, còn đang tăng lên, hơn nữa, là điên cuồng tăng lên. Thần tôn 30 giai, 30 nảm giai, 40 giai. 45 giai, 50 giai, 60 giai. Giờ khắc này, cảnh giới mà người khác dùng cả đời cũng không thể đột phá, còn Chân Bát Hoang lại như uống nước ăn cơm. Ngủ nghỉ vệ sinh, dễ dàng đến mức không thế dê hơn. Vãi, vãi. Trời ơi, tôi bị áo giác rồi ư. Mau tát tôi hai cái đi. Đầu óc tất cả các võ giả xung quanh đều hỗn loạn, nghi ngờ mình đang nằm mơ chăng, bị áo giác chăng. Vãi. Đâu có, kiểu đột phá như này chứ. Đối diện, ba người Đồ Điền, Ưng Tuyệt Võ, Thường Khải Lâm hoàn toàn thộn mặt, chuyện gì thế này? Vừa lên không nói gì thì đã đột phá mấy chục giai trước. Trực tiếp ra con bài ngược lẽ thường thế ư. Cuối cùng, một phút sau, khí thế của Trần Đức bắt đầu suy giảm, đến thần tôn 65 giai, khí tức hoàn toàn lặng xuống, biến mất. Một phút, chỉ trong một phút, trực tiếp tăng 50 giai. So sánh ra thì đột phá trước đó của ẩu dã tư linh có là gì? Đừng thấy cô đột phá được nhiều cánh giới hơn, nhưng... Mỗi một giai thần tôn đều ngang bằng với đại cảnh giới trước đó của cảnh giới thần tôn. Đặc biệt là sau 50 giai, muốn đột phá thì càng khó. Nhưng hình như không hề khó chút nào với Trần Bát Hoang. Tim của tất cả mọi người đều đập thình thịch, mặt đỏ tía tai. Ngay cả nội viện cũng không chịu nổi kích thích này, không ít người chết ngất tại chỗ, ngoại viện còn đỡ, những người có thể đến đây đều là người đã từng chịu kích thích, bọn họ. Có chút tê dại. Thẫn thờ đứng giống như khúc gỗ. Lần này, không biết các người hài lòng chưa, thu lại khí tức, Trần Đức chậm rãi lên tiếng. Trần Đức đột phá, đối với chính anh mà nói thì bình thường không thể bình thường hơn. Một giọt máu tươi của Đoàn Sơn Nhạc thật sự vô cùng mạnh, giống như một liều tiêm chất kích thích đánh vào người, anh muốn không đột phá cũng khó. Giọt máu tươi kia nói không khoa trương chút nào, ít nhất tương đương với mấy chục triệu cân tử linh thạch. Đây không phải là khoa trương, mà là sự thật, Trần Đức tự cảm nhận được. Trước khi đến đây, anh vốn dĩ đã sắp đột phá, nhưng Linh Lung nói cho anh biết ẩu dã tư linh gặp nguy hiểm. Anh đành tạm thời dừng lại, từ hang vạn lôi đi đến đây cứu người. Đột phá một phút này cũng không phải thật sự trong một phút, có thể nói là màn thể hiện thành quả tu võ gần nửa tháng nay của anh. Một câu nói bình tĩnh của anh nhưng lại khiến cho rất nhiều người tim ngừng đập trong thời gian ngắn. Đặc biệt là hơn 20 vị trướng lão kia, hận không thể tự tát mình mấy cái bạt tai. Nhìn nhầm một Âu Dã Tư Linh thì thôi đi, yêu nghiệt Trần Bát Hoang này tại sao bọn họ cũng có thể nhìn nhầm. Thật biến thái quá đi. Trong các trường lão, thập bát trưởng lão tự lấm bẩm, đôi môi khô khốc, ông ta không khỏi nhớ đến cảnh tượng lúc trước khi Trần Đức đột phá thần tôn, quả thật nghi ngờ tên nhãi này rốt cuộc liệu có phái là một người hay không. Ở nơi xa, đại viện trưởng cũng bị chấn động. Ông ta biết Trần Bát Hoang yêu nghiệt, nhưng không ngờ anh lại yêu nghiệt như vậy. Bốn vị viện trưởng khác ngồi bên cạnh ông ta cũng giống vậy, dù bọn họ tài năng xuất chúng đã trở thành thần vương từ lâu, nhưng đối mặt với cảnh này, bọn họ vẫn kinh ngạc. Ở bên cạnh ông ta, đôi môi đỏ mọng của Diệu Mộng Vũ khẽ nhúc nhích, bóng hình người đàn ông trong sân kia đã hoàn toàn in vào đầu cô ta, tim cô ta đập thình thịch không ngừng. Mà ủy hồi lâu sau, tâm tư tất cả mọi người mới dần dần khôi. Sân đấu võ. Trần Bát Hoang, mày thật sự khiến bọn tao bất ngờ, nhưng thiên tài thường chết yểu, bóng hình Đồ Điền biến áo khó lường, ngày càng lạnh lẽo.
Bọn họ đã đắc tội với Trần Bát Hoang. Như vậy Trần Bát Hoang càng mạnh thì càng phải chết. Không chết, bọn họ không yên lòng. Đừng nói nhám, đồ điên, chúng ta cùng tiến lên làm thịt hân, Thường Khải Lâm nói. Tôi đồng ý, Ưng Tuyệt Võ gật đầu. Được, kết thành trận. Sau đó, ba người không hề phí lời, đối mặt với tên cấp biến thái như Trần Bát Hoang, bọn họ trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất. Tam thần đại trận. Lòng bàn tay ba người lật một cái, bàn tay mỗi người đều xuất hiện một quyến trục khác nhau. Trên quyến trục răng đầy đường vân. Khi quyển trục mở ra, từng đường sóng sức mạnh kinh khủng lan từ trong ra ngoài. Đồng thời trên cổ tay ba người cắt xoẹt ra một vết máu. Hai trường bắt đầu không ngừng kết ấn. Máu tươi theo dằn dắt cùng với ba đường sức mạnh từ quyển trục bắt đầu xen kẽ, dung hợp. Khi huyết ấn dung hợp, rõ ràng có thể cảm nhận được, khí tức của ba người Đồ Điền, Thường Khải Lãm và Ưng Tuyệt Võ đang không ngừng đề thăng. Loại đề thăng này không phải cảnh giới, mà là thực lực. Thực lực và hồn lực vượt xa cảnh giới hiện giờ của bọn họ. Anh Hoang, mau ra tay đi, trong đám người, Tử Phong hét lớn. Một khi tam thần đại trận hoàn thành xong, thực lực của ba người sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đến lúc đó, dù Trần Đức là thần tôn 60 giai thì cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ đâu. Suy cho cùng, ba người vốn chính là cường giả 60-70 mấy giai, trời mới biết thực lực của bọn họ thông qua tam thần đại trận để thăng lên đến loại trình độ nào. Nhưng, giống như Trần Đức không nghe thấy, anh không nhúc nhích, cũng không có ý ra tay. Đôi mắt quét lên ba người, giống như đang quan sát trận pháp của bọn họ. Không ngờ trên đời còn có loại trận pháp quỷ dị như vậy, thần thức Trần Đức khẽ động, anh liên hệ với Linh Lung, loại trận pháp này, hình như là thông qua để thăng sức mạnh thần thức, sau đó sẽ để thăng thực lực của bản thân, đúng không? Không sai, tương đương với việc mượn ngoại lực, một khi trận văn kết thành, ba người không chỉ tăng vào thực lực, hơn nữa sẽ hiếu suy nghĩ lẫn nhau, Linh Lung nói. Nhưng khi thi triển loại trận pháp này sẽ tạo nên tổn thương rất lớn với thần hồn, có điều tôi nhìn thấy có vẻ hình như bọn họ không biết. Tổn thương gì, Trần Đức kỳ quái hỏi. Nói như thế nào nhỉ, ba người tạm ý tương thông, chứng tỏ thần hồn bọn họ sinh ra liên quan, mà muốn sinh ra liên quan, phải mở rộng thần. Thức, Linh Lung nói như vậy đi, sau khi dùng loại trận pháp này, thần thức của bọn họ sẽ đế lại một lỗ hổng. Giống như trong nhà một người mớ ra cửa sau, người khác muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, bất cứ lúc nào cũng động tay động chân ở trong nhà bọn họ được, lấy đi bất kỳ món đồ nào và theo dõi bí mật của bọn họ. Khoa trương vậy sao, Trần Đức kinh ngạc, chẳng trách lúc ba người thi triển tam thần đại trận, anh cảm thấy có chút kỳ quái không thể nói ra. Thế này mà còn khoa trương, đây là điều cơ bản nhất mà thôi, tam thần đại trận của bọn họ là bị người ta khống chế, sau khi kết thành trận. Người khống chế tam thần đại trận là có thể chiếm đoạt thần hồn của bọn họ bất cứ lúc nào, nhưng loại sơ hở này rất khó bị phát hiện. Trần Đức có chút trầm ngâm. Nhờ không lầm. Anh nhớ trước đó Tử Phong nói tam thần đại trận kia là của một người tên Thư Vân Phi. Trần Đức âm thầm ghi nhớ tên người này. Khi Trần Đức trao đổi với Linh Lung, tam thần đại ấn đã hoàn thành xong. Chẽn dưới trái phái sân đấu võ lại một lần nữa rơi vào im lặng, không ai dám nói chuyện. Tam thần đại trận mà thành. Năng lực của ba người đã đề thăng lên gấp bao nhiêu lần. Đồ điên, Thường Khải Lâm đi thẳng đến thần tôn đính phong, trong mơ hồ, trên người lại có một vài khí tức của thần vương. Ưng Tuyệt Võ kém hơn chút, nhưng cũng đến thần tôn đỉnh phong. Loại tình huống này đều đã dọa sợ tất cả đệ tử. Bọn họ đã nghe qua tam thần đại trận từ lâu, ban đầu có ba vị thần tôn 50 giai, sử dụng chiêu này liền chém chết cao thủ thần tôn đỉnh phong. Chiến lực lúc này của ba người e rằng dù người vừa bước vào thần vương cũng có thể bị chém chết ấy chứ. Trần Bát Hoang, thần tôn 60 giai, như vậy làm sao đánh được? Sắc mặt hai người Âu Dấp Tư Linh và Tử Phong cực kỳ khó coi, bọn họ thật sự lo lắng cho Trần Đức. Bây giờ bọn họ thấy ba người Đồ Điền chính là vô địch. Tại sao Trần Bát Hoang còn chưa ra tay? Còn đứng ngốc ra đó? Võ giả ngoại viện cũng sắp hết nói nổi rồi. Sau khi Trần Bát Hoang đột phá, bọn họ đã ôm theo kỳ vọng, nhưng bây giờ loại kỳ vọng đó trực tiếp tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Một vài võ giả nội viện lại bắt đầu châm chọc. Náo uống nước rồi, lại đế cho sư huynh đồ bọn họ kết thúc trận đấu dễ dàng như vậy, ha ha.
Theo như bọn họ thấy, Trần Bát Hoang điên rồi, lại còn tự tin quá mức. Tam thần đại trận mà thành, Trần Bát Hoang chỉ có một con đường. Đó chính là chết. Đổi lại là bất kỳ một người khác thì cũng sẽ không bị bọn họ dễ dàng kết ấn như vậy. Điên vậy, bại rồi thì thật thú vị, ở phía xa, môi đỏ mọng của Diêu Mộng Vũ khẽ nhúc nhích, cô ta lẩm bẩm. Ha ha, ngộ nhỡ không bại thì sao, Cổ Lục Đạo khẽ mím cười nói, Mộng Vũ, con cảm thấy Trần Bát Hoang thế nào, có muốn sư tôn làm mối? Cho con không? Sư tôn, người nói linh tinh gì vậy, khuôn mặt Diêu Mộng Vũ hơi đỏ, cô ta nói nhỏ, con chỉ muốn ở bên cạnh người, không cần đến người đàn ông thúi nào cả. Ngược lại sư tôn thấy Trần Bát Hoang không tệ, Cổ Lục Đạo chắp hai tay sau lưng, trong mắt cực kỳ tán thưởng. Sư huynh, sau trận chiến này, ông muốn nhận Trần Bát Hoang làm đệ tử phải không? Nhị viện trường Lâm Chi Tâm cười nhàn nhạt hỏi. Ừ, Cổ Lục Đạo gật đầu, lão tam, lát nữa nếu hắn gặp phải nguy hiểm, tôi ra tay cứu hắn, ông có ý kiến gì không? Đại viện trưởng ra tay thì được, tam viện trưởng rất bình tĩnh, ba người Đồ Điền, Ưng Tuyệt Võ, Thường Khải Lâm đều là đệ tử của ông ta. Hơn nữa, là ba người mạnh nhất dưới danh nghĩa ông ta. Ông ta có 100% lòng tin rằng ba người sẽ đánh bại Trần Bát Hoang, người đó có chết hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao đệ tử của mình cũng không chết. Huống chi, đại viện trường thật sự muốn ra tay cứu Trần Bát Hoang, nhất định sẽ bồi thường tốt với ba người, những bồi thường đó được lợi hơn nhiều so với giết chết Trần Bát Hoang. Được, vậy cảm ơn nhiều, Cố Lục Đạo bình tĩnh cười nói. Cùng giây đó, trên sân đấu võ đã xuất hiện biến hóa long trời lở đất, lính khí của ba người Đồ Điền, Ưng Tuyệt Võ, Thường Khái Lâm quá cường hãn, giống như bão tố. Ba người nháy lên tạo thành hình tam giác, vây quanh Trần Đức không góc chết. Một người cầm chùy, một người cầm đao, một người nâng kiếm. Trần Đức đứng giữa, áp lực vô cùng vô tận đến từ phía ba người, điên cuồng đè ép, toàn bộ không gian cũng giống như đất bùn vậy, bị dồn lại đến mức biến hình, vặn vẹo. Cách đó khá xa, các võ giả dưới sân đấu võ cũng sắp nghẹt thở, tim ngừng đập, mồ hôi lạnh chảy xuống liên tục. Sắc mặt hai người Ẩu Dã Tư Linh, Từ Phong đều cực kỳ khó coi. Trần Bát Hoang, mày có thể chết rồi, chọc đến bọn tao chính là do số mệnh mày không tốt, Đồ Điền nhếch mép, lạnh lùng cười một tiếng, tràn đầy sát ý. Lời vừa dứt, ra tay, không có bất kỳ do dự nào, đao lớn trong tay nâng lẻn, võ kỹ thi triển, trong phút chốc, hư không nứt ra một đường dấu vết, đại đao tăng vọt dài đến 50 mét, hoàn toàn khép kín một bên không gian. Đồng thời, Thường Khái Lâm, Ưng Tuyệt Võ cũng ra tay. Chùy lớn khua múa. Không gian dung chuyển, hắn có tam thần đại trận duy trì, mạnh mẽ gấp hàng trăm lần so với trước, một loại khí tức cuồn cuộn tới hủy diệt, hư hại vạn vật, lĩnh khí màu xanh ra trời như sóng biến, cuốn sạch trời đất. Một chùy rơi xuống, mảng không gian kia trực tiếp sụp đổ, tán loạn, giống như sạt lở, mang theo không gian chập chờn, ầm ầm rơi xuống. Ưng Tuyệt Võ thì sao? Trong ba người hắn yếu nhất, nhưng loại yếu đuối này chỉ là so với Đồ Điền, Thường Khái Lâm. Trên thực tế, hắn thật sự rất mạnh, nếu không thì cũng không có khả năng đứng trong top 10 đệ tử mới nội viện. Kiếm dài long lanh trong suốt trong tay hắn rời khỏi vỏ, trời đất vang dội, ánh sáng phóng lên trời, lóe lên dạo rực, 9 tầng mây xuất hiện động tĩnh, giống như vẫn thạch rơi xuống, bóng kiếm biến hóa khôn lường tạo thành một tấm lưới lớn, mạnh đến mức khiến người ta biến sắc, chấn động. Ầm. Trong nháy mắt ba người ra tay, dù sân đấu võ có trận văn duy trì, lúc này cũng đã không chịu nổi. Sân đấu võ chu vi ngàn mét, trong phút chốc sụp đổ, hoàn toàn bị san thành bình địa, bụi đất tung bay. Ba người liên thủ, phối hợp, bất luận lè tấn công hay phòng bị, gần như chính là vô địch, không thể dung chuyển, tuyệt đối vượt quá vô địch. Hơn nữa, bọn họ trực tiếp hạ thủ chết. Ra tay 200% công lực, không để lại cho Trần Bát Hoang bất cứ khả năng sống sót. Ba tên nhãi này, thật sự muốn đưa hần vào trò chết sao, sắc mặt Cổ Lục Đạo trở nên cực kỳ khó coi, ba người tàn nhẫn như vậy, lại cách Trần Bát Hoang rất gần, dù ông ta muốn cứu cũng không cứu nổi. Chớp mắt, trong lòng Cố Lục Đạo tràn ra từng tia sát ý. Yêu nghiệt như Trần Bát Hoang, học viện Thánh Phong cầu cũng không được, bây giờ lại phái chết trong tay ba tên nhãi kia, ông ta rất khó chịu. Nhưng ông ta muốn ra tay thì đã không kịp rồi. Chết chắc.
đến cổ lục đạo cũng thấy lần này Trần Bát Hoang hẳn phải chết không chút nghi ngờ. Chí vì ba người quá mạnh mẽ. Chí vì Trần Bát Hoang đến bây giờ vẫn không nhúc nhích. Trên sân đấu võ, thế tấn công của ba người hoàn toàn rơi xuống, bao trùm hoàn toàn lẩy Trần Bát Hoang. Hô! Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Đức hít sâu một cái, sau đó lại từ từ khạc ra. Khi anh hít vào thở dài, ly hỏa trong cơ thể ầm ầm bùng nổ, lan tràn. Nhào đến, trong nháy mắt, nhiệt độ không gian đột ngột tăng lên, trong chu vi mấy trăm mét, ngay lập tức hóa thành một trận biển lửa, ngay cả mây trên bầu trời cũng hóa thành mây đó rực. Bá đạo, tàn phá, khoa trương. Rõ ràng có thể thấy, ngọn lửa như tường, tạo thành ba bức tường lửa gió thổi không lọt, ngăn cách bọn họ. Hô hô, thế tấn công mạnh mẽ của ba người hạ xuống. Tường lửa đỏ bị xuyên thấu. Nhưng cũng chính vì ngọn lửa, ba người cùng dừng lại một giây. Cường giả so chiêu, có lúc chỉ kém một giây. Trần Đức chỉ cần một giây này là đủ. Trong một giây, mi tám anh dập dờn ra ánh. Sáng rực rõ màu vàng, ở trong biến lửa trông cực kỳ chói mắt, giống như ngôi sao sáng ngời trong đêm tối. Bất chợt, một đường lực thần thức mênh mông như sông lớn tràn ra. Rõ ràng có thể thấy một người nhỏ màu vàng đi ra từ mi tâm Trần Đức. Vị trí đó của anh giống như mở ra một cánh cửa lớn màu vàng. Thần thức đi ra từ bên trong. Sau đó, trong miệng thần thức màu vàng phun ra một âm tiết kỳ quái. Vạn. Ba chữ vạn màu vàng phân chia xông về phía Đồ Điền, Ưng Tuyệt Võ, Thường Khái Lâm. Vốn dĩ ba người còn tiếp tục công kích tiến về phía trước, nhưng cơ thể đột nhiên khựng lại. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Trong thức hái, thần thức bị thương nặng, âm thầm diệt vong rất nhiều. Bọn họ còn chưa định thần lại. Người nhỏ màu vàng lại một lần nữa chuyển động, chậm rãi há miệng. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh lôi kéo, cắn nuốt giống như lỗ đen ùn ùn xông về phía ba người. Nhìn thấy hành động này của anh. Dưới đài, Thư Vân Phi nhìn cảnh tượng như vậy, sắc mặt biến đổi lớn. Hắn muốn làm gì? Không ổn, tên nhãi kia muốn chiếm đoạt thần thức của ba người, trong đầu Thư Vân Phi vang lẻn một giọng nói giả nua, không cam lòng nói, mau ngăn hắn lại. Con ngăn thế nào được, sắc mặt Thư Vân Phi nặng nề đầy khó coi, thầy, chẳng lẽ thầy cho rằng con dám ra tay trong cuộc chiến sinh tử của bọn họ. Cuộc chiến sinh tử, nếu hắn thật sự dám ra tay, e rằng chuẩn bị hành động thì sẽ bị trưởng lão, giáo viên Hướng Dẫn và viện trưởng ngăn cản. Dựa vào hắn. Làm sao đấu được nhiều người như vậy? Thầy, ấn ký tam thần đại trận lưu lại chỉ có con mới có thể mở được, thần thức của ba người bọn họ chỉ có thế do con chiếm đoạt, có lẽ Hân Chí cố làm ra vẻ huyền bí thôi, trong lòng Thư Vân Phi trầm xuống, nhưng bề ngoài vẫn thản nhiên. Có điều, sau ba cái hít thở, hắn không có cách nào duy trì dáng vẻ thản nhiên nữa. Không có gì khác, trên sân đấu võ, xảy ra chuyện lớn. Lúc này, ba người Ưng Tuyệt Võ, Đồ Điền, Thường Khải Lâm quỳ xuống, hai đầu gối quỳ trên đất, ngũ quan méo mó, trong ánh mắt răng đầy tia máu, con người giống như sắp nổ tung, phát ra từng tiếng hét thảm. A a a, a a a. Ba người lúc trước còn vô cùng bá đạo phách lối, cứ như vậy đột nhiên quỳ trên đất. Giống như lẻ đổi thành người khác, bọn họ kêu rên rung trời, vũ khí trong tay vứt sang một bên, ôm đầu kêu gào hét thảm. Ba người cực kỳ đau đớn, bọn họ chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh đang lôi xé thần hồn của bọn họ. Cho dù trong thần hồn của bọn họ có các loại phòng vệ, lúc này cũng vô hiệu, giống như những phòng vệ kia vốn không nhận ra thần thức đang bị tổn thương. Thần thức của bọn họ đang bị cưỡng ép lôi kéo, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi thân xác, lao ra từ trong thức hải. Bọn họ không phải tu hồn, thần thức rời khỏi cơ thể, tất nhiên được, giống như binh sĩ không có áo giáp bảo vệ. Không có vũ khí, đối mặt với tướng quân đang cầm kiếm, cầm bom nguyên tử. Không có một chút lực công kích, lực phòng ngự, căn bản sẽ phải chết. Nhưng, trong ba cái hít thở ngắn ngủi, nơi mi tâm của ba người xuất hiện một đường ấn ký, giống với ấn ký của tam thần đại trận. Bụp, đột ngột, một tiếng nổ vang. Ấn ký, tính cả xương cốt đều vỡ vụn biến hình. Đáng chết, trong phút chốc vỡ vụn, Thư Vân Phi ngồi không yên. Đột ngột đứng dậy, toàn thân run rẩy chấn động. Trần Bát Hoang, lại cưỡng ép phá thủng ấn ký của hắn. Rõ ràng có thể thấy. Cùng lúc ấn ký bể tan tành,
thần thức của ba người cũng bị kéo ra đầy cứng rắn. Trên mặt bọn họ hiện lên vẻ sợ hãi kinh hoàng, cách miệng của người nhỏ màu vàng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Theo như bọn họ thấy, người nhỏ màu vàng giống như dã thú muốn ăn thịt bọn họ. Nội tâm ba người chấn động, sợ hãi đến mức không thể sợ hãi hơn. Mãi đến lúc này, hẳn mới phát hiện bên trong tam thần đại trận có mở ám lớn. Hẳn nhanh chóng tính ngộ, tại sao ba người lúc trước tu luyện tam thần đại trận lại đột nhiên chết. Tất cả những điều này, có người giờ trò quỷ. Bọn họ không cam lòng, vỏ cùng không cam lòng. Không, đừng. Thần thức ba người phát ra tiếng gào thét chói tai, nhưng đều vô ích, bọn họ không thể nào khống chế, trực tiếp bị Trần Đức nuốt chừng. Như ăn tươi nuốt sổng rồi chôn vùi. Rồi sau đó, thần thức màu vàng trở về cơ thể. Bản thể Trần Đức mở mật. Anh nhìn ba người Ưng Tuyệt Võ, Thường Khải Lâm và Đồ Điền. Lúc này, bọn họ giống như pho tượng, không nhúc nhích, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cơ thể đã không có một chút khí tức sinh mạng. Nào! Hô! Ly hỏa sôi trào, cuốn thi thể của ba người đi. Trong phút chốc, ba người cùng hóa thành bụi mù, tan thành mây khói. Rồi sau đó, ngọn lửa biến mất, trời đất khôi phục vẻ tĩnh lặng. Các võ giả xung quanh sân đấu võ đều nhìn Trần Đức còn sót lại đứng một mình trên đài, không nhúc nhích, cơ thể cứng lại, ai nấy cũng hoàn toàn sững sờ, không nhịn được nuốt nước miếng. Mẹ nó! Đờ mờ, xảy ra cái gì vậy? Vừa nãy, đó là công kích thần thức sao? Đầu đám người sắp nổ tung rồi. Trần Bát Hoang, sao? Sao biết công kích thần thức? Không phải anh là một võ giả sao? Võ giả là gì? Chính là võ giới lấy thế thuật, linh khí hoặc lấy binh khí là chính, chủ yếu liên quan đến phương thức công kích và khí tức linh khí. Mà ngoại trừ võ giả, còn có một loại tên là tu hồn, chủ yếu lấy tu thần thức làm chủ. Hai loại này thông thường không thể đứng cùng nhau. Luôn có một hạng mạnh, một hạng yếu. Nhưng hồn lực của Trần Bát Hoang hiện ra đã vượt xa ba người Đồ Điền. Nói cách khác, anh không chỉ giỏi tu võ, còn là một tu hồn cực kỳ siêu phàm. Các võ giả ngoại viện vốn đã bị chấn động đến tê dại bởi những gì Trần Bát Hoang mang lại, phải quen mới đúng. Nhưng mỗi lần Trần Bát Hoang ra tay đều sẽ nảy sinh tam quan mới, khiến bọn họ chết lặng, làm sao mà quen được. Không chỉ là các đệ tử, bao gồm cả giáo viên hướng dẫn, trưởng lão, còn có cả 6 vị viện trưởng, ai cũng không biết phải nói gì. Đặc biệt là Cố Lục Đạo, thân là tu hồn, ông ta biết rõ một khi đã chọn tu hồn thì hồi lâu sau sẽ thật sự không để ý tới tu võ nữa. Vậy mà cái tên biến thái Trần Bát Hoang này cùng tu hồn võ. Còn, đánh tan tác, nuốt chọn thần thức của ba người Ưng Tuyệt Võ, Đồ Điền và Thường Khải Lâm. Xung quanh võ đài, mọi âm thanh đều im bặt. Kim rơi cũng có thể nghe rõ. So với chấn động của bọn họ, ngược lại Trần Đức cảm thấy không có gì. Nói thật, ba người Ưng Tuyệt Võ quả thực rất mạnh. Ba thần tôn đỉnh phong đủ để sánh với thần vương. Nếu chân chính so sánh về sức chiến đấu, anh không thế nào ung dung như vậy. Chỉ là, ai bảo bọn họ dùng tam thần đại trận chứ? Tam thần đại trận đối với bọn họ mà nói có thể gia tăng thực lực, nhưng cũng để lại tai họa ngầm, để lại cửa sau. Cửa sau này vốn chỉ có chủ nhân chân chính của tam thần đại trận mới có chìa khóa để mở. Nhưng Trần Bát Hoang là ai? Anh là người tu cả hồn cá võ, sức mạnh thần hồn mạnh hơn so với cảnh giới của anh. Nói không khoa trương chút nào. Nếu như đơn thuần so đấu với thần thức, anh tuyệt đối có thể chiến với thần vương. Vì vậy, đối với người khác mà nói thì cần chìa khóa cửa sau, đối với Trần Đức thì không cần. Cái này giống như một người khổng lồ đến trước nhà của người lùn, người khổng lồ còn cần chìa khóa để mở sao. Một lực giáng xuống. Cứ trực tiếp phá vỡ là được. Cứ đơn giản thô bạo như vậy. Huống chi, cửa sau của ba người mặc dù có chìa khóa, nhưng cuối cùng vẫn có khe hở, đơn giản hơn nhiều so với bình thường áp dụng công kích thần hồn. Công kích thần hồn giống nhau, bình thường có thể tạo nên một phần sát thương, nhưng trong tình huống bọn họ bị lưu lại ấn ký và lỗ hống. Đủ để tạo nên 10.000 phần sát thương. Trần Đức cũng không ngờ tam thần đại trận bọn họ luyện lại là thứ chẳng có gì lợi hại này. Một mặt, anh có hơi thất vọng, mặt khác cũng có vài phần ấn tượng với cái tên hại người đầy nham hiếm tên Thư Vân Phi này. Khi mọi âm thanh đều lâng xuống, trên sàn đấu võ,
không gian đột ngột xuất hiện một trận chấn động. Tiếp đó, hư không xé toạc ra một khe hở. Cổ Lục Đạo chậm rãi đi ra từ trong khe hở, áo dài trắng tung bay giống như thần tiên trên trời, từ phong thái đến cốt cách đều đẹp như tiên. Sau lưng ông ta, Lâm Chi Tâm và ba viện trướng khác là La Thiên Y, Diệp Trần, Tô Thiên Hải, bốn người lần lượt xuất hiện từ trong khe, chia làm hai bên trái phải Cố Lục Đạo. Năm người bước tới. Thoáng chốc, tất cả đều định thần lại từ trong chấn động và sợ hãi vừa rồi, mọi ánh mắt đều bị bọn họ hấp dẫn. Sáu viện trưởng lớn, hơn 20 vị trưởng lão, toàn bộ đều xuất hiện ở ngoại viện. Tình huống gì thế này? Ngày thường, ngoại viện có thể nhìn thấy một vị trưởng lão đã là điều cực kỳ xa xỉ rồi, muốn gặp viện trưởng thì xác suất không khác gì nằm mơ. Vậy mà hôm nay, bởi vì Âu Dã Tư Linh, ngũ viện trưởng đã tới, hơn 20 trưởng lão cũng đã tới, các đệ tử ngoại viện có thể nhìn thấy bọn họ, cuộc đời này sống cũng đáng. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ. Lúc này, ngay cả năm vị viện trưởng khác cũng tới đây. Bất kể là đệ tử nội viện hay ngoại viện, toàn bộ đều náo động kinh hoàng. Sôi nổi như vậy dù là mỗi năm một lần, đại thiên bí cảnh mở ra cũng chưa chợt có thể thấy được. Bọn họ đã tới đây bởi vì trận đánh của Trần Bát Hoang. Mấy chục ngàn bóng hình rối rít đứng dậy, hành lễ. Hoan nghênh viện trưởng. Hoan nghênh các vị viện trưởng. Giống như biến gầm, âm thanh ùn ùn kéo đến, mấy chục ngàn cao thủ thần tôn trổ lên đều khom người hành lễ đầy tôn kính. Lời nói không theo trật tự. Nhưng, cũng chính vờ lờ như vậy mà từng đường âm thanh cung kính kia vẫn liên miên bất tuyệt, trải qua hồi lâu vẫn không dứt. Cảnh này, toàn bộ vân tiêu giới, mấy ai có thế có, mấy ai mới xứng được. Phải biết rằng mấy chục ngàn người này ra ngoài, tùy tiện đến một thế lực nào đó cũng được đối đãi là khách quý, là cường giả. Dù là Trần Đức, trong lòng cũng tràn đầy chấn động. Lão già ở giữa chính là người ngày hôm đó lúc chúng ta đi ra từ suối Thiên Hỏa đã phát hiện ra. Tôi, trong thức hải, Linh Lung chăm chú nói, ông ta chuyên về tu hồn, nhưng về mặt tu võ cũng không kém. Ừ, không chỉ ông ta, năm vị viện trưởng còn lại cũng là trí cường giả, vẻ mặt Trần Đức mang theo vài phần tôn kính. Sáu vị viện trưởng, có lẽ anh không quen biết, cũng chưa từng gặp qua. Nhưng, có thể làm viện trưởng học viện Thánh Phong. Nhất định phải có chỗ hơn người, vượt xa người bình thường. Như cảnh giới, sáu người đều là thần vương. Cảnh giới thần vương, bốn chữ đơn giản nhưng chứa đựng quá nhiều thứ, so với thần tôn thì không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Mười cường giả cảnh giới thần tôn đỉnh phong phổ thông cũng chưa chắc là đối thủ của cường giả thần vương. Thần tôn có 99 cấp, nhưng thần vương lại rất đơn giản. Chỉ có 9 tầng. 9 tầng thần vương. Mỗi một tầng đề thăng đều khó hơn đề thăng 99 cấp thần tôn. Nhất trọng thiền vương, nhất trọng thiên. Thực lực mỗi tầng đều long trời lồ đất, hoàn toàn khác biệt. Mà đại viện trưởng Cổ Lục Đạo một trong sáu vị viện trưởng đã là thần vương đính phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thánh nhân. Cảnh giới và thực lực như vậy đều cực kỳ ít ỏi, tu hành tu hồn cũng vô cùng khó khăn, dù dõi mát ra toàn bộ vân tiêu giới, cũng vẫn là tồn tại quý. Hiếm như lông phượng và sừng lân. Sức chiến đấu hoàn toàn thuộc đỉnh cao. Năm vị còn lại, mặc dù yếu hơn Cổ Lục Đạo một chút, nhưng vẫn là tồn tại khiến hàng tí tí người ngắm nhìn bóng lưng. Khoảng mười mấy 20 phút sau, xung quanh toàn bộ sân đấu võ mới dần dần yên tĩnh trở lại. Sau đó, Cố Lục Đạo không phí lời một chút nào, ông ta đưa mắt về phía Trần Đức, đôi mắt đầy vẻ tán thưởng, say mê nói. Bát Hoang, lần này tới. Lão Phu chỉ có một chuyện, nhận con làm đệ tử thân truyền của mình, con có bằng lòng hay không? Lời này vừa nói ra. Từ trên xuống dưới sân đấu võ, ai nấy đều kinh ngạc, chấn động, hâm mộ vô cùng, tất cả đều xôn xao. Trần Bát Hoang quả thật là số mệnh nghịch thiên. Mới đến học viện Thánh Phong được bao lâu, không chỉ trở thành đệ tử nội viện, mà còn là đại viện trưởng đích thân nhận làm đệ tử. Phải biết rằng từ trước đến nay Cổ Lục Đạo chỉ có một đệ tử thân truyền. Đó là Diêu Mộng Vũ. Mà Diêu Mộng Vũ xếp thứ hai trong đời đệ tứ mới nhất, là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Đứng sau là Bàn Khai siêu cấp yêu nghiệt, siêu cấp nghịch thiên vẫn chưa quay về học viện Thánh Phong. Với Trần Bát Hoang, đây là một bước lên trời cực kỳ khoa trương. Hả, Trần Đức hơi sững sờ. Rõ ràng anh cũng không ngờ Cổ Lục Đạo đến đây vì mình.
Sau vẻ kinh ngạc, anh liền nói, đệ tử đồng ý. Có thể làm đệ tử của Cổ Lục Đạo, Trần Đức không có gì không bằng lòng cả, ông ta cũng đã là tồn tại chí cường giả rồi. Hơn nữa, trở thành đệ tử của ông ta, sau này, có Cổ Lục Đạo làm chỗ dựa, phiền toái của anh sẽ ít đi rất nhiều. Chí ít một vài cái cá thối tôm nát thích gây lộn cũng sẽ không dám trêu chọc anh nữa. Và lại, từ ánh mắt và vẻ mặt của Cổ Lục Đạo, có thể thấy sự chân thành của ông ta, không có ác ý gì khác. Ngay cả Linh Lung cũng ủng hộ Trần Đức Đồng. Ý. Được, không tệ. Cổ Lục Đạo hết sức hài lòng, trước đó ông ta còn có chút lo lắng Trần Bát Hoang không chịu, dù sao thì trong cơ thể anh cũng có một người khác đang ở nhờ. Giống như Thư Vân Phi cũng vậy, người trong cơ thể hắn chính là sư tôn của hắn, cho đến bây giờ, Thư Vân Phi cũng chưa từng bái sư. Sớm biết thuận lợi như vậy, Cổ Lục Đạo đã đi ra từ lâu. Nếu là đệ tử của ta, vậy thì ta sẽ đưa cho con một chút quả ra mắt, là tử linh thạch, ở đáy cỏ. 100.000 cân tử linh thạch. Ông ta vung tay lên. Một túi đựng đồ đặc biệt rơi về phía Trần Đức. 100.000 cân tử linh thạch, lòng Trần Đức khẽ nhúc nhích, đây là một khoản tài nguyên tương đối khá đẩy. Anh nhận lấy túi càn khôn, đang muốn cảm ơn thì Cổ Lục Đạo lại nói tiếp, thứ hai là một món hồn kỹ cao cấp bậc thiên. Nói xong, một luồng sức mạnh thần hồn dập dờn bay về phía Trần Đức, anh không có chống cự, để mặc cho nó xông vào thức hải. Ngay sau đó, anh liền cảm nhận được sự tồn tại của bộ hồn kỹ này. Lục đạo luân hồi. Bốn chữ bá đạo. Dạo dực trong lòng mình, Trần Đức thật sự kích động. Hồn kỹ cao cấp bậc thiên. Loại hồn kỳ này cực kỳ chân quý, vô cùng hiếm hoi, không đoán nhầm thì có khả năng là hồn kỹ áp trục của Cố Lục Đạo. Mà ông ta lại truyền hết toàn bộ cho Trần Đức. Trong lòng Trần Đức rất cảm động. Cuộc đời này anh có thể gặp được rất nhiều người như Sử Gia, Linh Lung, Trình Lâm Phong của Lưỡng Nghi Tông, như vậy đã cực kỳ may mắn rồi. Hôm nay, anh lại gặp được một chí cường giả thần vương đỉnh phong móc tim móc phổi không giữ lại chút gì vì anh Cổ Lục Đạo. Ngay cả bán thân Trần Đức cũng cảm thấy số mệnh anh thật tốt. Hồn kỹ cao cấp bậc thiên. Võ kỹ cấp bậc thiên này vốn là tồn tại trong truyền thuyết, chưa bao giờ nghe, cũng chưa từng thấy. Nhưng hôm nay có rồi. Trần Đức có một loại cảm giác như ảo mộng. Thứ ba, Bát Hoang, con đi theo thầy đến, Cổ Lục Đạo dùng một luồng sức mạnh thần hồn bao bọc lấy Trần Đức, trong nháy mắt đưa anh rời khỏi võ đài. Chưa đến 10 cái hít thở, bọn họ đã đến một nơi trong cổ điện. Cổ điện tối om, trống rỗng, không nhìn thấy được cái gì. Nhưng, ở đây Trần Đức giống như nghe thấy từng âm thanh chậm rãi như chuông lớn đại lữ, thỉnh thoảng truyền ra rất kỳ quái, quỷ dị. Bát Hoang, liên quan đến bí mật trên người con. Thầy sẽ không hỏi nhiều, nhưng nếu con là người tu cả hồn cả võ, vậy thì ở đây có một thứ đồ rất thích hợp với con. Cố Lục Đạo vung tay lên. Trong điện đường trống trải, sàn nhà chế tạo từ sắt thép đột nhiên tách ra về hai hướng. Tiếp đó, một vực sâu hiện lẽn trước mắt Trần Đức. Trên vách đá dựng đứng hai bên vực sâu có kỳ hoa dị thảo sinh trưởng, thậm chí có mấy con linh thú cặp mắt tràn đầy trí khôn đang bay liệng và chạy băng băng. Sâu trong lòng đất giống như một thế giới khác. Sư tôn, nơi này là Cố Lục Đạo, núi Vạn Long, chắc hắn con cũng biết. Vâng, Trần Đức gật đầu, đương nhiên anh biết, trước đó đã nghe từ Phong Nhật qua, núi Vạn Long là một dãy long mạch, trong núi có tồn tại linh tinh, đồng thời cũng giam giữ em trai của lão tổ học viện Thánh Phong. Trần Đức nhớ rất rõ ràng, từ Phong đã từng nói, nếu muốn vào núi Vạn Long thì phải được sự cho phép đặc biệt của đại viện trưởng. Nơi này là một bên góc của núi Vạn Long, là thầy và năm vị viện trưởng liên thủ cắt ra một góc tương đối an toàn, Cổ Lục Đạo chậm rãi nói. Chỉ cần con không ra khỏi các điểm nút mà thầy và mấy vị viện trưởng thiết lập, đổi với con mà. Nói, nơi này chính là một vùng đất tu hành tuyệt. Vời! Trần Đức chăm chú nhìn vực sâu dưới chân mình, cảm nhận dao động thần hồn đến từ đó thì chợt kinh ngạc, đúng thật, đây là một địa điểm rất tốt để tỏi luyện thần thức. Đến lúc này anh mới hiểu được tại sao cả đại điện trống trải lại có động tĩnh như tiếng chuông lớn gõ vang như thế. Đó không phải là âm thanh, mà rung động đến từ sâu trong linh hồn. Vực sâu đó giam giữ em trai lão tổ, ổng ta cũng là một võ giả tu hồn, sau khi tẩu hỏa nhập ma thì thần hồn ảnh hưởng đến toàn bộ núi Vạn Long, nếu bây giờ con tỏi luyện thần hồn thì xác chắn sẽ làm một được 10. Cổ Lục Đạo dừng lại một chút,
bổ sung thêm. Tất nhiên, bên trong còn giam giữ một linh thú thần tôn đỉnh phong, không có việc gì thì con cũng có thể khiêu chiến. Cảm ơn sư tôn, Trần Đức hơi kích động, theo lời cổ lục đạo nói thì góc núi Vạn Long này thật sự rất thích hợp với võ tu song tu như anh. Dù là thần hồn, hay tu võ, đều có thể thực hiện được. Bát Hoang, sau khi xuống đó con nhất định phải nhớ kỹ hai điều. Thứ nhất, nhớ kỹ không được vượt qua kết giới mà sư tôn và năm vị viện trưởng đã răng. Thứ hai, con chỉ có nhiều nhất là nửa năm, sau nửa năm thì đại thiên bí cảnh sẽ mở ra, khi đó con có thể thử vào xem có đột phá lên thần vương được không. Tuy khả năng thành công rất thấp, nhưng nhỡ như được thì sao? Thời gian nửa năm, từ thần tôn 60 giai đạt tới thần tôn đỉnh phong, đột phá thần vương, gần như là điều không thể. Nhưng, cổ lục đạo vẫn không muốn Trần Bát Hoang lỡ mất cơ hội đó, dù sao thì lớp trẻ ngày càng yêu nghiệt, có được thiên phú không gì sánh bang, liên tục tạo ra kỳ tích. Nhớ đâu, lại có kỳ tích xuất hiện thì sao? Dạ sư tôn, con đã nhớ rồi, Trần Đức cung kính trả lời. Tuy con chỉ có nửa năm, sư tôn cũng không đề nghị con ở trong đó cả nửa năm, suy cho cùng thì tu võ cũng phải rèn luyện từ chiến đấu thì mới trưởng thành toàn diện được. Không có kinh nghiệm thực chiến, dù cảnh giới cao thì cũng có thể. Bị võ giả cảnh giới thấp chém giết vượt cấp, cổ lục đạo bùi ngùi nói. Dạ, Trần Đức gật đầu, cổ lục đạo nói đúng, không trải qua thực chiến, tất cả cũng chỉ là lý thuyết suông. Cũng như một vài người luyện võ thuật cổ truyền của Hoa Hạ, người học võ chỉ biết học những chiêu thức có sẵn, khi đánh thật thì sợ đến nỗi mắt cũng không dám mở ra, thì làm sao mà đánh được nữa. Thời gian nửa năm quá dài, anh đâu có nhất thiết phải tu cả nửa năm. Được, nếu đã biết rồi thì xuống đó đi, cổ lục đạo khá hài lòng với đệ tử trước mắt mình. Có thể nói, Trần Bát Hoang là người thứ ba được ông ta tán thành sau Diêu Mộng Vũ và Bàn Khai. Thậm chí, thiên phú của anh còn vượt xa Diêu Mộng Vũ. Còn việc anh có vượt qua được đệ nhất thiên tài Bàn Khai hay không thì cũng khó nói. Sư tôn, trước khi xuống đó, con có một chuyện. Cần nhờ, sập bế quan, Trần Đức không yên tâm về Âu Dã Tư Linh và Tử Phong. Con đang muốn nói đến Âu Dã Tư Linh cùng với người bạn Tử Phong kia đúng chứ? Cố lục đạo mạnh đến mức nào? Linh cảm với thần hồn của ông ta có thể nói là mạnh đến mức người bình thường không cách nào tưởng tượng nổi. Từ góc độ nào đó mà nói, ông ta có thể cảm nhận được một vài suy nghĩ trong đầu từ tính cách con người Trần Đức. Không phải cố tình dò xét, mà là ông ta thật sự quá mạnh mẽ, dù đã cố gắng tránh né, không thăm dò, nhưng cũng có thể nhận thấy được. Con yên tâm, sau khi con bế quan sư tôn sẽ sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ, Từ Phong cũng sẽ là một ngoại lệ, được trô thành đệ tử nội viện, giao cho lục viện trưởng dần dắt. Cảm ơn sư tôn, thế thì, con xuống đây. Đi đi. Trần Đức tung người nhảy xuống vực sâu. Cổ lục đạo thấy thế bèn chậm rãi đóng con đường dần xuống vực sâu lại, sau đó, ông ta biến mất. Bên dưới vực sâu, Trần Đức cảm nhận bản thân mình không ngừng rơi xuống. Quá trình rơi kéo dài đâu đó 10 phút, thì anh mới rơi dầm xuống đất. Nơi này, như một vùng trời hoàn toàn khác, rõ ràng là vực sâu nhưng lại có thể thấy được bầu trời trên đỉnh đầu. Xung quanh anh là hoa thơm cỏ lạ. Mỗi một gốc cây đều cao tới 100 mét, hệt như một khu rừng nguyên thủy được phóng to lên. Vừa đến nơi này, thần hồn của Trần Đức đã có chút bất ổn, hơi thở hỗn loạn, điên cuồng, máu tanh và giết chóc đang ảnh hưởng đến anh. Lúc này, anh bắt đầu tu hành tại chỗ, mượn hơi thở đó để tỏi luyện thần thức, dùng thần thức để đối chiến. Đồng thời, anh cũng bắt đầu cảm nhận hồn kỹ cao cấp, bậc thiên mà cố lục đạo đã truyền lại. Lục đạo luân hồi. Những ký tự và hình vẽ bắt đầu trôi nối xoay quanh trong đầu anh. Phù, hồn kỹ mạnh thật. Trần Đức có chút kinh ngạc, anh luyện tập theo hồn kỹ, sau khi chuyến động một lát thì chẳng có đầu mồi nào nữa, anh chẳng hiểu gì. Đây là lần đầu tiên. Chắc chắn là lần đầu tiên từ trước đến nay. Nên biết rằng, từ khi anh bước lên con đường võ giá này, dù là võ kỹ nào anh cũng có thể bắt đầu lĩnh ngộ được ít nhiều rất nhanh. Nhưng lục đạo luân hồi này khiến anh phái tròn mặt nhìn như thiên thư. Phù, đừng hấp tấp, lại lần nữa. Trần Đức không vì thế mà từ bỏ, anh vẫn kiên trì luyện tập, tiếp tục nghiên cứu, đồng thời, lực thần hồn trong không gian cũng dần trưởng thành. Cách bấy ngày anh lại đối một trò khác nhau. Đi sâu vào trong núi rừng, mạnh mẽ gia tăng mức độ tôi luyện thần hồn lên cao. Khoảng một tháng sau,
Trần Đức đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ hào hứng và vui sướng. Lục đạo luân hồi, cuối cùng anh cũng lĩnh ngộ được phần nào. Suy nghĩ chợt hiện, thần hồn mạnh mẽ như biển lớn, ập xuống ào ào như thác đố, trong thức hải, hào quang thần thức màu vàng rực sáng. Trong phút chốc, Trần Đức đã bị hào quang màu vàng đó bao trùm. Lục đạo luân hồi. Anh nhầm về phía một gốc cây già khỏ cằn, kết ấn quyết, bắt đầu tấn công. Chẳng mấy chốc, có thể thấy rất rõ, giữa không trung lại, xuất hiện những xiềng xích trật tự mang theo phép tắc thiên đạo đầy khủng bố đan xen, không gian cũng bị hào quang màu vàng bao phủ. Gốc cây già khô cằn chẳng còn phiến lá nào như được xoay ngược thời gian, lớp vỏ cằn cồi đã dần biến mất, trở nên đầy sức sống và khỏe mạnh, sau đó. Chẳng mấy chốc đã biến thành một mầm cây. Suy nghĩ của Trần Đức chợt hiện, cải già lại trở về với vẻ vốn có của nó. Thế nhưng, ngay sau đó, vầng sáng màu vàng biến mất, Trần Đức dừng lại, mồ hôi trên trán rơi như mưa, sắc mặt có vẻ trâng bệch, cảm giác mệt mỏi và suy yếu xuất hiện trong tâm thức. Lục đạo luân hồi hao tổn quá nhiều sức lực, dù anh là người có thần hồn mạnh mẽ cách mấy cũng không thế nào chịu nổi. Có điều vẫn may là cuối cùng cũng có chút tiến triển, khóe môi Trần Đức hiện lên nụ cười thỏa mãn. Một chiêu lục đạo luân hồi này quá biến thái, thật sự có thể thực hiện luân hồi trên người đối thủ. Khiến đối phương từ người già thành thanh niên, hay từ thanh niên hóa thành một đứa trẻ. Trần Đức không dám tưởng tượng, nếu chiêu này được luyện đến mức mạnh nhất, áp dụng vào thực chiến, trực tiếp biến một người bình thường thành trẻ con, thì kẻ đó còn đánh thế nào được nữa. Nếu có thể biến một cao thủ đã về già trở nên trẻ trung, liệu họ có thể lấy lại được lực chiến mạnh nhất không? Hồn kỹ này có thể nói là nghịch thiên đến không thể tả. Cũng chẳng trách anh chỉ mới lĩnh ngộ được chút gia lông, đã có thể dần xuất ra quy tắc trật tự thiên địa, cũng chỉ có dùng đến trật tự thiên địa, nghịch chuyển càn khôn thì mới tạo ra hiệu quả kinh người như thế thôi nhỉ. Một chiêu này, e là công pháp nhét tận đáy hòm của cổ lục đạo. Đáng tiếc, tiến độ quá chậm, nếu có thể nhanh hơn một chút thì tốt quá, Trần Đức bất đắc dĩ thở. Dài. Cùng lúc đó. Trong học viện Thánh Phong, trên một đỉnh núi, bên trong cố điện, hình ảnh trong kết giới dưới vực sâu đang hiện lẻn rất rõ ràng giữa hư không. Trước hình ảnh đó là Cố Lục Đạo với vẻ mặt hoảng sợ, rung động và cạn lời. Người bình tĩnh như ông ta cũng phải lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp mặt. Thằng nhóc này còn chưa thỏa mãn nữa hả? Nửa tháng, trước đó khi sư tôn truyền cho mình lục đạo luân hồi, mình còn phải mất tận 3 năm mới đụng tới tí gia lông. Trần Bát Hoang thật sự khiến ông ta phải giật mình. Đế sư tôn thả địa long thú ra dạy cho con một bài học, Cố Lục Đạo khẽ hất tay vào hư không. Bỗng nhiên, đầu ngón tay ông ta xuất hiện một chú ấn, nó trực tiếp phá tan hư không xông vào. Ngay sau đó, Cố Lục Đạo vung tay lên, hình ảnh không gian biến mất, ông ta không muốn xem tiếp nữa, ở đó. Xem nữa chắc ông ta hâm mộ chết mất, cùng lúc đó, bên trong vực sâu. Trần Đức vừa nuốt mấy viên đan dược, tiếp tục tôi luyện thần thức đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm chấn động, anh mở to mắt. Khi anh vừa mở mắt ra, trước mặt anh đã xuất hiện động tĩnh ầm ầm, đất trời rung động, cây cối nghiêng ngả, như thể trong lòng đất đang có một con thú lớn xoay người vậy. Linh thú thần tôn đỉnh phong đó y tê Trần Đức mở thần thức, lập tức cảm nhận được một hơi thở mạnh mẽ điên cuồng đang đến gần, anh tung người, mạnh mẽ nhảy lên. Sau khi anh tung người lên cao thì mặt đất chỗ anh vừa đứng bỗng nhiên nứt toác ra, đá vụn lăn vòng, một cơ thể khổng lồ như núi nhô lên. Gào. Cùng với tiếng gào giống đó là trời long đất lở, thiên địa biến sặc. Gốc cây cao trăm mét, cổ thụ vài trăm mét ầm ầm nổ tung. Bán kính mấy trăm mét trực tiếp biến thành bình địa. Dù lè hoa cỏ cây cối hay cúng cỏi như đá tảng cũng hóa thành bột mịn, chẳng sót lại chút gì. Mẹ, Trần Đức trợn mắt há hốc miệng. Nhìn sinh vật bất thình lình xuất hiện, không nhịn được chửi tục. Thứ nhất, tất nhiên động tĩnh là do nó tạo ra. Thứ hai, là dáng vẻ của con thú này. Đập vào mét anh, là cơ thể khổng lồ to bằng cả ngọn núi, ít nhất cũng phải cao tới mấy trăm mét. Trên lưng nó là một lớp vỏ, tương tự mai rùa nhưng không băng phẳng như rùa, mà có những gai nhọn khổng lồ, cũng giống hệt như một ngọn núi nhỏ, sắc bén. Tóm lại, nó chính xác là một con thú vô cùng cứng rắn. Trần Đức dám chắc cái mai của nó thôi đã mạnh hơn lĩnh khí bình thường không biết bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa, đó chỉ mới là một bộ phận của nó mà. Thôi,
tay chân nó còn được một lớp vảy cứng như sợi thép màu đen bao bọc, vuốt như rồng, đầu như báo. Đỉnh đầu nó còn có một thứ màu đỏ gạch, trông như cái mào gà, toàn thân trên dưới đầy đất và đá, tổng thế mà nói, nó giống rùa, giống rồng rồi lại giống báo. Đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Trần Đức, sau tiếng rít gào, nó lại đột ngột bay lên, lao về phía anh. Nó không hề chậm chạp vì cơ thế khổng lồ của mình, ngược lại còn nhanh đến bất ngờ. Như một mũi tên lao thẳng về phía mục tiêu. Má nó, đang tranh thủ lúc mình bệnh đế giết chết mình đấy hả, Trần Đức hùng hổ, chẳng nói chẳng rằng xoay người bỏ chạy. Anh vừa mới thực hiện lục đạo luân hồi, đang lúc suy yếu, linh thú trước mặt lại vừa hay đang ở cảnh giới thần tôn đỉnh phong, đánh thế quái nào được. Thi triển cửu trọng cực ảnh, Trần Đức lên trời xuống đất, tìm đủ đường tránh né, chật vật không sao tả nổi. Mỗi lần địa long thú tấn công đều tạo thành động tĩnh rất lớn, đất trời biến sắc, Trần Đức suýt bị nó đánh trúng mấy lần. Khoảng 7-8 tiếng sau đó, Trần Đức vẫn luôn trốn chạy, mãi đến khi thực lực hồi phục kha khá anh mới bắt đầu chiến đấu. Buộc lòng phải thừa nhận địa long thú rất mạnh, nhất là khả năng phòng ngự, dù Trần Đức dùng cửu trọng cửu ánh, cộng thêm nhân vương ẩn cũng không thể tổn thương cọng lông nào của nó. Chí là, cũng may địa long thú trông có vẻ hung ác, nhưng dường như không có ý định giết anh, ngược lại còn giống đang huấn luyện. Rèn luyện anh. Thế thì, Trần Đức có thể yên tâm rồi. Có điều, tuy địa long thú không giết anh, lại tổn thương anh không nế nang gì. Tóm lại là trừ việc không giết chết anh, cái gì nó cũng làm. Khoảng thời gian ngắn sau đó, anh đều lặng lẽ tu luyện bên trong. Vừa tìm hiểu lục đạo luân hồi, vừa chiến đấu với địa long thú, đồng thời rèn luyện thần thức nhờ dao động thần hồn trong kết giới. Hơn 2 tháng sau, rầm, dưới vực sâu, một âm thanh rung động đất trời vang lên, địa long thú trực tiếp văng ra xa. Nó trúng một bát hoàng ấn của Trần Đức, cơ thể cao lớn lăn quay mấy chục mét. Gào, địa long thú rít gào, không phục, lại xông tới. Trần Lôi ấn, Bình Thiên ấn, Nhân Vương ấn, Ly Hỏa, ra, vạn. Trần Đức đứng giữa trời, thực hiện nhân vương tam ấn trong nháy mắt, ly hỏa trong người ùn ùn kéo theo những tia sét, kèm theo vạn tự thiên âm chặn hết mọi đường lui của địa long thú. Rầm, lại là tiếng động thật lớn, địa long thú lại văng ra xa, bị thương nặng, có thể thấy rất rõ cái mai cứng cáp của nó cũng nứt ra, cả người bị thương rất nặng. Lục đạo luân hồi, cơ thể Trần Đức dần hạ thấp xuống, khí huyết trong người quay cuồng, linh khí màu vàng xen lẫn lực thần hồn bắt đầu khởi động. Từ trên cao chảy, dọc xuống như ngân hà. Ong ong, ấn ký đại đạo hiện lên, những sợi xích trật tự quấn quanh, hơi thở khủng bố của Trần Đức tản ra ngập trời, vỏ số phép tắc, đại đạo hướng về địa long thú. Sau đó, vết thương trên người địa long thú dần hồi phục lại như cũ, mặt mũi nó cũng trẻ dần ra, cơ thể thu nhỏ lại, tiếp tục nhỏ lại, nhỏ lại. Từ già, xuống trung niên, lại thành thiếu niên. Địa long thú mấy trăm mét, cuối cùng chỉ còn to cỡ bán kính 10 mét, trông chẳng còn hung dữ tí nào, ngược lại còn khá đáng yêu. Tiếp đi, danh con. Trần Đức nhếch miệng cười, vò tới trước mặt nó, trực tiếp dùng thể thuật chơi với địa long thú. Địa long thú bị đánh gào khóc thảm thiết, không ngừng bỏ chạy. Khoảng nửa tiếng sau, địa long thú thoát khỏi lục đạo luân hồi, cuối cùng cũng trở về hình dạng cũ. Sau đó nữa, nó chui xuống lòng đất, chạy mất dép không thèm quay đầu lại, mặc cho Trần Đức kêu gào cách mấy cũng không lưu luyến. Cảm ơn nha lão già. Trần Đức hét lên với địa long thú, tỏ lòng biết ơn, trong 2 tháng này, nếu không có địa long thú thì anh đã chẳng trưởng thành được nhanh như thế. Cũng đã nắm vững được phần nào lục đạo luân hồi, sơ sơ là có thể khống chế được thần tôn đỉnh phong nửa tiếng. Dù có là người mạnh cách mấy, có là thần vương đi chăng nữa, thì Trần Đức cũng biết mình có thể khống chế họ một khoảng thời gian, đừng nói là nửa tiếng, vài phút thôi cũng được. Một trận chiến sống còn, vài phút là quá đủ rồi. Lúc này, Trần Đức đã đến bên cạnh kết giới, dao động thần hồn trong kết giới dưới vực sâu này đã không thể ảnh hưởng đến anh được nữa. Bên cạnh là kết giới vô hình, trong suốt, chỉ có chạm vào thì mới xuất hiện chút gợn sóng, ngăn cản bước chân Trần Đức. Kết giới này cũng không ghê gớm gì mấy. Chỉ là một lá chắn thần thức dạng tường rào, ngăn cản quá nhiều dao động thần thức lan tràn vào trong kết giới mà thôi, mình muốn bước qua cũng rất dễ dàng, Trần Đức quan sát kết giới rồi bắt đầu tự hỏi. Anh, rốt cuộc có nên vượt qua kết giới không? Đứng trước kết giới,
Trần Đức thật sự do dự. Anh cực kỳ muốn vượt qua kết giới này. Thứ nhất, là vì lực thần hồn trong kết giới này đã không còn chút tác dụng gia tăng rèn luyện với anh, địa long thú cũng bị anh đánh bại, kết giới không còn tính khiêu chiến nữa. Thứ hai, anh cực kỳ tò mò về em trai của lão tổ học viện Thánh Phong, 3.000 năm trôi qua, rốt cuộc ông ấy thế nào rồi? Sau khi tấu hỏa nhập ma, có còn sống không? Anh có suy nghĩ, nhỡ đâu anh có thể giúp người đó thoát khỏi tấu hỏa nhập ma, lấy lại sự tỉnh táo thì sao? Huống chi, trong núi Vạn Long còn có linh tinh. Theo lời Từ Phong nói thì có vé còn rất nhiều. Vượt qua kết giới, chính là một thế giới hoàn toàn khác. Sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Linh Lung, cô nghĩ tôi có nên bước qua nó không? Trần Đức không quyết định được, hỏi Linh Lung. Linh Lung nghĩ nghĩ, nói. Bó đi bát hoang, đế lần sau đi, chỉ một bước chân qua đó thôi, sẽ lè người của 3.000 năm trước, thậm chí là linh thú mạnh mẽ hơn, nếu thật sự gặp phái nguy hiểm, dù là tôi cũng chưa chắc đã cứu nổi. Trần Đức im lặng, cứ suy nghĩ mãi. Cuối cùng, anh rời khỏi đó, không bước qua kết giới. Thứ nhất, anh không phái người thích mạo hiểm, vì một thứ không xác định mà cược cả tánh mạng của mình, thật sự không có lời. Thứ hai, anh đã hứa với cổ lục đạo là sẽ không vượt qua kết giới, thì nhất định phải làm được. Nhưng mà, núi Vạn Long này anh đã nhớ trong lòng rồi, nếu có cơ hội nhất định phải vào xem. Thôi không nghĩ nữa, Trần Đức lại nói, tiếp tục ở đây cũng vô dụng thôi, tốt nhất là trở về Học viện Thánh Phong. Học viện Thánh Phong, nội viện, lúc này, trước phòng của Trần Bát Hoang, có hai người con trai. Một người trong đó là Từ Phong hơi béo, một người khác là võ giả tuổi tác gần bằng anh ta, cũng vậy, béo. Không đô la Mỹ với Từ Phong, còn béo hơn một chút. Trên người là đạo bào màu đen, trông như một đạo sĩ. Thế nhưng, cảnh giới anh ta còn rất yếu. Còn yếu hơn cả Từ Phong. Cũng là thông thần tam trọng. Người này, cực kỳ cung kính với Từ Phong, cảm giác đứng ở nội viện cứ nơm nớp lo sợ. Anh ta là ai? Đoạn Nguyên, Lưỡng Nghi Tông, người có được huyết mạch Lưỡng Nghi, Đoạn Nguyên. Tiền bối Từ Phong này, Tông, rốt cuộc khi nào Tông chủ mới xuất quan, tôi đã chờ suốt một tuần lễ rồi ấy. Vẻ mặt Đoạn Nguyên đầy tôn kính, anh ta cứ tưởng có được huyết mạch Lưỡng Nghi, nhảy vọt từ cảnh giới thiên tôn lên thông thần tam trọng trong khoảng thời gian ngần như vậy là đã không tệ, đã nghịch thiên lầm rồi. Nhưng mà... sau khi vào Học viện Thánh Phong anh ta mới chính thức hiểu được đâu mới là nghịch thiên thật sự, đâu mới là châu bò. Tùy tiện chọn bừa một võ giả ở đây thôi cũng đã là sự tồn tại của cấp bậc thần tôn rồi. Hoàn toàn không thua kém gì kẻ từng giam giữ và trà đạp bọn họ, đứa con thứ 14 của Ưng Chiếu, Ưng Thương. Đạo hữu, nói bao nhiêu lần rồi, đừng có khách sáo như thế, cứ gọi tôi là Từ Phong được rồi, Từ Phong nói, nhưng mà cứ chờ một chút nữa đã. Tôi chỉ biết Trần Đức bế quan, thậm chí còn không biết rõ là bế quan ở nơi nào chứ đừng nói đến lúc kết thúc, hoàn toàn không thể tìm được người mà. Nhưng mà chuyện này thật sự rất gấp, Đoạn Nguyên nói vội, nếu Tông chủ bỏ lỡ thì sau này chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Đạo hữu, cậu nói là 7 ngày sau cái cô Hoa Linh Vi đó mới bị xử tử mà. Từ Đông Nguyên đến đó cần tới 3 ngày, thời gian còn dài, chờ thêm chút nữa đi. Hai ngày sau nếu Trần Đức vẫn chưa trở về thì tôi dẫn cậu đi tìm đại viện trưởng, được không? Từ Phong hứa hẹn. Theo lý mà nói, anh ta không thể gặp được đại viện trưởng, nhưng theo như lời Đoạn Nguyên nói. Cái cô Hoa Linh Vi từ Tiêu Lôi Môn đó thật sự là người con gái của Trần Đức thì chuyện này nhất định phải báo. Dù có phải dập đầu xin cũng phải gặp được đại viện trưởng. Được rồi, Đoạn Nguyên thở hắt ra, anh ta đã chờ 7 ngày rồi, sẽ không ngại chờ thêm 2 ngày nữa. Dù sao anh ta có thể tới Học viện Thánh Phong đã là may mắn trong may mắn rồi, nếu tốt số hơn chút nữa, còn được gặp cả viện trưởng Học viện Thánh Phong, nào có dễ dàng đến thế. Đoạn Nguyên, sao cậu lại ở đây? Khoảng vài phút sau, đột nhiên một bóng người đáp xuống trước mặt Từ Phong và Đoạn Nguyên. Đó là Trần Đức. Tông chủ, nhìn thấy anh, Đoạn Nguyên giật bẩn cả người, sau đó lập tức cung kính chào. Đúng lên đi, tôi với cậu không cần phải khách sáo như thế. Đoạn Nguyên, tôi báo cậu bế tông tu hành ở Lưỡng Nghi Tông cơ mà. Sao lại ra ngoài, Trần Đức lại hỏi. Tông chủ, tôi đến đây vì có việc gấp, rất gấp, Hoa Linh Vi. Cô ấy xảy ra chuyện lớn rồi, Đoạn Nguyên sốt ruột. Vào trong nói.
sắc mặt Trần Đức chợt thay đổi, dẫn Đoạn Nguyên và Tử Phong vào trong diện. Bấy giờ, anh đã trở thành đệ tử thân truyền của đại viện trướng, tất nhiên nơi ở cũng cao cấp hơn, một mình ở trên một đỉnh núi, hào hùng nguy nga như điện thần tiên, rộng rãi thoáng mát. Thậm chí còn có người hầu riêng, có trang phục riêng. Đoạn Nguyên hết sức xúc động, Trần Bát Hoang bây giờ địa vị ngày càng cao, thực lực của anh, Đoạn Nguyên hoàn toàn không thế nào nhìn thấu. Trần Đức vừa vào đến đã báo người hầu ra ngoài, nói tiếp, mau nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Được. Bấy giờ Đoạn Nguyên mới nhanh chóng kể lại mọi chuyện. Thì ra là trong khoảng thời gian vừa qua, tuy Lưỡng Nghi Tông bế tông nhưng vẫn chú ý đến tình hình Bắc Hoang, để tránh lỡ mất tin tức quan trọng. Hơn 2 tháng trước, nhà họ Ưng đã giành ra được một tay sau những tổn thất khổng lồ trước đó và luôn truy lùng Trần Đức, có thể nói là khiến Bắc Hoang nghiêng trời lệch đất. Đáng tiếc, vẫn không thể tìm được. Có điều, khoảng nửa tháng trước, không biết thế nào mà nhà họ Ưng đột nhiên tra ra được sự tồn tại của Hoa Linh Vi. Cũng biết được Hoa Linh Vi và Trần Đức có quan hệ không rõ ràng. Sau đó, Ưng Chiếu cử đứa con thứ 8 là Ưng Lôi đến Tiêu Lôi Môn đòi người. Kết quả, Ưng Lõi đến Tiêu Lôi Mòn, còn chưa thấy cô Tư thì đã trung tiếng xét ái tình với thánh nữ Tiêu Lôi Môn, Ấn An Sương. Hẳn ta chẳng những bắt Tiêu Lôi Môn giao Hoa Linh Vi ra mà còn muốn cưới Ấn An Sương. Dù Tiêu Lôi Môn là thế lực nhị phẩm hạng nhất nhưng thực lực thua kém nhà họ Ưng rất nhiều, đối mặt với áp lực từ nhà họ Ưng, tông chủ Tiêu Lôi Môn hết cách, đành phải nhận xính lễ. Hơn nữa còn đồng ý 7 ngày sau, đích thản tông chủ Tiêu Lôi Môn phải đưa Ẩn An Sương và Hoa Linh Vi đến nhà họ Ưng. Nhưng mà, Đoạn Nguyên dừng lại một chút, nói tiếp, thánh nữ Tiêu Lôi Môn và cô Tư biết chuyện này thì đã liên thủ giết chết Ưng Lôi, không cho hần ta rời đi. Không có gì để nghi ngờ, hành động của Ấn An Sương và Hoa Linh Vi đã trực tiếp chọc giận Ưng Chiếu. Ông ta nói rằng, chỉ có thời gian 7 ngày. Trong vòng 7 ngày, Tiêu Lôi Môn phải giao hai người ra, nếu không sẽ san bang Tiêu Lôi Môn. Chờ Đoạn Nguyên nói xong thì sắc mặt Trần Đức đã hoàn toàn biến thành vẻ hung ác và nguy hiểm, trầm giọng, thánh nữ Tiêu Lõi Môn và Linh. Vi có bị cái gì không? Tạm thời không có. Nhưng hai người họ đã bị tông chủ Tiêu Lôi Môn nhốt lại, không được rời khỏi Tiêu Lôi Môn nửa bước, Đoạn Nguyên nói. Được rồi, sắc mặt Trần Đức âm u, lão chó già Ưng Chiếu đó, thật sự tưởng rằng Trần Bát Hoang này dễ bắt nạt lắm hả? Một khi đã như vậy, thì lần này tôi sẽ cho ông ta phải trả một cái giá đắt. Nhà họ Ưng, lại là nhà họ Ưng. Trước đó, chuyện của Ưng Thanh Vũ và Âu Giã Tư Linh đã khiến anh ghi tạc mối thù vào lòng. Chuẩn bị một ngày nào đó tới đòi nợ nhà họ Ưng. Không ngờ anh còn chưa tới, thì nhà họ Ưng đã bắt đầu kiếm chuyện với anh rồi hả? Sắc mặt Trần Đức cực kỳ khó coi. Xem ra lần trước anh chém giết hai thần vương nhà họ, Ưng Chiếu vẫn chưa rút được bài học nào. Nhưng, đó cũng là điều anh đoán trước, lần trước tuy anh đã thắng, nhưng cũng là may mắn, dựa vào rất. Nhiều thú Đoạn Nghịch Thiên cùng với báo vật và trận pháp không thể phục chế. Dù thế, cuối cùng anh vẫn bị nhà họ Ưng đuổi đi, dẫn theo Ưng Thanh Vũ, trốn đi hết sức chật vật. Có lẽ, nhà họ Ưng thật sự xem anh là quả hồng mềm dề bóp rồi. Lão chó già họ Ưng, một khi đã như vậy thì thù mới hận cũ, cùng tính một lượt cho rõ ràng thỏi, Trần Đức hít sâu một hơi, trong lòng đã có kế hoạch. Trong cổ điện, Trần Đức nhắm hai mắt lại, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, nói. Đoạn Nguyên, cậu về Lưỡng Nghi Tổng trước đi. Nói với Lão Trình, bảo ông ấy 7 ngày sau dẫn mọi người trong tông môn đến nhà họ Ưng chờ tôi. Rõ, tông chủ, Đoạn Nguyên cung kính đáp, hào hứng nói, tông chủ, không biết lần này anh chuẩn bị dẫn bao nhiêu người đến nhà họ Ưng. Lưỡng Nghi Tông đã nhịn suốt 3 tháng rồi, mấy tháng nay từ tông chủ đến trưởng lão, cả chấp sự và đệ tử tuy là đang bế quan, nhưng trong lòng vẫn nghẹn một cục tức. Cục tức này đến từ nhà họ Ưng. Nếu không phải vì nhà họ Ưng, chắc chắn bọn họ đã không phải trốn chui trốn nhũi ô cái nơi. Hoang vớp khỉ ho cỏ gáy, cả cửa tông môn cũng không dám bước ra. Cục tức này vần nghẹn ở đó rất lâu, nghẹn thành bệnh, mỗi người đều mong đến cái ngày được đánh ngược trở về. Cái ngày này thật sự đến rồi ư. Đoạn Nguyên biết, với sức mạnh của Trần Đức hiện nay, tùy tiện dằn vài người ở học viện Thánh Phong trở về thôi là đủ để báo thù rồi. Chỉ một mình tôi, lời nói hết sức bình tĩnh và hờ hững. Cái gì? Lời vừa nói ra, Đoạn Nguyên hết sức kinh ngạc,
dù nhà họ Ưng không bằng ngày xưa, nhưng Ưng Chiếu vẫn còn đó cơ mà. Ưng Chiếu là thần vương đó. Hơn nữa, có trời mới biết nhà họ Ưng còn những lão bất tử nào vẫn đang sống nhăn răng không, một mình Trần Đức tới đó, thế. Cũng có hơi mạo hiểm. Cậu về trước đi, tỏi xử lý một suốt việc, mấy. Ngày nữa chúng ta gặp nhau ở nhà họ Ưng. Trần Đức nói xong lập tức rời khỏi nơi mình ở, đi lên đỉnh núi nơi cổ lục đạo ở, báo cáo cho ông ta thành quả thời gian vừa qua. Không tệ, đúng là sư tôn không nhìn nhầm con, cổ lục đạo vui mừng, hài lòng gật đầu, Bát Hoang, tốc độ tiến bộ của con còn nhanh và mạnh mẽ hơn những gì sư tôn nghĩ. Trên thực tế, trong khoảng thời gian qua, cổ lục đạo luôn quan sát Trần Đức, tiến bộ của anh đến mức nào, trong lòng ông ta đều biết. Chỉ cần cho Trần Bát Hoang thời gian, thành tựu của anh trong tương lai chắc chắn sẽ vượt xa ông ta. Cảm ơn lời khen ngợi của sư tôn, Trần Đức báo cáo xong lại nói với ổng ta chuyện nhà họ Ưng và Tiêu Lôi Môn. Ha ha, cái tính của con đúng là chúa gây họa, dù sư tôn đang ở Đông Nguyên nhưng cũng có nghe loáng thoáng về nhà họ Ưng Bắc Hoang. Không ngờ con mới tới cảnh giới thông thần đã dám trêu chọc bọn họ, cổ lục đạo nói nghe thì có vẻ trách cứ, trong lòng lại không hề để tâm. Một nhà họ Ưng thôi mà, thích chọc thì chọc. Còn Tiêu Lôi Môn, ông ta chưa nghe nói gì về thế lực này, nên cũng không để tâm, nếu đã thế thì con tìm một ngày nào đó xuất phát đi, cứu người quan trọng hơn. Lúc nói chuyện, cổ lục đạo lại lật tay, trong tay xuất hiện một quyển trục, quyển truyền tống này tặng cho con, gặp nguy hỉ ểm hãy mở ra, sư tôn sẽ đích thân có mặt. Cảm ơn sư tôn, Trần Đức có chút cảm động, anh cất quyển trục đi, sau đó đang định chào tạm biệt. Thì đột nhiên, một bóng hình xinh đẹp từ bên ngoài điện sải bước vào. Đó là một cô gái chừng 25, 26 tuổi. Mái tóc buộc cao, hai chân thon dài thẳng tắp, dáng người cao gầy, khoảng 1m8, mặt mũi xỉnh xắn động lòng người, trông rất hoạt bát. Trần Bát Hoang, cậu định đi đâu, cô gái đó vừa trông thấy anh đã gọi thẳng tên. À, cô là, Trần Đức hơi khó hiểu. Tôi là sư tỷ của cậu, Diêu Mộng Vũ, Diêu. Mộng Vũ hừ hừ hai tiếng. Bên cạnh, cổ lục đạo cong môi cười, phải rồi Bát Hoang, đúng là quên giới thiệu với con, đây là một đệ tử khác của sư tôn, Diêu Mộng Vũ. Nhưng mà, khụ, võ giả chia vai vế theo thực lực, này con, hẳn là sư huynh của con bé. Làm sư huynh của con, Diêu Mộng Vũ trừng to hai mắt, sư tôn, người nói cậu ta mạnh hơn con ư. Cổ lục đạo gật đầu, không nói gì nữa. Trần Đức hào hứng cười nói. Sư muội, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước nha. Đi trước hả, xem chiêu. Trần Đức vừa xoay người thì Diêu Mộng Vũ đã tung một cú đấm, mang theo linh khí bá đạo đánh về phía anh. Trần Đức khẽ nhíu mày, cả người xoay tròn, thoải mái né tránh, sau đó bắt lấy nắm đấm của cô ta, dùng sức bóp. A, buông ra, Diêu Mộng Vũ bị đau, sắc mặt đỏ bừng, tên khốn này, mau thả tôi ra, dám ra tay với sư tỷ của mình ư. Là sư muội, Trần Đức bỏ tay cô ta ra, sau này đừng đánh lén tôi, nếu không có lẽ tôi sẽ đánh cô thành người tàn phế đấy, tạm biệt nha sư muội. Trần Đức nói xong lập tức xoay đầu chuẩn bị ra khỏi điện. Diêu Mộng Vũ tức đến nỗi mặt đỏ tai hồng, sư tôn, người xem, cậu ta vừa tới đã bật nạt con. Nó bật nạt con ấy hả, cổ lục đạo choáng váng, nữ đệ tứ này cái gì cũng tốt, bình thường trông có vẻ lạnh lùng khó gần, như tiên nữ cung trăng. Nhưng thật ra lại là một đứa rất nghịch ngợm, thích gây sự. Sư tôn, con vừa mới nghe nói cậu ta định đến Bắc Hoang đúng không? Cổ lục đạo còn chưa nói gì thì Diêu Mộng Vũ đã nói tiếp. Stone, con cũng muốn đi. Nhà con ở Bắc Hoang, con cũng muốn về nhà thăm gia đình. Rồi rồi rồi, hai ngày sau nó mới đi, tới lúc đó con cứ theo nó đi. Nếu gặp phái phiền toái gì thì có thể kịp thời giúp một tay. Cảm ơn sư tôn. Diêu Mộng Vũ nói xong lập tức xoay người rời khỏi cổ điện, đi chuẩn bị đồ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.